Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Tập 111. Con ngựa trắng thanh sam thiếu niên thấy Tiểu Bạch thời gian, một mặt hưng phấn, rất vui vẻ bộ dạng. Thế nhưng Tiểu Bạch thấy thanh sam thiếu niên về sau, rồi lại giống như sù lông giống nhau, ở vào tùy thời sẽ phát động công kích trạng thái. Tiểu Bạch, người vừa rồi tại rửa mặt sao? Hay là đang uống nước? Con ngựa trắng thanh sam thiếu niên rồi lại không có chút nào tự giác, hắn đĩnh đạc tiến lên, ngồi vào Tiểu Bạch bên người. Tiểu Bạch hướng phía thiếu niên nhếch mép lộ răng nanh, nhìn qua manh cực kỳ. Tổng thể mà nói, nhìn từ ngoài, vị này Tiểu Bạch làm cho người ta cảm giác liền là Bạch tiền bối khi còn bé bộ dáng. Thế nhưng, Tống Thư Hàng xa xa nhìn qua vị kia sù lông Tiểu Bạch. Thế nhưng khí chất phương diện, hoàn toàn không giống. Đương nhiên, khí chất loại vật này theo mọi người trải qua biến hóa, sẽ sinh ra thay đổi. Khi còn bé Bạch tiền bối manh một chút, cũng rất bình thường. Tiểu Bạch, ta giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu mới. Con ngựa trắng thanh sam thiếu niên hạc hạc cười nói, tiếp đó hắn đối với Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Tống Thư Hàng xoa nhẹ mặt của mình, làm cho mình lộ ra tận lực mỉm cười thân thiện, sau đó trở về Tiểu Bạch trước mặt. Hắn gọi bá đao Tống Nhất, danh tự đặc biệt có khí thế, là ta vừa rồi trên đường nhặt được bằng hữu. Con ngựa trắng thanh sam thiếu niên vui vẻ nói. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng nhìn một cái, sau một lúc lâu, hắn đối với Tống Thư Hàng khẽ gật đầu. Tiểu Bạch, hôm nay chúng ta tới luyện đao đi. Khó được gặp được bá đao Tống Nhất đạo hữu, vì vậy ta cảm giác hôm nay chúng ta thích hợp luyện đao. Con ngựa trắng thanh sam thiếu niên hạc hạc cười nói. Tiểu Bạch lập tức lườm hướng Tống Thư Hàng, đối với hắn nghiến răng nghiến lợi. Tống Thư Hàng, đây chính là trong truyền thuyết cửu hận truyền. Chỉ dùng tùy ý một câu, khiến cho Tiểu Bạch đối với Tống Thư Hàng ấn tượng tốt biến thành âm điểm. Đến, ta hôm nay liền đao đều chuẩn bị xong. Dứt lời, con ngựa trắng thanh sam thiếu niên theo trên lưng ngựa rút ra hai thanh trường đao, đem bên trong một thanh ném hướng Tiểu Bạch. Sau đó, cùng với Tống Thư Hàng đã từng trải qua chân thực ảo giác nội dung cốt truyện giống nhau, con ngựa trắng thanh sam thiếu niên tại cùng Tiểu Bạch quyết đấu bên trong, bắt đầu chỉ bảo hắn nền tảng đao pháp, truyền thụ hắn dùng đao kỹ xảo. Mãi cho đến Tiểu Bạch mệt mỏi gục xuống, vẫn không nhúc nhích về sau, con ngựa trắng thanh sam thiếu niên mới kết thúc đao pháp tỉ thí. Tiểu Bạch, đao pháp của ngươi so với trước kia lợi hại rất nhiều. Vì vậy, lần tới chúng ta luyện chùy pháp đi. Hôm nay tới đây thôi. Con ngựa trắng thanh sam thiếu niên thu hồi vũ khí. Tống Thư Hàng hoàn toàn không thể hiểu hắn logic. Bởi vì đao pháp luyện vô cùng thật, vì vậy lần tới muốn luyện cái búa. Tiểu Bạch yên lặng theo dưới đất bò lên, hắn tựa hồ hoàn toàn thói quen con ngựa trắng thanh sam thiếu niên nhanh nhẹn cách tư duy. Đứng lên về sau, Tiểu Bạch lại yên lặng ngồi xổm đến bên hồ, đưa tay tại trong hồ nước quấy lấy. Con ngựa trắng thanh sam thiếu niên đem đao phóng tới trên lưng ngựa về sau, lại tới đến Tiểu Bạch bên người, ngồi xếp bằng xuống. Sau đó, hắn lại hướng phía Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Vậy là Tống Thư Hàng theo thứ tự ngồi chờ hắn bên phải. Tiểu Bạch ngồi xổm ở bên hồ, thiếu niên ngồi xếp bằng, Tống Thư Hàng thì thói quen tính ngồi cạnh đây đều là tại thuê sách khách điếm cọ sách cọ đi ra mau bệnh. Tiểu Bạch, người lớn lên thật là tốt nhìn, con ngựa trắng thanh sam thiếu niên đột nhiên nói. Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động, tới, là đoạn này nội dung cốt truyện. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, người mù. Không, ta mới sẽ không mù. Bá đao Tống Nhất, người cảm thấy Tiểu Bạch lớn lên đẹp không? Con ngựa trắng thanh sam thiếu niên nói. Tống Thư Hàng, ha ha, làm sao kéo đến trên người ta tới? Nói thật, vuốt lương tâm của ngươi mà nói, Tiểu Bạch lớn lên có phải rất đẹp mắt hay không? Con ngựa trắng thanh sam thiếu niên nói. Đẹp mắt, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, chỉ cần là có lương tâm người, liền không cách nào nói ra không dễ coi ba chữ. Đúng không, vì vậy Tiểu Bạch, chờ ngươi tóc dài tới eo lúc, gả cho ta dược chứ? Con ngựa trắng thanh sam thiếu niên nói. Cái này logic, hoàn toàn không cách nào suy đoán. Bất quá, đoạn này nội dung cốt truyện quả nhiên không ngờ vẫn tới. Tống Thư Hàng nhìn về phía Tiểu Bạch, thiếu niên Bạch tiền bối sẽ trả lời thế nào? Không muốn, Tiểu Bạch dứt khoát cự tuyệt nói. Lúc này đáp, có chút quá phổ thông, không có bạo điểm, một chút cũng không kích thích. Vậy là, Tống Thư Hàng trong lòng có một vấn đề rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng hỏi, Tiểu Bạch, là nữ hài tử sao? Tiểu Bạch,
là Bạch tiền bối khi còn bé sao? Hay hoặc là con ngựa trắng thanh sam thiếu niên, mới là thiếu niên Bạch tiền bối? Chẳng biết lúc nào lên, Tống Thư Hàng trong lòng có như vậy một cái nghi hoặc. Hắn cảm giác, trước mắt cái này Tiểu Bạch rất có thể không phải Bạch tiền bối. À, đúng vậy, Tiểu Bạch, ngươi là nữ hài tử sao? Con ngựa trắng thanh sam thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, ngươi liền Tiểu Bạch có phải hay không nữ hài tử cũng không biết, liền đĩnh đạc cầu hôn. Ta, Tiểu Bạch khẽ ngẩng đầu, nói khẽ, đương nhiên là nữ hài tử á. Thận khí mộng cảnh trên thế giới, Thận Long tộc trưởng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hai cái mê mang thiếu niên a, liền để ta làm cho các ngươi thực hiện nguyện vọng, thỏa mãn các ngươi hiếu kỳ đi. Tại Tống Thư Hàng hỏi thăm Tiểu Bạch giới tính thời gian, lộ ra vô cùng hiếu kỳ. Mà chỉ cần thỏa mãn Tống Thư Hàng lòng hiếu kỳ, Thận Long tộc trưởng đồng dạng có thể phản hồi đến đại lượng thận năng. Kế tiếp, chân chính nổ tung nội dung cốt truyện có thể đã bắt đầu. Tại Thận Long tộc trưởng thúc giục xuống, thận khí thế giới nội dung cốt truyện đẩy mạnh. Tiểu Bạch con mắt hơi trầm xuống, nhìn về phía Tống Thư Hàng, người cũng thấy ta đây đẹp mắt. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Cái kia, đợi ta tóc dài tới eo, gả ngươi tốt chứ? Tiểu Bạch lấy giống như đựng hoa tươi khuôn mặt tươi cười, nói ra tâm ý của mình. Tống Thư Hàng, ha ha. Sau một khắc, đột nhiên thời gian cực nhanh. Tiểu Bạch, Tống Thư Hàng, con ngựa trắng thanh sam thiếu niên ba người trong sa mạc cùng chung sinh sống hơn 20 năm thời gian. 20 năm phía sau một ngày nào đó, Tiểu Bạch rốt cuộc trưởng thành, nàng. Tóc dài tới eo. Chân chính trò hay muốn mở màn. Thận Long tộc trưởng mỉm cười, nói. Đang lúc Thận Long tộc trưởng chuẩn bị đại triển thân thủ, cho Tống Thư Hàng tới đây một đoạn như mộng ảo thận khí thế giới trải qua thời gian, sa mạc thế giới đột nhiên hỏng mất. Từ Thận Long tộc trưởng bố trí huyễn thuật thế giới, bị cứng rắn nghiền nát. Sau đó, phổ biên vô hạn hắc ám, đem Tống Thư Hàng, Thận Long tộc trưởng bao bọc. Thận Long tộc trưởng trong lòng cảm thấy không ổn. Chơi thoát đây, Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Trên thực tế, theo con ngựa trắng thanh sam thiếu niên xuất hiện một khắc này lên, trong lòng của hắn thì có loại này dự cảm. Cuối cùng, quả nhiên không ra hắn sở liệu, rốt cục vẫn phải chơi thoát. Vô biên vô hạn trong bóng tối, Tống Thư Hàng trên thân tản ra hào quang, trong bóng đêm chìm nổi. Ở bên cạnh hắn, là Thận Long tộc trưởng, đồng dạng trên thân kèm theo hào quang. Thận Long tộc trưởng lúc này thu nhỏ đến chỉ có chiếc đũa lớn nhỏ. Hắn hình thái cùng long không cũng không khác biệt gì, bất quá móng của nó là vuốt dao. Một lớn một nhỏ hai cái quang điểm, trong bóng đêm trôi nổi. Nơi đây là địa phương nào, ta thận khí thế giới làm sao không cách nào đã khống chế. Thận Long tộc trưởng một mặt nghi hoặc. Chơi thoát đi, Tống Thư Hàng nói. Thận Long tộc trưởng, là Bạch tiền bối còn là Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói. Thận khí thế giới tan vỡ, có hai loại khả năng. Thứ một loại khả năng, hắn tại thận khí thế giới bên trong thời gian, cùng mặt khác cửu châu nhất hào quần tiền bối giống nhau, giống như tại giảng nói mớ đem trong mộng tình hình giảng thuật đi ra. Mà hắn trong mộng trải qua, khẳng định không thể thiếu một câu kia Tiểu Bạch, chờ ngươi tóc dài tới eo. Mà Bạch tiền bối lúc này an vị ở bên cạnh hắn. Nếu như câu này nói mớ bị Bạch tiền bối nghe được, lúc này hắn hiện thế thân thể nói không chừng đã tại đinh ốc thăng thiên. Loại thứ hai khả năng. Bạch tiền bối cảm ứng được hắn trạng thái không đúng, hay hoặc là bị hắn từng tiếng Tiểu Bạch cho cưỡng ép triệu hoán đã tới. Tiếp đó, Bạch tiền bối xuất thủ nhìn trộm hắn thận khí thế giới trải qua. Đang nhìn đến thận khí thế giới chuyện xưa về sau, liền xuất thủ vỡ cái này thận khí thế giới. Vô luận là loại nào khả năng, đều xong. Lúc này, Thận Long tộc trưởng lên tiếng hỏi, Tống đạo hữu. Ngươi mới vừa nói chơi thoát, là ngươi, còn là ta. Ừ. Hai người chúng ta cùng một chỗ xong đời, Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, phổ biên vô hạn trong bóng tối, đột nhiên có một đôi tay chộp vào Thận Long trên thân. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng lên tiếng kêu. Thế nhưng, hai tay chủ nhân không có trả lời. Xem ra rất tức giận a, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, đôi tay này tay trái cầm lấy Thận Long cái đuôi, tay phải gạt ra Thận Long thân thể, từ dưới đi lên dùng sức chen lấn đi. Hình tượng này, lại để cho Tống Thư Hàng không khỏi nhớ tới công đức xà mỹ nhân bỏ phì nhiêu kình kim đan thời gian hình ảnh. Đừng như vậy chen lấn, nội tạng đều nặn đi ra á. Thận Long tộc trưởng lớn tiếng kêu lên.
nhưng đôi tay này không có chút nào muốn thả qua ý của nó. Tay phải chậm rãi rồi lại kiên định hướng lên chen lấn đi. Ô ô ô, Thần Long tộc trưởng lớn tiếng kêu thảm, cuối cùng, theo hắn trong miệng có một viên hạt châu bị ép ra ngoài. Đây là Long Châu, một ít lão long trong cơ thể sẽ thai nghén đi ra. Long Châu không phải nội đan, nói như vậy, Long Châu có thể tăng cường lão long một ít thiên phú năng lực. Đem Long Châu chen đi ra về sau, hai tay kia lại cầm lấy Long Thần Long tộc trưởng, chậm rãi tan biến tại vô biên vô hạn trong bóng tối. Cái này đầu Thần Long thuộc về ta, Long Châu trở về ngươi. Lúc này, Bạch Tiền Bối thanh âm vang lên. Thần Long tộc trưởng, ô ô ô, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta số 4 sủng vật. Bạch Tiền Bối lại nói. Nghe được số 4 sủng vật về sau, Tống Thư Hàng sẽ hiểu. Đây là Bạch Tiền Bối. Thần Long tộc trưởng bị bắt đi làm sủng vật. Kỳ thật đối với Thần Long tộc trưởng mà nói, cái này nói không chừng là đợt đại tạo hóa. Bạch Tiền Bối biến mất không thấy. Tống Thư Hàng nhưng như cũng bị ở lại đây cái hắc ám trong không gian. Cái kia, Bạch Tiền Bối, có thể hay không thuận tiện lấy thả ta đi ra ngoài. Tống Thư Hàng kêu lên. Bất quá, Bạch Tiền Bối không có lại đáp lại hắn. Kỳ thật, ta cũng là người bị hại a. Tống Thư Hàng thở dài. Tiếp đó, hắn tại hắc ám trong thế giới tìm kiếm. Cái mảnh này hắc ám thế giới là Thần Long huyễn thuật thế giới nứt vỡ phía sau sinh ra. Nói tóm lại, đây là một cái mộng cảnh, chỉ cần là mộng, chắc chắn sẽ có khi tỉnh lại. Hoặc là, có cất giấu rời đi mộng cảnh biện pháp. Tống Thư Hàng nói thầm. Tại hắn tìm kiếm khắp nơi lúc, đột nhiên, tại hắc ám phần cuối, hắn nhìn đến một cái quang điểm. Vậy là, Tống Thư Hàng hướng phía cái kia quang điểm bơi đi. Quang điểm càng lúc càng lớn. Tống Thư Hàng sau khi đến gần, phát hiện cái này quang điểm là một cánh cửa. Xem ra, đây chính là rời đi mộng cảnh biện pháp. Tống Thư Hàng đưa tay bắt lấy tay cầm cái cửa, đẩy cửa vào. Đại môn mở ra về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở Tống Thư Hàng trước mặt, là cái kia phiến quen thuộc sa mạc thế giới. Còn có cái kia một mảnh nhỏ ốc đảo. Lại về tới đây, Tống Thư Hàng trong lòng một mảnh nghi hoặc. Oanh 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 oanh, lúc này, trong hư không có mấy vạn đạo kiếm khí đáp xuống. Tống Thư Hàng mới vừa xuất hiện, đã bị kiếm khí đâm thấu, hắn trong thân thể hơn 10 kiếm, bị đinh tại trên sa mạc, rất thật kịch liệt đau nhức truyền lại đến Tống Thư Hàng đại não. Khá tốt, nơi này là mộng cảnh thế giới, không chết được người. Loại trình độ này thống khổ, với ta mà nói có thể tính không là cái gì. Tống Thư Hàng tự mình an ủi, đồng thời hắn ngẩng đầu hướng hư không nhìn lại. Không chung, Tiểu Bạch đạp không mà đi, cầm trong tay lợi kiếm. Mỗi một kiếm chém ra, thì có thiên vạn đạo kiếm ý, kiếm quang lẫn nhau đi theo. Cùng Tiểu Bạch chiến đấu, là một cái to lớn kình ngư. Lúc này, kình ngư trên thân tràn đầy kiếm thương, máu tươi chảy đầm đìa. Kỳ quái, Thần Long tộc trưởng đã bị bắt đi, thần khí ảo cảnh thế giới, làm sao vẫn còn tiếp tục. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Ô kình ngư phát ra trầm thấp tiếng kêu gào, thân hình của nó trốn vào hư không. Tại nơi này ảo cảnh trong thế giới, liền không gian năng lực đều có thể mô phỏng sao. Bất quá, đã ngươi sử dụng không gian lực lượng, ta cũng đúng lúc có cái bí pháp phải thử một chút. Tiểu Bạch thanh âm thanh thúy, nói. Chỉ thấy hắn đưa tay bấm cái pháp ấn. Không gian áp xúc bạo tạc bí pháp, oanh 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 kình ngư lẻn vào không gian trong thông đạo điên cuồng muốn nổ tung lên. Hắn vốn là muốn thông qua không gian thông đạo đối với Tiểu Bạch tiến hành đánh lén. Hiện tại cứng rắn bị theo không gian trong thông đạo nổ đi ra, tổn thương tăng thêm tổn thương. Không gian áp xúc bạo tạc bí pháp, nhớ kỹ đây là Bạch Tiền Bối theo nho ra vạn thánh sơn thánh tịch chỉ ở bên trong lấy được thánh nhân bí pháp đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Kình ngư đau tại trong hư không lăn mình, máu tươi của nó nhỏ xuống, trên mặt cắt ăn mòn ra từng cái một hố. Tiểu Bạch thừa dịp thắng truy kích, hắn đưa tay vung lên, kiếm lên. Nhìn đạo kiếm quang ngưng tụ là một chuôi cự kiếm, đối với kình ngư dùng sức chém dụng. Kình ngư tránh né không kịp, đầu lại bị chém ra một đạo vết thương, thân hình tức thì bị đánh bay ra ngoài. Cái này đều không đả thương được ngươi, da của ngươi thật đúng là dày. Tiểu Bạch hặc hặc cười nói. Dứt lời, hắn lại nhìn hướng phía dưới mới. Thư Hàng, ngươi làm sao chạy đến ta ảo cảnh trong thế giới tới? Tiểu Bạch lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng sững sờ.
sau đó lập tức hiểu ra đến. Nơi đây, là Bạch Tiền Bối người thận khí thế giới. Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ừ, một nửa một nửa. Nơi này là ta ảo cảnh thế giới, bất quá cũng không phải thận khí thế giới. Đem ta kéo vào cái này ảo cảnh thế giới, không phải thận long, mà là trước mắt cái này đầu kỳ quái đại kình ngư. Tiểu Bạch trạng thái Bạch Tiền Bối cười nói. Ngươi trước tiếp tục tại chỗ đó nằm sấp một lát, chờ ta đem cái này đầu đại kình ngư cho giết chết. Bạch Tiền Bối dứt lời, thân hình khẽ động, đột phá không gian xuất hiện ở cự kình dưới thân. Lưu tinh kiếm bị tế ra, một hóa thành hai, hai hóa thành ba. Kiếm quang không ngừng diễn biến, ngưng tụ ra vạn kiếm đại trận. Ngàn vạn chuôi kiếm chỉ là, xoay tròn, như là cối xay thịt giống nhau xoắn hướng kình ngư. Không phải thận long, cái này đầu kình ngư đem Bạch Tiền Bối kéo vào ảo cảnh thế giới, muốn làm gì vậy? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Đương nhiên là nghĩ đoạt xá a. Bạch Tiền Bối một bên chiến đấu, một bên còn có rảnh rỗi cùng Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm. Dứt lời, hắn ngưng tụ ra công đức đại thụ tới đây. Lưu tinh kiếm đại trận tiếp tục xoắn giết cự kình, Bạch Tiền Bối bản thân thì nâng lên đại thụ, ở phía sau bổ sung đao. Cự kình trước người là hóa thành cối xay thịt kiếm trận, cự kình phía sau là khiêng công đức đại thụ tiểu hào Bạch Tiền Bối. Bi kịch cự kình liên tục kêu thảm. Hắn dốc sức liều mạng muốn từ trong cối xay thịt kiếm trận chạy đi, nhưng hắn vừa mới dốc sức liều mạng rời khỏi một chút, cũng sẽ bị Bạch Tiền Bối huy động công đức đại thụ, nện sinh sôi nện trở về, tiếp tục kêu thảm. Từ khi ngưng tụ ra công đức đại thụ về sau, Bạch Tiền Bối đối phó lên cỡ lớn sinh vật càng thêm thuận tay. Không sai biệt lắm đã có điểm lý giải loại này huyễn thuật thế giới cấu tạo. Bạch Tiền nói dùng sức huy động công đức đại thụ, nện ở cự kình phần đuôi. Lần nữa đem hắn nhập vào cối xay thịt bên trong. Lời này nghe có chút quen tai. Tống Thư Hàng nói, cảm giác ở nơi nào cũng nghe qua Bạch Tiền Bối đã từng nói qua lời tương tự. Bạch Tiền Bối tiếp tục nói, dựa vào ta đối với loại này huyễn thuật thế giới cấu tạo cùng nhận thức, không sai biệt lắm có thể xây dựng một cái cùng loại pháp thuật. Phàm là bị ta hiểu pháp thuật, ta từng phút đồng hồ có thể làm ra cái cùng loại tới đây. Xây dựng cùng loại ảo cảnh thế giới hữu dụng không? Chân thực ảo cảnh không phải càng rất thật sao? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Bạch Tiền Bối khoát khoát tay, nói, không giống nhau, hoàn toàn khác nhau. Cái này đầu cự kình nắm giữ được thận long nhóm thận khí thế giới, có thể đọc đến mọi người tiềm ẩn nguyện vọng, căn cứ mọi người nguyện vọng cùng mộng tưởng, cấu tạo một cái mộng cảnh thế giới tới đây. Trừ điều đó ra quan trọng nhất là, thông qua thận khí ảo cảnh thế giới, cuối cùng có thể phản hồi một loại tên là thận năng năng lượng. Ta đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Tống Thư Hàng yên lặng nhẹ gật đầu. Dù sao, có thể dẫn tới Bạch Tiền Bối hứng thú đồ vật, cũng không phải phổ thông thứ tốt. Cái này thận năng, cũng nhất định có hắn kỳ diệu địa phương, cho nên mới có thể làm cho thận long nhất tộc treo lên bị tiêu hóa nguy cơ, cũng phải vì mọi người dệt từng cái một tốt đẹp thận khí mộng cảnh thế giới, từ đó thu hoạch được thận năng phản hồi. Cự kình nghe vậy, càng thêm dốc sức liều mạng rằng co. Tại nơi này hắn cấu tạo nên trong thế giới, hắn đều có thể mở hách sử dụng kiếp tiên cấp không gian lực lượng, có được cực hạn tái sinh năng lực, như trước bị cái này kêu bạch tu sĩ toàn diện treo lên đánh. Nếu như cái này kêu bạch tu sĩ lại nắm giữ thận khí huyễn thuật thế giới, vậy nó hôm nay thật muốn triệt để vẫn lạc. Cấu tạo huyễn thuật kết cấu, lần đầu tiên chỉ cần bắt trước là đủ rồi. Về phần hậu kỳ mộng cảnh địa đồ chế tác, cũng cần số liệu tích lũy. Những thứ này trong tương lai ta có thể một chút bỏ thêm vào. Lại nói tiếp pháp thuật hình thức ban đầu là năng lượng bỏ thêm vào. Người xem, một cái đơn giản huyễn thuật thế giới liền cấu thành. Bạch Tiền Bối hặc hặc cười nói. Tay phải hắn theo tại trong hư không, nguyên bản cự kình diễn hóa xuất tới đây sa mạc thế giới rất nhanh đã tiến hành sửa đổi, biến thành Giang Nam Đại học thành bên ngoài, dược sư mua cái kia căn nhà lầu nhỏ cảnh tượng. Chỉ là cái này lầu nhỏ cảnh tượng bị phóng đại gấp trăm ngàn lần. Cự kình hoảng sợ cực kỳ, hắn chưa từng có gặp gỡ qua đối thủ như vậy, vẻn vẹn là đã trải qua một lần, liền đem thận khí ảo cảnh thế giới cho nhìn thấu. Không chỉ như vậy, còn trực tiếp sửa lại hắn bố trí tới đây thế giới, đảo khách thành chủ. Lúc này đây, cự kình thật ngửi thấy mùi vị của tử vong. Bất quá, cái thế giới này còn thiếu chút nữa đồ vật. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Phía dưới, Tống Thư Hàng như trước bị 10 năm đạo kiếm khí bám trên mặt đất, hắn lên tiếng hỏi, Bạch Tiền Bối còn kém cái gì? Chẳng lẽ lại cùng lần trước tai nạn cự quy vượt thời y không dạo bước pháp thuật giống nhau,
lại thiếu khuyết một ít trọng yếu khí quan bắt trước. Ừ, ta cảm giác mình còn cần lại nghiên cứu một chút thận long kết cấu thân thể. Bạch tiền bối nói, trước mắt cái này đầu cự kình không biết là kỳ ngộ gì, có đủ thận long thiên phú. Bất quá, cái này đầu cự kình đã không có thân thể, vì vậy hắn mới có thể suy nghĩ đi đoạt xá đường đi. Đã hắn đã không có thân thể, bạch tiền bối nghĩ nghiên cứu hắn cũng nghiên cứu không ra cái gì thành tựu tới đây. Có lẽ ta có lẽ đi bắt một cái thận long đến. Bạch tiền bối sờ sờ cằm nói. Bị kiếm trận vây khốn cự kình đằng sau hậu trường nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi bạch tiền bối, trên người ta có kiện đồ vật, có lẽ người có thể dùng đến. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, đem hắn cái kia miếng thận long tộc trưởng Long Châu cho rút đi ra. Luôn cảm giác mình sở dĩ sẽ tiến nhập bạch tiền bối thận khí ảo cảnh thế giới bên trong, là quan trọng nhất sứ mạng chính là vì bạch tiền bối đưa lên cái này thận long tộc trưởng Long Châu. Đây là cái gì? Bạch tiền bối vẫy tay, thận long tộc trưởng Long Châu liền rơi trong tay hắn. Long Châu, thận long tộc trưởng Long Châu, Tống Thư Hàng giới thiệu nói. Tộc trưởng, lần này thực tiền yến đi lên thận long số lượng rất nhiều sao? Bạch tiền bối hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cùng với cái kia đạo bách thú đại thiên tỷ đồ ăn tên giống nhau, thận long nhất tộc cũng là tại cả tộc di chuyển. Thì ra là thế, khó trách toàn bộ thực tiên yến đạo hữu đều xa vào đến trong mộng cảnh tới. Bạch tiền bối nói, dứt lời hắn lại nhéo cái này thận long tộc trưởng Long Châu nghiên cứu. Cửa, Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Bạch tiền bối, cái gì cửa? Ta là đột nhiên nhớ tới ta tiến nhập bạch tiền bối thận long huyễn thuật thế giới thời gian. Là đẩy cửa vào. Có cảm xúc nên phát ra. Tống Thư Hàng nghiêm trang trả lời. À, bạch tiền bối nhẹ gật đầu, tiếp tục nghiên cứu cái này Long Châu. Lúc này còn là tiểu bạch bộ dáng bạch tiền bối, nhéo một mai trong suốt Long Châu nghiên cứu, thoạt nhìn giống như là đã nhận được yêu thích món đồ chơi. Hình ảnh như vậy, nếu để cho Bạch Hạc Chân Quân nhìn thấy lời nói, Bạch Hạc Chân Quân sẽ phun máu mà chết a. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ vừa vặn có thể thử xem, vừa vặn lưu tinh kiếm còn kém một chút trang trí. Thư Hàng, cái này Long Châu bán ta, bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng khoát tay áo, bạch tiền bối người ưa thích lời nói thì lấy đi đi, dù sao ta cũng không dùng được. Ta đây trước hết nhận, bạch tiền bối nói. Hắn vẫy tay, lưu tinh kiếm vèo một chút đã bay trở về. Lúc này lưu tinh kiếm lại trải qua bạch tiền bối cải tiến. Trên người nó tầng kia vòng bảo hộ gai ngược bị tháo xuống, bất quá cũng không có đi rơi, mà là bị bạch tiền bối cải tiến đã thành một cái vỏ kiếm. Bạch tiền bối bắt lấy lưu tinh kiếm, hướng đặc thù vỏ kiếm bên trong cắm xuống. Tiếp đó, lưu tinh kiếm liền biến thành một chuôi ô che mưa. Vòng bảo hộ gai ngược căng ra, biến thành cái rủ xương. Lại run lên, liền sẽ biến thành phong bế hình dáng vòng bảo hộ. Lại run lên, lại sẽ biến thành tàn nhẫn kiếm đâm. Bạch tiền bối lại đem thận long Long Châu chứa vào ô che mưa vỏ kiếm đỉnh. Rất không tồi, bạch tiền bối hài lòng nói. Bên kia, không có trải kiếm tinh kiếm trận xoắn giết về sau, cự kình phóng lên trời, hướng xa xa bỏ chạy. Chỉ cần có thể cùng cái này kêu bạch tu sĩ kéo ra đầy đủ khoảng cách, hắn có thể cưỡng ép thoát ly thận long ảo cảnh thế gian. Ừ, lấy cái này Long Châu làm hạch tâm, quả nhiên có thể đền bù thiếu sót của ta. Như vậy lại đến một lần thận long ảo cảnh thế giới, phi kiếm đại mạo hiểm. Bạch tiền bối căng ra ô che mưa, dùng sức ném đi. Lưu tinh kiếm, ừ, bây giờ trạng thái muốn xưng là lưu tinh tán. Hắn bay đến gian phòng nóc nhà, không ngừng mở rộng. Cái ô khổng lồ đem nguyên bản thận khí thế gian bao phủ trong đó. Thiên địa thay thế. Tống Thư Hàng cảm giác mình chỗ không gian bị cải biến thành một cái chỉ có phía trước. Phía sau cùng lên xuống mặt bằng thế giới. Liền cùng hắn khi còn bé chơi siêu cấp Mario huynh đệ trò chơi không sai biệt lắm. Hắn chỗ thế giới chỉ có một con đường có thể đi. Tiếp đó, khắp thế giới đều là phi hành phi kiếm, tốc độ tặc nhanh, xoát 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 không ngừng tán loạn. Nguyên bản đang tại phía trước phi hành cự kình, thoáng cái đã bị vạn kiếm ghim tâm, ngã xuống. Quy tắc trò chơi, tìm kiếm chính xác tiến lên phi kiếm, thông qua nhảy phương thức tiến lên. Phi kiếm có đôi khi sẽ quay đầu, vì vậy chú ý tùy thời hoán đổi phi kiếm. Bạch tiền bối nói, đây không phải thận long thế giới, thận long thế giới là vì thỏa mãn tu luyện giả nguyện vọng mà sinh ra thế giới. Cự kình lần đầu mở miệng kêu lên. Đúng vậy a,
nó là vì thỏa mãn tu luyện giả nguyện vọng mà sinh ra thế giới, bất quá bây giờ, hắn muốn hoàn thành là nguyện vọng của ta, mà không phải nguyện vọng của ngươi. Bạch tiền bối trả lời, đây là ngươi duy nhất đào thoát cơ hội. Dựa theo quy tắc trò chơi, ngươi chỉ cần chạy đi, là có thể sống xuống dưới. Nếu như ngươi bị ta bắt đến, nhất định phải chết. Bạch tiền bối vừa dứt lời, đầy màn phi kiếm bắt đầu chuyển động. Phi kiếm hoặc lên hoặc xuống, hoặc phía trước hoặc về sau, không ngừng bay loạn. Cự kình cần không ngừng tìm kiếm được đang tại tiến lên phi kiếm, nhảy đi lên, ngồi lên phi kiếm tiến lên. Ở giữa cần cẩn thận tránh né đối diện mà đến phi kiếm công kích. Hơn nữa, phi kiếm có đôi khi bay lên, đột nhiên sẽ quay đầu, vì vậy cần chú ý không ngừng hoán đổi phi kiếm. Đây tuyệt đối là cái hố người chơi trò chơi. Tống Thư Hàng không có tham gia cái trò chơi này, hắn nằm sấp thi thể tại khởi điểm, như trước bị kiếm khí dính tại mặt đất. Không thể trước thả ta ra sao? Tống Thư Hàng thở dài. Rất đau a. 10 phút sau, cự kình tại một hồi kinh thiên động địa giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị chém thành mảnh vỡ. Chết, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ừ, ý chí cũng bị ta chém chết, chết không thể chết lại. Bạch tiền bối trả lời. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên. Tại bị chém thành mảnh vỡ cự kình trong thi thể, có một mai tản ra yêu lực viên đan dược nổi lên, rơi vào bạch tiền bối trong tay. Cái này viên đan dược tựa hồ có sinh mạng bình thường, còn đang ở không ngừng nhảy lên. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối tiện tay quăng ra, đem hắn ném cho Tống Thư Hàng, một mai yêu đan, còn sẽ nhảy lên, nói rõ hắn còn rất mới mẻ. Cái này đầu cự kình nhục thân bị hủy, chỉ để lại yêu đan, cho nên sẽ nghĩ đến đi đoạt xá con đường này. Bất quá thật đáng tiếc, hắn chọn sai mục tiêu. Cái này yêu đan cho ngươi, vừa vặn cùng ngươi cho ta Long Châu chống đỡ qua. Ta lấy hắn cũng không dùng a. Tống Thư Hàng nói, yêu đan trong tay hắn còn không ngừng nhúc nhích. Ngươi có thể tìm người chế tác thành ngoại đan tại ngũ phẩm cảnh giới thời gian, cũng có thể nhiều một phần kim đan cấp linh lực dự trữ à. Hay hoặc là luyện chế thành một loại khác ngoại đan bán cho vô vọng tấn chức linh hoàng tứ phẩm tu sĩ, có thể cho bọn hắn tấn chức giả cảnh giới kim đan. Bạch tiền bối thuận miệng nói. Luôn cảm giác dạng này sẽ rất lãng phí, cái này đầu cự kình thiên phú rất mạnh, hắn yêu đan nhất định cũng không phải chuyện đùa. Tống Thư Hàng tiếp nhận yêu đan, đem hắn thu hồi. Đơn thuần chế tác thành ngoại đan quá lãng phí, hắn muốn nghĩ nghĩ có hay không có biện pháp tốt hơn đến sử dụng cái này yêu đan. Tốt rồi, tất cả chấm dứt. Bạch tiền bối vỗ vỗ bàn tay, toàn bộ phi kiếm trò chơi không gian thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy kết thúc. Theo bạch tiền bối vỗ nhẹ nhẹ động thủ trưởng, Tống Thư Hàng theo thận khí thế giới bên trong thoát ly đi ra, ý thức về tới thực tiên yến hiện trường. Ta còn cho là ta còn muốn bị đinh ốc thăng thiên A, các loại đua xe giết. Không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn phối hợp với thận long tộc trưởng cùng một chỗ làm cái đại chết, lại bị bạch tiền bối phát hiện, Tống Thư Hàng trong lòng đã làm tốt các loại chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới. Cuối cùng chỉ là thương cảm thận long tộc trưởng bị bạch tiền bối bắt đi, biến thành số 5 sủng vật. Tống Thư Hàng bản thân lại không bị cái gì trừng phạt. Bạch tiền bối số 1 sủng vật mặt trời nhỏ, số 2 sủng vật chuột hamster kiếm khách, số 3 sủng vật thánh viên đại kim cương, số 4 sủng vật là ở trong cấm địa thu cái kia gốc mọc ra mặt mỹ nhân 7 màu đại thụ cùng một chỗ thu còn có nhìn cửa dùng con hổ xấu xí. Lúc ấy nếu không phải con hổ xấu xí cơ chí, hắn đã bị bạch tiền bối một pháo oanh diệt. Mà thận long tộc trưởng, thì đã thành số 5 sủng vật. Trở lại thực tiên yến hiện trường về sau, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, trong lòng không hiểu có chút không thực tế. Thận khí ảnh hưởng cũng bắt đầu qua đi, bạch tiền bối lên tiếng nói. Đang khi nói chuyện, thực tiên yến hội trường có một mảnh sương mù nhàn nhạt, nhanh chóng rút đi. Ngay sau đó, theo thực tiên yến thực khách trên thân, có thành từng mảnh quang điểm phiêu tán đi ra. Dung nhập cái kia phiến sương mù nhàn nhạt bên trong. Mỗi một mảnh quang điểm, đều là một cái thận long. Chúng nó tại trong mộng cảnh hoàn thành các thực khách nguyện vọng trong lòng, đã nhận được phản hồi thận năng, rời đi thực khách thân thể. Vũ Nhu Tử, Hoàng Sơn Tiền Bối, Lệ Chi Tiên Tử, Cuồng Đao Tam Lãng. Đoàn người trên thân đều có quang điểm tản ra. Đã liền Tô Thị A Thập Lục trên thân, đồng dạng có quang điểm phiêu tán đi ra ngoài. A Thập Lục lúc nào ăn cái kia đạo bách thú đại thiên tỷ? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói.
hắn nhìn về phía A Thập Lục trong chén, bên trong cái kia khối bách thú đại thiên tỷ xương sườn còn đang ở A. Thận long tiến nhập tu sĩ trong cơ thể, cũng không chỉ là bị ăn xuống dưới một loại cách. Chúng nó cũng có thể chủ động tiến nhập tu sĩ trong miệng. Lúc này, bạch long tỷ tỷ thanh âm vang lên, ta lại để cho một cái nhỏ thận long trợ giúp A Thập Lục kiến tạo mộng cảnh, hiệp trợ nàng nhanh lên thức tỉnh. Đang khi nói chuyện, sương mù hướng bí cảnh bên ngoài bay đi, trong sương mù một mảnh dài hẹp thu nhỏ thận long như ẩn như hiện. Đầu lĩnh chính là một cái hình thể hơi lớn thận long. Nguyên tộc trưởng bị người chộp tới làm sủng vật, tộc trưởng bị bắt trước khi đi, hạ mệnh lệnh khẩn cấp, an bài kế nhiệm tộc trưởng. Vậy là, mới tộc trưởng mang theo thận long tộc quần, một lần nữa bước lên mới lữ trình. Tiếp theo, không biết bọn hắn sẽ ở địa phương nào tập thể xuất hiện. Xinh đẹp, Tống Thư Hàng nói khẽ. Trong sương mù, số lượng rất nhiều thận long bay múa hình ảnh, giống như là mộng ảo đồ án giống nhau, đẹp mắt đẹp lòng. Thận long tộc quần sau khi rời đi, thực tiên yến lên các vị tiền bối tới tấp tỉnh táo lại. Ồ, Tống tiền bối người còn sống, thật sự là quá tốt, ta thiếu chút nữa cho rằng Tống tiền bối người chết đến không cách nào sống lại. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử trong mộng cảnh, hắn tựa hồ một mực ở chết. Vũ Nhu Tử, người đến cùng mơ tới cái gì a? Mà lúc này, A Thập Lục ngón tay khẽ run rẩy, sau đó nàng khẽ mở to mắt. Tại thận long dưới ảnh hưởng, nàng rốt cuộc tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi, Thập Lục, Tống Thư Hàng ôn nhu nói. Tô thị A Thập Lục mở chừng hai mắt, nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng khuôn mặt. Ồ, A Thập Lục chợt ngẩng đầu lên, sau một lúc lâu, nàng lên tiếng nói, Thư Hàng. Là ta, Tống Thư Hàng nói. Ngươi làm sao đen thành dạng này, thiếu chút nữa liền nhận ngươi không ra. Tô thị A Thập Lục nói. Ha 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 ha. Uống một chút thuốc, trước mắt trắng không trở lại. Tống Thư Hàng sờ lên cánh tay của mình, bạch tiền bối kẹo viên dược hiệu còn không có rút đi. Chỉ là đen một tí, không có khác tác dụng phụ. Tô thị A Thập Lục lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. A Thập Lục nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, nàng đột nhiên lại đỏ bừng mặt. Phía dưới bàn, nàng theo bản năng giơ chân đá Tống Thư Hàng một cước. Tống Thư Hàng hiện tại hai đại thế giới đứng đầu thối thể pháp đại thành, tăng thêm biến dị toàn thân kiểu cương thủ, thân thể cường độ cường điệu hóa. A Thập Lục cái này nổi giận một cước, đối với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa. Bất quá thấy A Thập Lục vừa thẹn vừa giận bộ dạng, Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động. Trong lòng của hắn đoán được một ít nguyên nhân. Đau nhức đau nhức đau nhức, Thập Lục ngươi làm gì thế đây? Tống Thư Hàng nhếch môi sừng, giả trang ra một bộ rất đau bộ dạng. Không có, không có việc gì, Tô thị A Thập Lục hai tay giao nhau, che má, che giấu bản thân ngượng ngùng. Thập Lục, người có phải hay không tại thận long mộng cảnh bên trong, mơ tới chuyện thú vị. Lúc này, một bên Vũ Nhu Tử đột nhiên bu lại, hì hì cười nói. Tống Thư Hàng, A Vũ A loại chuyện này không cần ngươi nói, ta một đoán đã biết rõ A. Thế nhưng loại chuyện này không thể nói ra A. Tô thị A Thập Lục hạ giọng nói, mới không có, phía dưới bàn, nàng chân nhỏ lại nhẹ nhàng đá Tống Thư Hàng một cước. Đau nhức đau nhức đau nhức, Tống Thư Hàng chuyên nghiệp diễn kịch bởi vì thể chất quá mạnh mẽ, A Thập Lục đá nặng hay nhẹ, đối với Tống Thư Hàng mà nói đều không sai biệt lắm. Ta chỉ là rất nhẹ đụng phải ngươi một chút, Tô thị A Thập Lục mắt trợn trắng. Ha 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 ha, Tống Thư Hàng khô khốc một hồi cười. Thư Hàng, ngươi lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều, A Thập Lục nói khẽ. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, nói, ừ. Vũ Nhu Tử yên tĩnh trở lại, nàng một tay chống cằm nhìn qua Tống Thư Hàng, Tống tiền bối, ngươi có phải hay không hoàn thành kim đan cấu đồ? Bởi vì theo Tống Thư Hàng trên thân, ngẫu nhiên phát ra kim đan khí tức, rất trầm trọng. Đây là kim đan đệ nhị cảnh tử kim đan kỳ tu sĩ khí tức. Ừ, tại thực tiên yến lúc trước, ta đối với một vị quân địch đại lão sử dụng một bộ phát rồ thiên phú năng lực tổ hợp, tiếp đó cảnh giới lại tăng lên một ít. Bất quá, ta bản mệnh kim đan còn không có biến hóa. Theo bản mệnh kim đan cảnh giới mà nói, ta còn là mới vào ngũ phẩm đi. Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói. Tô thị A Thập Lục khẽ cúi đầu xuống, lâm vào trong trầm tư. Sau lưng, Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười, duỗi ra móng vuốt, vỗ nhẹ nhẹ A Thập Lục đầu. Có Tống Thư Hàng kích thích, Tô thị A Thập Lục kế tiếp cũng muốn bay mang tấn cấp, trong cơ thể nàng long tộc huyết mạch thức tỉnh,
lại thêm mình ở một bên chỉ bảo, thực lực của nàng đem tiến nhập bộc phát tăng lên giai đoạn. Bạch Long tỉ tỉ thầm nghĩ trong lòng. Tống tiền bối, hiện tại, người thật trở thành tiền bối á. Vũ Nhu Tử cười nói, nàng cảm giác mình cũng không có thể lại lười biếng. Không thể thật bị tống tiền bối bỏ qua quá xa. Thực tiên yến tiếp tục. Đạo thứ tư đồ ăn mang thức ăn lên. Liên quan tới thận long sự tình, những cái kia mang thức ăn lên thiếu nữ không có trả lời cái gì. Có khách nhân hỏi thời gian, các nàng cũng chỉ là che miệng cười khẽ. Vậy là có người suy đoán, lên một món ăn bách thú đại thiên tỷ biệt tuyết tiên cơ có hay không cùng thận long có hợp tác. Thực tiên yến bên trên, một đạo tiếp một đạo hệ món ăn đi lên. Trong lúc, thỉnh thoảng nhiều tuổi trẻ đệ tử ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, tiến nhập minh tưởng trạng thái tu luyện. Thực tiên yến bên trên, mỗi một món đều ẩn chứa linh lực cực lớn. Ăn cơm có thể đột phá, loại chuyện này đối với thực tiên yến mà nói, là chuyện rất bình thường. Đệ lục đạo đồ ăn mang thức ăn lên hoàn tất về sau, Tống Thư Hàng toàn thân khoan khoái dễ chịu. Hắn tại kim đan cấu đồ trong quá trình tiêu hao hầu như không còn linh lực, hoàn toàn bình phục, hơn nữa tăng lên một đoạn. Linh lực tràn đầy sao? Có muốn hay không cho ngươi thi triển phong ấn? Một bên Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Dừng lại thực tiên yến có thể bổ sung linh lực cực kỳ khổng lồ, đối với những cái kia bị trưởng bối mang đến thiên tài đệ tử mà nói, khổng lồ như vậy linh lực bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản không cách nào hấp thu. Vì vậy, thực tiên yến có chuyên môn nguyên bộ phong ấn thuật, dùng để phong ấn, tồn trữ vô cùng khổng lồ linh lực, cung cấp các đệ tử đến tiếp sau chậm rãi hấp thu linh lực. Hơn nữa, thường ngày thực tiên yến mở tiệc đến một nửa thời gian, đại đa số kim đan linh hoàng cũng muốn tại trên người mình thiết lập phong ấn, dùng để tồn trữ dư thừa linh lực. Tống Thư Hàng lắc đầu, còn không có, chỉ là lúc trước tiêu hao linh lực được bổ sung trở lại. Hắn hiện tại hai kim đan tu vi, không cần sử dụng phong ấn, cũng có thể tại thực tiên yến trong kiên trì thật lâu. Vũ Nhu Tử cùng Thập Lục đây, Bạch Tiền Bối lại hỏi. A Thập Lục trả lời. Ta tại thực tiên yến lúc trước, cũng đã chuẩn bị thật tương ứng phong ấn. Ta cũng cần một cái phong ấn, Bạch Tiền Bối. Vũ Nhu Tử giơ tay nói. Bạch Tiền Bối đứng lên, tại Vũ Nhu Tử trên thân thiết lập phong ấn. Kế tiếp, liền là thuần túy hưởng dụng thực tiên yến mỹ vị thời điểm. Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng lúc này, thì nhớ tới bản thân hạch tâm thế giới bên trong mấy vị đệ tử còn có thông nương, quy tiền bối. Đáng tiếc. Bản thân chỉ có một tấm thực tiên yến thiếp mời. Muốn không, một lát về sau, bản thân đóng gói một ít gì đó dẫn vào hạch tâm thế giới đây. Thực tiên yến đồ ăn như nước chảy đi lên. Ăn vào một nửa lúc, mang thức ăn lên tốc độ bắt đầu dừng lại. Sau đó, thừa dịp có chút nhàn rỗi thời gian, các giới thiên tài đệ tử tiếp tục bắt đầu lôi đài tỉ thí. Vũ Nhu Tử cùng A Thập Lục, các ngươi muốn lên sàn sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Các nàng đều là 30 tuổi trở xuống tuổi tổ, cũng đã là tứ phẩm cảnh giới. Các nàng nếu như lên sân khấu, treo lên đánh toàn bộ tuổi trẻ không là vấn đề. Ta chuẩn bị nhìn ban thưởng, nếu như biệt tuyết tiên cơ có thêm vào ban thưởng, ta chọn lên sân khấu. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Lúc này, bên người Bạch Tiền Bối điện thoại vang lên. Trong bí cảnh còn có tín hiệu nha, Tống Thư Hàng nói. Vì tổ chức thực tiên yến. Phía nam trường sinh kiếm tông bí cảnh cửa ra một mực mở ra, vì vậy có thể thu đến tín hiệu. Bạch Tiền Bối lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra điện thoại, này, vị nào? Ngài khỏe chứ, Bạch Thánh. Chúng ta là Tuyết Sơn Tu Liên Tinh Tế Bưu Kiện, trước người đặt trước hết nhất khoản độn không toa đã vận đến. Chúng ta bây giờ tại Giang Nam khu đại học thành vị trí, ngài thuận tiện mở cửa lấy cái hàng sao? Một cái nam tử thanh âm theo trong điện thoại di động truyền đến. A. Các người biểu kiện tốc độ rất nhanh nha. Người đợi đấy, ta lập tức đến. Bạch Tiền Bối nói. Dứt lời, hắn cúp điện thoại. Ta đi tiếp cái biểu kiện, đi xuống liền trở về. Bạch Tiền Bối nói ra. Hạ một đạo đồ ăn muốn thay Bạch Tiền Bối lưu một phần sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ta đem phân thân lưu lại, hắn sẽ thay ta gắp thức ăn. Bạch Tiền Bối nói. Dứt lời, lưu lại phân thân về sau. Bạch Tiền Bối thi triển không gian thiên phú, rời đi thực tiên yến hội trường. Tống Thư Hàng xinh đẹp nhấp một hớp nước canh, thật là đẹp vị a. Tiếp đó hắn lại uống một ngụm. Phù không tốt, Tống Thư Hàng đứng lên nói, Bạch Tiền Bối trên đường rời sân. Làm người, tuyệt đối không thể lành sẹo liền quên đau nhức.
trước kia lưu lại đau xót, nhất định phải thật tốt nhớ kỹ, cái đồ chơi này là vết xe đổ ngộ nhớ ngươi lại tại cùng một cái đường dễ lật xe nữa nha. Tống Thư Hàng hiện tại liền đặc biệt cảnh giác, làm Bạch Tiền Bối đột nhiên rời đi Thực Tiên Yến đi đón bưu kiện thời gian, trên người hắn mỗi một tế bào cũng bắt đầu hướng chủ nhân hồi quỹ một cái nguy hiểm tín hiệu. Tống Thư Hàng trước tiên mở ra bản thân hạch tâm thế giới cửa vào, cam đoan chạy trốn thông đạo thông suốt. Lên vài lần, một khi gặp gỡ thời điểm mấu chốt, hắn hạch tâm thế giới đã bị cường đại ngoại lực che đậy. Cuối cùng gấp rút mạng thủ đoạn, rồi lại thường xuyên mở cửa không ra, thật sự lúng túng. Vì vậy lần này, hắn trước giờ trước đem cửa cho mở. Bạch Tiền Bối phân thân, làm sao vậy? Ngươi một mặt kinh ngạc bộ dạng, bản tôn đi lấy cái bưu kiện mà thôi, rất nhanh sẽ trở lại. Không không không, Bạch Tiền Bối. Ngươi còn nhớ kỹ lần trước nho ra kim liên thế giới sự tình sao? Tống Thư Hàng nói. Nhớ kỹ lần trước, tại nho ra kim liên thế giới thời gian, Bạch Tiền Bối cũng là đột nhiên có việc rời đi một chút. Tiếp đó, lưu lại kim liên trong thế giới Tống Thư Hàng cùng nho ra thành viên, bị quả cầu kim loại lỏng ngón tay diệt một lần lại một lần. Đó là Tống Thư Hàng tại trong một ngày chết nhiều nhất một lần. Quả thực khắc cốt minh tâm. Vì vậy, lúc này Bạch Tiền Bối bản tôn vừa ly khai, Tống Thư Hàng lập tức liền phản ứng đến. Lịch sử lúc nào cũng kinh người tương tự. Bạch Tiền Bối phân thân nói, lấy bản tôn không gian năng lực thiên phú, tiếp thu bưu kiện trở lại, cũng chính là mấy cái trong nháy mắt sự tình. Hơn nữa, ta không phải tại đây nha. Ừ, không đúng, chờ, này, Thư Hàng, ngươi nói, ta có thể hay không cũng bị bản tôn cho từ bỏ. Bất kể như thế nào, ta cảm giác vì để ngừa ngộ nhỡ, còn là đem mọi người chuyển rời đến ta hạch tâm thế giới trong đi tương đối thỏa đáng. Tống Thư Hàng nói. Nhưng mà, lúc này trên người hắn tiểu trong suốt trạng thái, đạt đến một loại cực hạn trạng thái. Hắn rõ ràng đang khẩn trương nhắc nhở ở đây tất cả mọi người, nhưng Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối, rồi lại đưa hắn không để mắt đến. Mọi người nên ăn ăn, nên nói chuyện trò chuyện. Tâm đã bị ghim tràn đầy lỗ thùng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bạch Tiền Bối phân thân gật đầu nói, ta lại để cho mọi người phối hợp ngươi hành động. Đang khi nói chuyện, bên cạnh Vũ Nhu Tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Ồ, ta cảm giác, có đồ vật gì đó trở lại. Vũ Nhu Tử duỗi ra hai tay, nhìn mình xanh nhạt ngón tay, nghi ngờ nói. Vũ Nhu Tử, làm sao vậy? Nhìn ngươi một mặt kinh ngạc bộ dạng. Bên cạnh, Lệ Chi Tiên Tử nhẹ giọng lên tiếng hỏi. Không có việc gì, liền là cảm giác có đồ vật gì đó trở lại. Chờ, Lệ Chi Tiền Bối, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Vũ Nhu Tử ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Lệ Chi Tiên Tử. Vũ Nhu Tử a, à đúng rồi, hôm nay đạo hiệu của ngươi là cái gì? Ngươi một mực chưa nói. Lệ Chi Tiên Tử cười nói. Nói qua, nàng tiếp cận Vũ Nhu Tử, lấy điện thoại cầm tay ra, cho hai người vỗ đóng mở chiếu, hôm nay Vũ Nhu Tử cũng rất đẹp đây. A, à, Vũ Nhu Tử sau khi chụp hết ảnh xong, xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng, Tống Tiền Bối, ta biết rõ là vật gì trở lại. Sự hiện hữu của chúng ta cảm giác trở lại. Lệ Chi Tiên Tử lại lần nữa nhớ lại nàng tới, còn biết nàng muốn lấy 365 cái đạo hiệu sự tình, vẫn cùng nàng đập đã xong chụp ảnh chung. Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động, lần này tai nạn, chẳng lẽ cùng tồn tại cảm giác trở về có quan hệ? À, ta cũng cảm giác có cái gì bị nhét trở lại. Lúc này, Tô Thị A Thập Lục cũng nhíu mày nói. Ồ, Thập Lục, ngươi làm sao ngồi vào cái kia một bàn đi? Sau lưng, truyền đến Tô Thị A thất nghi hoặc thanh âm. A Thập Lục xoay đầu lại, bình tĩnh nói, ta một mực liền ngồi ở chỗ này. Đúng không, kỳ quái, ta giống như không có ấn tượng, luôn cảm giác gần nhất có phải hay không quên mất cái gì, lại lần nữa nhớ ra rồi. Tô Thị A thất gãi gãi đầu nói. Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía Tống Thư Hàng, tồn tại cảm giác thật trở lại. Đúng rồi, Tống Tiền Bối chạy mau. Vũ Nhu Tử truyền âm nhập mật nói, một lát sự hiện hữu của ngươi cảm giác cũng trở về về sau, trước ngươi đáp ứng mùng 10 tháng 10 quyết đấu, ngươi sẽ bị một đám thánh quân xa luân chiến. Tống Thư Hàng cứng đờ, đây quả thực là làm cho người không cách nào hô hấp tin dữ. Lại nói, tai nạn có thể hay không cùng việc này có quan hệ. Cái kia lại để cho Tống Tiền Bối một lần nữa biến thành tiểu trong suốt, có phải hay không có thể giải quyết tai nạn? Thần bí cư sĩ Tiền Bối, công pháp của ngươi có học cấp tốc biện pháp sao?
Vũ Nhu Tử lại đại biểu Tống Thư Hàng lên tiếng dò hỏi. Lúc này, Tống Thư Hàng bây giờ là đại trong suốt trạng thái, hắn lên tiếng hỏi thăm lời nói, thần bí cư sĩ cũng không cách nào phát hiện. Tinh hào cư sĩ, học cấp tốc, ha ha ha, không tồn tại, nếu có học cấp tốc biện pháp, ta sớm đã đem cái này phá công pháp luyện đến max level, một lần nữa tìm về sự hiện hữu của ta cảm giác. Tinh hào cư sĩ một tiếng này ha ha bên trong, ẩn chứa đạo vô cùng thê lương cùng tang thương. Không nói trước những thứ này, tiến hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng nói, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng nề. Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử tồn tại cảm giác trở lại, nói cách khác thiên đạo phòng tối kỳ hạn đến. Kế tiếp, sự hiện hữu của ta cảm giác cũng sẽ trở về. Cuối cùng, mở to mắt con người tinh cầu, cũng sẽ bị một lần nữa phóng xuất ra. Manh mối kết nối vào, loại này nặng nề cảm giác nguy cơ, chỉ sợ cũng nguồn gốc ở sắp được phóng thích mở to mắt con người tinh cầu bên trên. Thời gian không nhiều lắm, các ngươi tất cả mọi người đi theo ta. Bạch Tiền Bối phân thân đứng lên, đối với Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nói, tận lực mang theo các ngươi người quen biết, nhanh lên. Từ đối với Bạch Tiền Bối tín nhiệm, đoàn người đều theo chỗ ngồi của mình đứng lên, bất quá trong nhóm thành viên trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Vũ Nhu Tử cái này bổ sung, Bạch Tiền Bối bản tôn đột nhiên đi lấy bưu kiện, trên đường rời sân. Vì vậy, mọi người nhanh lên rút lui. Hơn nữa, Bạch Tiền Bối lấy cái bưu kiện, đến bây giờ đều chưa có trở về. Đây càng ấn chứng Tống Thư Hàng suy đoán. Tô Thị A Thập Lục cái thứ nhất đứng lên, hướng Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới đi, đồng thời lên tiếng kêu lên, A Thất, chúng ta mau bỏ đi á. Thật, Tô Thị A Thất quyết đoán đứng lên, cùng theo A Thập Lục hướng hạch tâm thế giới cửa vào đi. Bạch Tiền Bối bản tôn rời sân, chờ, thì ra là thế. Khó trách ta trong lòng nặng trịch, cuồng đao tam lãng cũng theo sát tại Tô Thị A Thất đằng sau, nhảy vào hạch tâm thế giới bên trong đi. Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên tại Vũ Nhu Tử nhắc nhở xuống, trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Lúc trước cho rằng Bạch Tiền Bối kết thúc bế quan, tham gia thực tiên yến, đoàn người liền buông lỏng. Không nghĩ tới còn có ăn vào một nửa đi lấy bưu kiện loại này thao tác. Cửu Châu Nhất Hào quần các thành viên, không thể chờ đợi được hướng hạch tâm thế giới chui vào. Đúng rồi, không thể biệt Tuyết Tiên Cơ quên phía dưới. Không còn nàng, về sau liền không còn có thực tiên yến. Bạch Tiền Bối phân thân nói, các ngươi trước tận lực đem càng nhiều nữa người chuyển rời đến hạch tâm thế giới, ta đi mang đi tiên cơ. Ta có không gian năng lực, bỏ chạy cũng tương đối dễ dàng. Không có vấn đề, Hoàng Sơn Tiền Bối gật đầu nói, ta sẽ khuyên càng nhiều nữa đạo hữu chuyển trận địa. Bạch Tiền Bối phân thân vèo một chút, tan biến tại chỗ, tiến về trước thực tiên yến phòng bếp. Rất nhanh, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu đã mang theo bản thân người quen. Toàn bộ chuyển rời đến Tống Thư Hàng trong hạch tâm thế giới. Đồng thời, Hoàng Sơn Tiền Bối, Cổ Hồ Quan Chân Quân, Thất Tu Thánh Quân mấy vị danh vọng tương đối cao thành viên, đang ý đồ lại để cho càng nhiều nữa người chuyển rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong đi. Trong hạch tâm thế giới Vũ Nhu Tử đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nàng đối với Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên, đúng rồi, Tống Tiền Bối. Bạch Tiền Bối phân thân. Có phải hay không cùng Bạch Tiền Bối bản tôn giống nhau, có xu thế phúc tránh họa may mắn bản năng? Có lẽ có đi, Tống Thư Hàng trả lời. Nhớ kỹ Bạch Tiền Bối bế quan lúc, Bạch Tiền Bối phân thân đồng dạng là một đường nhặt tiền, nhặt bảo, vận may cùng bản thể giống nhau cường đại. Nếu như, Bạch Tiền Bối phân thân cũng có được xu thế phúc tránh họa năng lực. Vậy bây giờ, hắn đột nhiên muốn đi tiếp biệt Tuyết Tiên Cơ, chuyển trận địa, đại biểu cho cái gì? Vũ Nhu Tử mở chừng hai mắt, nói ra ý nghĩ của mình. Năm thảo, chung quanh một vòng Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu, tâm đều lạnh một nửa. Nếu như theo Vũ Nhu Tử phỏng đoán, vậy đại biểu cho hạch tâm thế giới cũng là địa phương nguy hiểm, vì vậy Bạch Tiền Bối phân thân bị động kỹ năng tránh họa phát động. Vừa mới thở dài một hơi mọi người, tâm lại một lần bị sâu cổ họng. Sược hoàn, cái này tiểu thế giới chỉ sợ cũng không an toàn, cuồng đao tam lãng cắn răng nói. Vậy làm sao bây giờ? Thực tiên yến hội trường cũng không an toàn, bá tống huyền thánh tư nhân tiểu thế giới cũng không an toàn, chúng ta có thể tránh đi nơi nào? Lệ Chi tiên tử nhíu mày nói. Muốn không đi ra ngoài, sau đó rời đi thực tiên yến bí cảnh tận lực hướng xa xa bỏ chạy. Có lẽ, nguy hiểm liền phát sinh ở bí cảnh bên trong. Rời đi bí cảnh liền an toàn, Đông Phương Lục tiên tử nói. Bắc Hà tán nhân lắc đầu,
nếu như chỉ là rời đi bí cảnh liền an toàn lời nói, Bạch tiền bối cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi trốn hướng Giang Nam khu đi lấy bưu kiện. Đừng vội, mọi người chỉ để ý tiên tiến hạch tâm thế giới, ta đi tìm Bạch tiền bối phân thân, lại thông qua bí pháp, đem mọi người chuyển rời đến địa phương an toàn. Tống Thư Hàng nhanh chóng nói. Hắn có thể phái phân thân đi tìm Bạch tiền bối phân thân, tiếp đó mời Bạch tiền bối phân thân chuyển biệt Tuyết Tiên Cơ lúc, đem Tống Thư Hàng cũng cùng nhau chuyển đi ra ngoài. Cuối cùng, hắn có thể thông qua hạch tâm thế giới, trực tiếp đem mọi người chuyển rời đến Tống Thư Hàng vị trí, hoàn thành tị nạn chuyển. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng cảm giác mình phần lưng có một hồi cảm giác ấm áp truyền tới. Tựa hồ có đồ vật gì đó, bị nhét về tới trong thân thể của hắn. Là sự hiện hữu của hắn cảm giác, thế nhưng, lúc này Tống Thư Hàng rồi lại một chút cũng không vui. Duy nhất thời điểm này, ta không muốn tồn tại cảm giác sớm như vậy trở về. Chậm trễ mấy ngày, lại chậm trễ mấy ngày liền tốt ha. Không thể chống được mùng 10 tháng 10 sao, bất quá bây giờ, không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Lần này, chỉ sợ hạch tâm thế giới cũng không phải là chỗ an toàn. Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động. Đem phân thân hiển hóa đi ra. Hắn lúc này có chút hối hận, sớm biết như vậy sẽ gặp phải loại nguy hiểm này, lúc trước hắn cũng không đem phân thân thu hồi. Lại để cho phân thân tọa độ lưu lại thụ yêu mễ lộ lộ độ kiếp chi địa, làm một cái chạy trốn tọa độ. Phân thân vừa hiển hiện ra tới đây về sau, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng bếp vị trí. Chỉ hy vọng Bạch tiền bối phân thân còn không có rời đi. Đồng thời Tống Thư Hàng bản thể. Bắt đầu lui về hạch tâm thế giới. Đúng lúc này, đột nhiên, chạy như điên bên trong phân thân bị đánh nát. Một đạo hừng hực thiêu đốt thánh quang trụ, trống rỗng xuất hiện, oanh tại Tống Thư Hàng trên thân. Trong chốc lát, Tống Thư Hàng thân thể, đã bị thánh quang thiêu đốt là một loại tinh thể hình dáng, sau đó lại tại thánh quang lực lượng đả kích xuống, vỡ nát trên đất. Thân thể nát bấy thống khổ, phản hồi đến Tống Thư Hàng bản thể trên thân. Bản thể tiếp thu đến phản hồi thống khổ, thoáng cái liền quỳ. Đây mới thực là thịt nát xương tan thống khổ, so với nho gia kim liên thế giới chết kiểu này còn muốn tàn nhẫn. Khá tốt vừa rồi chạy đi tìm Bạch tiền bối phân thân chính là Tống Thư Hàng, nếu như là Tống Thư Hàng bản tôn chạy đi qua mà nói, bị thánh quang oanh thành mảnh vỡ đúng là bản tôn. Quả nhiên là hắn tới, loại này đại biểu tính âm lãnh thánh quang, tuyệt đối là cái kia mở to mắt con người tinh cầu. Gia hỏa này rốt cuộc cũng bị theo thiên đạo phòng tối bên trong lật mình đi ra. Nếu như nguy cơ chỉ từ ở mở to mắt con người tinh cầu như vậy hạch tâm thế giới của ta hẳn là an toàn mới đúng. Hạch tâm thế giới, có thể lẩn tránh mở to mắt con người tinh cầu công kích. Coi như là đối phương đã tập trung vào hạch tâm thế giới, Tống Thư Hàng cũng có thể khởi động hạch tâm thế giới tịnh thổ lĩnh vực hình thức, lại để cho công kích của đối phương cùng hạch tâm thế giới ở vào khác nhau thứ nguyên, tránh đi công kích. Tống Thư Hàng cắn chặt răng, cố nén thống khổ, đem thân thể tiếp tục lăn hướng hạch tâm thế giới. Nhưng lúc này, một đạo lực kéo rơi vào trên người hắn, đem Tống Thư Hàng nửa người trên một mực kéo lấy. Bắt được ngươi rồi, ngươi không trốn khỏi. Trong hư không, một cái kim loại khuynh hướng thanh âm truyền tới, ta đã tập trung vào ngươi, vô luận ngươi chạy trốn tới ở đâu, ta đều trước tiên đuổi theo ngươi. Ngươi là của ta, Tống Thư Hàng, vướng, kẹt. Hắn bị kẹt tại hạch tâm thế giới cùng hiện thế hai bên. Thực tiên yến hội trường bên trên, Tây Qua Thánh Quân, Dư Hấu Thanh Loan Thánh Quân, Yêu Mộng Thánh Quân đợi một chút mấy vị Thánh Quân, tất cả đều biến sắc. Hừng hực thiêu đốt Thánh Quang, tại miểu sát Tống Thư Hàng sau đó, không có hoàn toàn tản đi. Thánh Quang hóa thành hỏa trụ, tại nguyên chỗ lẩn quẩn. Đây không phải Thánh Quang, Tây Qua Thánh Quân, Dư Hấu nói. Hắn là tu chân hệ cùng thánh kỵ sĩ hệ song tu tu luyện giả, thánh quang đồng dạng là hắn chủ tu lực lượng. Thánh quang hẳn là ấm áp, ánh sáng, chữa trị, chính diện lực lượng. Mà trước mắt cái này thiêu đốt thánh quang bên trong, rồi lại tràn đầy âm lãnh, rét thấu xương, trùng yên vạn vật khí tức. Đây là cùng thánh quang hoàn toàn trái lại năng lượng, rồi lại lấy cùng thánh quang giống nhau trạng thái xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bá Tống Huyền Thánh phân thân, bị một kích hủy diệt. Vị kia ăn mặc kiểu văn sĩ thánh quân, đồng dạng cao mày. Huyền thánh phân thân, có lẽ chỉ có bản thể một nửa, thậm chí thấp hơn sức mạnh. Nhưng vô luận như thế nào, ít nhất cũng sẽ tương đương với một cái thất phẩm tôn giả. Cái này thiêu đốt âm lãnh thánh quang, là trống rỗng xuất hiện. Là không gian lực lượng,
Thanh Loan Thánh Quân đem hai vị màu phát thiếu nữ bảo vệ tại sau lưng. Đối phương, ít nhất là cửu phẩm cảnh giới tồn tại. Tại chính giữa yến hội, đạo kia thánh quang hỏa trụ đỉnh, có một cái đồng tử chậm rãi mở ra. Trong tích tắc, chư thiên vạn giới bên trong, Trung Yên Chi giáo tín đổ lệ rơi đầy mặt, bọn hắn một lần nữa nhớ lại trước đó không lâu bị bản thân quên đi thần. Bọn họ thần rốt cuộc trở về. Trong chốc lát, vô số tín ngưỡng lực hội tụ, dung nhập thánh quang hỏa trụ bên trong. Thánh quang trụ trong con mắt, lực lượng kinh khủng bắt đầu ngưng tụ. Hỏa trụ biến càng lúc càng lớn, đồng tử tiếp nhận lực lượng gia trì, bắt đầu hóa thành mở to mắt con ngươi tinh cầu hình chiếu. Nếu khiến hắn lại tiếp tục lớn mạnh thêm, cái này hình chiếu có thể giống như lúc trước giống nhau, triệu hồi ra một cái mở to mắt con ngươi tinh cầu tiểu phân thân. Tiếp đó, tiểu phân thân lại có thể triệu hồi ra bản thể tới đây. Mở to mắt con ngươi tinh cầu bản thể nếu như buông xuống, liền là tận thế. Nhưng trong lúc đó, thánh quang trụ lực lượng dừng lại. Hỏa trụ bên trên, cái kia to lớn đồng tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tống Thư Hàng cùng một dạng với hắn, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Thực tiên yến hiện trường bên trong, chỉ có bọn hắn hai người có thể thấy, trong hư không có một cái bàn tay vô hình, hiện lên bắt hình dáng, vận sức chờ phát động, bao phủ tại hai người đỉnh đầu. Một hồi trước, cũng là bởi vì bạch tiền bối cộng chung cực vũ khí mặt trời nhỏ, mở to mắt con ngươi tinh cầu, nhập vào thân vân thức tử cửu u quả cầu kim loại lòng, còn có bổ sung khí cụ Tống Thư Hàng, cùng một chỗ gây sự. Tiếp đó, mọi người đều bị đóng phòng tối. Hiện tại vừa mới từ phòng tối đi ra, mở to mắt con ngươi tinh cầu lập tức lại muốn bắt đầu gây sự. Đây quả thực là một loại khiêu khích, là muốn lập tức trở về thiên đạo phòng tối tiết tấu. Tại thiên đạo phòng tối tay chấn nhiếp xuống, mở to mắt con ngươi tinh cầu dừng lại. Lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên cảm giác, thiên đạo phòng tối cũng rất đáng yêu. Tới đây gây sự a, tới đây a cùng lắm thì cùng một chỗ lại trở về thiên đạo phòng tối trong đi a. Dù sao ta còn muốn lại làm mấy ngày tiểu trong suốt, tốt nhất sống quá mùng 10 tháng 10 đại kiếp nạn. Thực tiên yến hội trường, lâm vào ngắn ngủi trầm tĩnh bên trong. Bất quá trầm tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu. Một đạo cánh cửa không gian mở ra, sau đó một vị tóc màu lam thân ảnh theo cánh cửa không gian bên trong bước ra. Cuối cùng đi ra, tóc màu lam nữ tử lên tiếng nói, thanh âm của nàng phảng phất như là điện tử hợp thành thanh âm. Cẩn thận nghe sẽ cảm giác rất manh. Tống Thư Hàng nheo mắt. Là bị quả cầu kim loại lỏng nhập vào thân vân tước tử cũ thân thể. Lúc này, vân tước tử cũ thân thể đã xảy ra một ít biến hóa, trong cơ thể nàng bất hủ cốt lại không bạo loạn, mà là bị quả cầu kim loại lỏng dùng phương pháp đặc thù khống chế. Lúc này đây hiện thân về sau, quả cầu kim loại lỏng lại không lo lắng bị đỉnh đầu thiên đạo phát hiện. Lại là ngươi, cút. Quả cầu kim loại lỏng bản vân thước tử liếc mắt liền thấy được thánh quang hỏa trụ cùng với phía trên ngưng tụ đồng tử. Thấy ra hỏa này, béo cầu trong lòng liền một hồi khó chịu. Mã, lần trước nếu không phải ra hỏa này theo bên trong cản trở, hắn sớm đã đem cái kia có được thánh nhân chi nhãn tin tức ra hỏa cho bắt được. Nói không chừng đã từ đối phương trên thân đoạt lại bản thân bản thể không trọn vẹn bộ phận chỗ. Vì vậy, béo cầu phụ thể bản vân thước tử trực tiếp liền động thủ. Nàng nhấc chân một cước hướng phía thánh quang hỏa trụ quét tới, kinh khủng cửu u lực lượng hóa chém tại thánh quang hỏa trụ phía trên. Sợ bẩn, tà ác, cuồng bạo cửu u lực lượng, trực tiếp đem thánh quang hỏa trụ chặt đứt, cùng bắt đầu thôn phệ thánh quang. Lại là ngươi, mở to mắt con ngươi tinh cầu cũng là tức giận đến cực điểm. Lần trước, hắn thiếu chút nữa có thể đem Tống Thư Hàng bắt được, nhưng bởi vì bản thể còn không có buông xuống, bị cái này tóc màu lam nữ tử cắt ngang. Lại bị đối phương dây dưa, thất bại trong gang tấc. Lần này lại là như thế này, bản thể của nó còn không có triệu hoán đến, hình chiếu đã bị đối phương đánh tan. Trong hư không, thiên đạo phòng tối tay không có hành động, như trước chỉ là lơ lửng. Xem ra, béo cầu nhập vào thân vân tước tử cùng mở to mắt con ngươi tinh cầu ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại còn không có đạt tới hắn điểm mấu chốt. Nếu như bạch tiền bối cũng lại hiện thân lời nói. Như vậy lúc trước gây sự ba mới thế lực, liền lại tập hợp đủ. Nói không chừng mọi người lại có thể bị đánh bao, đưa vào thiên đạo phòng tối bên trong. Cổng thành cháy, tai bay vạ gió. Hai vị chư thiên vạn giới chân chính đỉnh cấp đại lão động thủ, dù là chỉ là một cái đối mặt, đối với chung quanh sinh linh mà nói, đều là tai nạn.
Cuồng bạo âm lãnh thánh quang cùng cửu u tà năng va chạm, uy lực còn lại khuếch tán ra. Cửu u tà năng bên trong kèm theo lấy hủy diệt, núi thây biển máu ảo giác. Âm lãnh thánh quang bên trong tràn đầy chung kết hết thảy hương vị. Đại bộ phận ngũ phẩm tu sĩ, hai mắt đỏ lên, đau đớn muốn nứt, trong cơ thể kim đan bất an chấn động, gần muốn phá thể mà ra. Đỉnh cấp đại lão chiến đấu, tiện tay ở giữa động tác, liền ẩn chứa vô thượng pháp tắc, đại đạo lực lượng. Sức mạnh chưa đủ tu sĩ, chỉ cần vừa nhìn thấy, hai mắt liền sẽ không chịu nổi đại đạo pháp tắc lực lượng, một khi kích thích quá lớn, hai mắt sẽ bạo chết. Ngũ phẩm linh hoàng đều không chịu nổi, thì càng đừng nói những cái kia bị mang tới tham gia thực tiền yến thiên tài các đệ tử. Tất cả tứ phẩm trở xuống đệ tử, tại béo cầu nhập vào thân vân tước tử cùng thiêu đốt thánh quang trụ giao thủ trong nháy mắt, liền hôn mê tới. Cái đó và ý chí có hay không cường đại không có nhiều quan hệ, thuần túy là bị cảnh giới triển đè ép. Bất quá, như trong đó có ý chí bạc nhược yếu kém điểm thiên tài tương lai trong một đoạn thời gian, kinh khủng cửu u tà năng cùng âm lãnh thánh quang đem trở thành tâm ma của bọn hắn, dây dưa bọn hắn. Hủy diệt cùng núi thây biển máu, trung yên hết thảy làm cho người ta thực chất bên trong phát lạnh thánh quang, đem trở thành bọn hắn lái đi không được ác mộng. Lục phẩm chân quân trở lên cảnh giới tu sĩ muốn tốt hơn một chút ít, nhưng là chỉ có thể đau khổ trèo trống. Cuối cùng, ở đây bát phẩm huyền thánh tổng số vị thất phẩm tôn giả xuất thủ, khởi động phòng ngự, đem còn sót lại thực tiên yến khách nhân bảo hộ trong đó. Đắc ý cười, bá tống huyền thánh, đến cuối cùng, người còn là của ta. Béo cầu nhập vào thân vân tước tử hướng Tống Thư Hàng đi tới, đưa tay hướng hắn chộp tới, người không chạy thoát được đâu. Tuy rằng người chiếm cứ lấy vân tước tử tiền bối mỹ mạo bề ngoài, thế nhưng người bản thể là béo cầu. Vì vậy, người là không chiếm được lòng ta. Tống Thư Hàng bị kẹt tại hạch tâm thế giới cùng hiện thế hai bên, rồi lại không hề ý sợ hãi. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng giống như là có thể trực diện tử vong tráng sĩ, toàn thân là gan, không sợ hãi chút nào. Ta chỉ muốn người của ngươi. Béo cầu nhập vào thân vân tước tử một phát bắt được Tống Thư Hàng, dùng sức đưa hắn kéo ra ngoài. Tống Thư Hàng bị túm ra về sau, hạch tâm thế giới nhanh chóng quan bế. Đem nho ra thánh nhân tin tức bàn giao đi ra, ta làm cho ngã cái kia một bộ phận, cuối cùng ở đâu? Béo cầu bản vân tước tử cầm lấy tay của Tống Thư Hàng cánh tay, dùng giọng nói điện tử nói. Lúc này, trong tay nàng Tống Thư Hàng đột nhiên phát ra ngẩng cao tiếng kêu thảm thiết. Kêu thảm tiếng điếc tai nhức óc, rõ ràng cho thấy trải qua khuếch đại âm thanh tăng thêm. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng thân thể nhanh chóng xoay tròn. Thư Hàng cánh tay bị béo cầu vân tước tử cầm lấy, nhưng đó căn bản không cách nào ngăn cản hắn hoàn thành 360 độ đại xoay tròn. Thân thể động, cánh tay bất động, Tống Thư Hàng bị bắt lấy cái kia cánh tay, đều vặn đã thành bánh quai trèo. 360 độ chuyển xong sau, Tống Thư Hàng thân thể thẳng đứng rơi xuống đất, bị bắt lấy cánh tay giống như mì sợi giống nhau bị kéo dài. Tiếp đó, Tống Thư Hàng nghẹo đầu, chết rồi. Thật cùng chết giống như đúc, toàn thân khí tức đều không có, sinh cơ chậm trễ trôi qua. Béo cầu bản vân tước tử trong lòng không hiểu tức giận lên. Trên mặt đất, đã chết thấu Tống Thư Hàng đột nhiên lại lặng lẽ mở ra một con mắt con ngươi, lặng lẽ ngắm nhìn béo cầu bản vân tước tử. Chết, vân tước tử nhấc chân, hung hăng dẫm ở Tống Thư Hàng trên thân. Ba toàn bộ phía Nam Kiếm Tông cung cấp bí cảnh, đều kịch liệt chấn động một cái. Tống Thư Hàng thân thể bị dẫm lên thành mảnh vỡ, hóa thành vô số công đức ánh sáng tản đi. Là công đức xà mỹ nhân. Loại này mới chết kiểu này là hắn vừa nghiên cứu ra tới đây kỹ năng, kỳ danh là 365 độ đại xoay tròn khuếch đại âm thanh giả chết pháp. Loại này tư thế mới, là tạo hóa tiên tử hoàn toàn không cách nào mô phỏng. Cũng là công đức xà mỹ nhân đánh bại địch giành chiến thắng mới át chủ bài. Từ lúc Tống Thư Hàng thân thể bị kẹt được trong nháy mắt, công đức xà mỹ nhân liền nhanh chóng bao trùm Tống Thư Hàng. Hắn giống như cái vỏ ngoài giống nhau, thay thế nguyên bản Tống Thư Hàng. Còn chân chính Tống Thư Hàng đã sớm lặng lẽ lui về hạch tâm thế giới. Người thả thoát hắn, béo cầu, âm lãnh thánh quang hỏa trụ bị chém nứt về sau, tất cả năng lượng đều cung cấp cái kia đồng tử. Đồng tử hóa thành mở to mắt con người tinh cầu hình chiếu thể. Béo cầu cũng là người có thể gọi, đi chết đi. Béo cầu bản vân tước tử thẹn quá hóa giận, quay người lại là một cước quét chiều cao con mắt tinh cầu hình chiếu. Mở to mắt con người tinh cầu không chút nào yếu thế, trong mắt bắn ra một đạo lại một đạo ánh sáng,
ngưng tụ thành một tấm lưới ánh sáng, bao phủ hướng béo cầu bản Vân Tước Tử. Vân Tước Tử một cước đem lưới ánh sáng dẫm lên vỡ, thân hình dư thế không giảm, hướng phía mở to mắt con ngươi tinh cầu hình chiếu xúc động. Cả hai chiến thành một đoàn. Theo cả hai tình hình chiến đấu thăng cấp, toàn bộ phía Nam Kiếm Tông bí cảnh đều có muốn tan vỡ cảm giác. Trên đỉnh đầu, cái kia thiên đạo phòng tối tay chậm rãi hướng phía dưới áp bách đến. Béo cầu bản Vân Tước Tử cùng mở to mắt con ngươi tinh cầu động tổn thương cứng đờ, hai người thời điểm chiến đấu có ý thức khống chế được lực lượng của mình. Kể từ đó, thiên đạo phòng tối tay hạ thấp tốc độ đồng dạng dừng lại. Lần này, trước buông tha các ngươi, lần sau, ta nhất định phải đem bọn ngươi phá hủy. Lúc này, mở to mắt con ngươi tinh cầu trầm giọng nói. Hắn đây là giữ thể diện lời nói, chuẩn bị tránh người. Hắn cùng người lúc chiến đấu, vô cùng thua thiệt địa phương liền là bản thể vô cùng to lớn, truyền tống đến không tiện. Nhưng đối lập, một khi bản thể của nó truyền tống đến, đó chính là trọng lượng cấp ưu thế. Hiện tại, đối mặt béo cầu bản Vân Tước Tử cản trở, lại thêm thiên đạo phòng tối tay uy hiếp, lại kéo xuống dưới cũng chỉ là lãng phí thời gian, không có chút ý nghĩa nào. Quan trọng nhất là, nó bị nhốt phòng tối lúc, hắn Trung Yên Chi Giáo xuất hiện phá dậy uy hiếp. Hắn hiện tại phải nắm chặt thời gian trở về, đem phía sau của mình an định lại mới được. Tình cảnh lời nói thả xong sau, viên kia từ âm lãnh thánh quang kết thành đồng tử, thoáng cái muốn nổ tung lên. Trước khi đi, hắn tự nhiên muốn cho béo cầu bản Vân Tước Tử một cái ánh lửa bập bùng, lưu cái kỷ niệm. Béo cầu hừ lạnh một tiếng, bên người cửu u tà năng khuếch tán ra, tại bên cạnh của nàng hình thành tiểu hắc động. Âm lãnh thánh quang nổ tung năng lượng, một khi tiếp xúc đến béo cầu bên người, toàn bộ bị cắn nuốt hầu như không còn. Béo cầu bản Vân Tước Tử không có việc gì, thế nhưng chút ít thực tiên yến thực khách lại một lần bị ảnh hưởng đến. Âm lãnh thánh quang nổ tung uy lực, cuồn cuộn mà đến. Huyền thánh cùng tôn giả nhóm trong lúc vội vã bố trí phòng ngự, lung lay sắp đổ, tùy thời đều bị thánh quang nổ tung uy lực trùng hủy. Ta đã trở về, lúc này, trong hư không có không gian lực lượng chấn động. Bạch tiền bối phân thân vượt qua không gian trở về, rơi vào thực tiên yến hội trường. Hắn vừa đem biệt tuyết tiên cơ đưa đi, lại nhanh chóng trở về. Hắn vừa một trở về, liền đánh lên bạo tạc thánh quang trùng kích. Lưu tinh kiếm, bạch tiền bối phân thân khẽ quát một tiếng, lưu tinh kiếm vượt qua không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch tiền bối phân thân bắt lấy lưu tinh kiếm, dùng sức khẽ chống. Vòng bảo hộ vỏ kiếm ô che mưa hình thái. Dạng xòe ô lưu tinh kiếm tại bạch tiền bối phân thân lực lượng ra chỉ xuống, hóa thành một mặt phòng ngự trọng thuẫn. Tuyệt đối phòng ngự sắt thép thành lũy. Đông qua thánh quân đồng dạng tiến lên trước một bước, đứng ở bạch tiền bối phân thân bên cạnh, mở rộng bản thân trung cực phòng ngự. Trước mắt cái này thánh quang bạo tạc, uy lực mạnh mẽ đến làm cho người ta run rẩy. Thế nhưng, loại này làm cho người ta run rẩy công kích, mới có lại để cho hắn dốc sức liều mạng phòng ngự giá trị. Tại mùng 10 tháng 10 tái chiến bá tống huyền thánh phía trước, liền từ cái này nổ tung thánh quang tới đây kiểm nghiệm một chút hắn mới phòng ngự chi đạo đi. Lại nói, vì sao mùng 10 tháng 10 hắn sẽ tái chiến bá tống huyền thánh? Hắn lúc nào cùng bá tống huyền thánh hẹn rồi sao? Bạch, béo cầu nhập vào thân Vân Tước Tử thấy bạch phân thân lúc, đồng tử co rụt lại. Bất quá rất nhanh, hắn lại phân biệt ra cả hai khác nhau. Cái này không phải bạch mà là hiện thế bên trong cái kia cùng bạch lớn lên rất giống nhân loại tu sĩ. Lớn lên giống như, cũng giết rơi. Béo cầu bản Vân Tước Tử nói. Hắn đưa tay vung lên, trong hư không có mấy trăm căn băng trụ hiện hình, những thứ này băng trụ lại quấn lên cửu u tà năng, nhuộm thành đen kịt thần sắc. Băng trụ cũng không phải dùng để công kích, mà là dùng để củng cố cửu u cùng hiện thế liên hệ. Béo cầu bản Vân Tước Tử thân hình hiện lên. Hắn đã không sai biệt lắm bắt thấu thiên đạo phòng tối tay điểm mấu chốt. Chỉ cần có thể mức độ khống chế tốt, chỉ đem dưới thân cái này bí cảnh xóa đi, cũng sẽ không đụng phải điểm mấu chốt. Bạch tiền bối phân thân cùng mấy vị huyền thánh trong lòng bất an, ngẩng đầu nhìn về phía béo cầu. Lúc này, mọi người chỉ là ngăn cản thánh quang nổ tung uy lực đã đến cực hạn. Nếu như béo cầu lại xuất thủ, cảm thụ thống khổ đi, chỉ có thân chịu thể nghiệm thống khổ, lý giải thống khổ. Các ngươi mới có thể minh bạch thống khổ tốt đẹp. Cho ta tại trong thống khổ, rơi xuống là tà ma. Béo cầu đưa tay giơ lên, thiên không trụy lạc. Sau một khắc, bầu trời tan vỡ. Trời sập, tại trong bí cảnh,
bí cảnh bầu trời liền là bí cảnh đỉnh. Bí cảnh đỉnh bắt đầu sụp đổ, sau đó, toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu tan vỡ. Tan vỡ phía sau bí cảnh đã thành địa ngục, tạo thành hỗn loạn không gian. Nếu không có nắm giữ không gian lực lượng, vô luận là vật gì, một khi tiến nhập hỗn loạn không gian, đều bị xé thành mảnh nhỏ. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông tu sĩ, tâm đều tại đổ máu. Đã xong, Bạch Tiền Bối phân thân thở dài. Hắn bản thân có được không gian thiên phú, tại bí cảnh tan vỡ lúc trước có thể trong nháy mắt bỏ chạy, nhưng toàn bộ trong bí cảnh còn có nhiều người như vậy. Coi như là hắn nghĩ xuất thủ tương trợ, cũng mang không đi mấy người. Không gian thiên phú dù sao không phải Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới không có khả năng duy nhất một lần chuyển nhiều người như vậy. Mà Tống Thư Hàng hay bởi vì thực lực của bản thân hạn chế, duy nhất một lần chuyển rời đến hạch tâm thế giới nhân số cũng có hạn chế. Có thể mang đi mấy cái tính mấy cái đi, Bạch Tiền Bối phân thân thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc Bạch Tiền Bối phân thân suy tư thời điểm, tại hắn sau lưng vị trí, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới chi môn mở ra. Bạch Tiền Bối, tận lực đem người kéo vào được, ta ngăn chặn béo cầu, cho ngươi ngăn chặn thời gian. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Dứt lời, Tống Thư Hàng thân hình theo trong hạch tâm thế giới bước ra. Trong tay hắn, cầm lấy một kiện áo ngoài. Là Bạch Tiền Bối thường xuyên xuyên qua cái chủng loại kia mẫu mã. Ngươi rốt cuộc chịu đi ra, béo cầu lạnh lùng nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đưa tay, đem món đó áo ngoài hướng trên thân một bộ. Áo ngoài bên trong, còn có một vật. Đó là Bạch Tiền Bối cởi ra, vỏ ngoài. Lúc ấy, Bạch Tiền Bối, mở to mắt con ngươi tinh cầu, nhập vào thân vân thức tử cửu u quả cầu kim loại lỏng ba mới hỗn chiến. Kết quả bị thiên đạo tay bắt bỏ vào đến phòng tối bên trong. Mở to mắt con người tinh cầu cùng nhập vào thân vân tước tử quả cầu kim loại lỏng, đều tránh né không kịp, bị bắt vào đến phòng tối bên trong. Mà Bạch Tiền Bối nhất là cơ trí, hắn ngay từ đầu đem số một chiến sủng mặt trời nhỏ cho giữ lại. Thiên đạo tay cầm lấy mặt trời nhỏ, đem hắn ném vào đến thiên đạo phòng tối bên trong. Nhưng một lát sau, mặt trời nhỏ lại bị cầm đi ra. Đón lấy. Mặt trời nhỏ nội bộ Bạch Tiền Bối bị bắt lên, ném vào đến phòng tối bên trong. Nhưng trên thực tế, lúc ấy bị ném vào phòng tối chỉ là Bạch Tiền Bối cởi ra một lớp da. Ngược lại là bổ sung phẩm Tống Thư Hàng trúng đạn, chân thân bị thiên đạo bắt tiến vào phòng tối. Hiện tại, Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục tồn tại cảm giác trở về, béo cầu bản vân tước tử cùng mở to mắt con người tinh cầu cũng bị lần lượt ném ra. Bạch Tiền Bối tầng kia ra. Vỏ ngoài, cũng bị ném đi ra. Tầng này vỏ ngoài bị ném đi ra thời điểm, liền ném ở Tống Thư Hàng bên cạnh khi đó, hạch tâm thế giới còn bị công đức xà mỹ nhân mắc kẹt, không có đóng lại. Chớ xem thường tầng này ra, vỏ ngoài, hắn liền tương đương với là một kiện xương vỏ ngoài bọc thép mặc nó vào, có thể có được lực lượng. Chỉ cần phủ thêm hắn, trong thời gian ngắn Tống Thư Hàng có thể nhận đến Bạch Tiền Bối lực lượng gia trì. Tại đây tầng vỏ ngoài năng lượng tiêu hao hết lúc trước, Tống Thư Hàng sẽ thay đổi rất mạnh. Hiện tại, liền là sử dụng hắn thời điểm. Tống Thư Hàng quyết đoán mặc vào Bạch Tiền Bối nhãn hiệu xương vỏ ngoài bọc thép. Trong nháy mắt, Tống Thư Hàng khí chất cũng thay đổi. Thân thể của hắn cao kéo dài một chút, đồng thời, có một đầu xinh đẹp tóc dài màu đen sinh trưởng. Món đó hoa lệ ngoại bào, choàng tại Tống Thư Hàng trên thân, không gió mà bay. Khí thế liên tiếp kéo lên. Trong nháy mắt, Tống Thư Hàng mị lực giá trị tăng lên 1.000 cái điểm. Toàn bộ phương vị, không góc chết đẹp trai. Bạch Tiền Bối phân thân. Trước mắt Tống Thư Hàng là Bạch Tiền Bối thân thể, đầu tóc cộng Tống Thư Hàng khuôn mặt, tuy rằng rất đẹp trai, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào rất không được tự nhiên. Bạch, béo cầu bản vân tước tử nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng như vậy mù, người nhận lầm người. Tống Thư Hàng một đầu tóc đen đẹp trai bay múa. Sau một khắc, tại hắn sau lưng có 11 đầu viễn cổ thánh viên hư ảnh hiển hiện, đây là thuộc về Tống Thư Hàng bản thân thánh viên số lượng. Tiếp đó, mỗi một cái viễn cổ thánh viên sau lưng, đều xuất hiện một loạt 999 đầu xếp đặt chỉnh tề viễn cổ thánh viên hư ảnh. Đây là Bạch Tiền Bối nhãn hiệu xương vỏ ngoài bọc thép mang đến lực lượng tăng thêm. Tổng cộng 1.000.000 đầu viễn cổ thánh viên, che thiên lấp địa, che kín mọi người tầm mắt. Quả thực hùng vĩ đến đáng sợ. Đầu lĩnh 11 đầu thánh viên trong tay còn bổ sung một quyển nho ra kinh văn, 11 đầu thánh viên mở ra kinh văn, bắt đầu lớn tiếng ngâm tụng,
vì chủ nhân nỗ lực lên, lớn mạnh khí thế. Mỗi đầu thánh viên sau lưng xếp thành một đội 999 đầu thánh viên, đều cùng theo phía trước đầu lĩnh thánh viên, bắt đầu ngâm tụng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong bí cảnh tràn đầy thánh viên nhóm đồng thời niệm nho ra kinh văn thanh âm. Nguyên bản nghiền nát bí cảnh, vậy mà đã có được một loại cảm giác thần thánh. Đã có 10.000 đầu thánh viên gia trì, Tống Thư Hằng đưa tay oanh hướng lên bầu trời. Sau lưng thánh viên đại quân đồng dạng hướng lên bầu trời vung quyền. Oanh oanh oanh, nguyên bản đang tại sụt bầu trời, tan vỡ quá trình vậy mà dừng lại. Thế nhưng, bầu trời sụt chỉ là bị tạm hoãn. Tống Thư Hằng lại đưa tay bắn ra. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hiển hiện, pháp khí bên trên phong ấn trong nháy mắt giải trừ. Xuất hiện đi, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, Tống Thư Hằng nói. Tại bạch tiền bối lực lượng gia trì xuống, vĩnh viễn không sụp đổ thánh thành, cưỡng ép kéo đến cửu phẩm cấp bậc cường độ. To lớn vô cùng thánh thành, bên trên chống trời, phía dưới trụ địa phương. Sụt bầu trời bị thánh thành chống đỡ, phía dưới hỗn loạn không gian cũng bị thánh thành trấn áp. Bạch tiền bối phân thân cùng còn lại thực tiên yến thực khách, đều bị thánh thành bảo hộ trong đó. Lúc này, thực tiên yến trong thực khách thất phẩm trở xuống tu sĩ, toàn bộ bị chấn động đi qua, quả cầu kim loại lỏng chiêu đó thiên không trụy lạc một thi triển, liền thất phẩm tôn giả đều không chịu đựng nổi. Hiện tại cũng chỉ có mấy vị kia bát phẩm huyền thánh, còn có thể nhúc nhích. Mấy vị huyền thánh đều một mực nhìn chằm chằm vào nơi xa Tống Thư Hằng, thậm chí quên mất hô hấp. Tóc dài bay múa Tống Thư Hằng, cùng với phía sau hắn cái kia che thiên lấp địa thánh viên đại quân, mang cho huyền thánh nhóm to lớn cảm giác áp bách. Bá Tống huyền thánh, cường đại như thế, bạch tiền bối phân thân nhanh chóng nắm lên trong hôn mê tu sĩ, đưa bọn họ ném vào đến Tống Thư Hằng hạch tâm thế giới bên trong. Đừng lo lắng, bá Tống huyền thánh không biết có thể kiên trì bao lâu, nhanh chuyển. Bạch tiền bối phân thân nói. Mấy vị huyền thánh vội vàng ra tay giúp đỡ, nhanh chóng chuyển hôn mê tu sĩ. Thấy tất cả mọi người chuyển không sai biệt lắm về sau, Tống Thư Hằng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đối diện, béo cầu bản vân tước tử hai tay ôm hoài, động tác này chợt hiện hắn cái kia to lớn ý chí. Không sai biệt lắm, Tống Thư Hằng đưa tay. Trong hư không, công đức ánh sáng một lần nữa ngưng tụ ra xà mỹ nhân. Xà mỹ nhân há mồm phun một cái, đem xích tiêu kiếm phun ra, đưa tới Tống Thư Hằng trong tay. Rốt cuộc lại đến phiên lão phu ra sân A, xích tiêu kiếm đã lâu lại thấy ánh mặt trời, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Xích tiêu kiếm tiền bối, chúng ta lần này cần toàn lực xuất thủ. Tống Thư Hằng nói. Cổ tay hắn một chuyến, phần thiên hỏa diễm đao lên tay. Đầy trời hỏa diễm theo xích tiêu kiếm trên tuôn ra, trong ngọn lửa mang theo thiêu trời nấu biển đao ý. Trong bí cảnh độ ấm đột nhiên tăng lên, hơi kém bị bốc hơi. Béo cầu bản vân tước tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia thiên đạo phòng tối tay lại tại chậm rãi hướng xuống theo tới đây. Cùng lắm thì, cùng một chỗ lại tiến thiên đạo phòng tối đi một lần. Tống Thư Hằng vô lại nói. Nghĩ sướng vãi, ngươi muốn tiến, ta lại không nghĩ cùng ngươi đi vào. Béo cầu bản vân tước tử nói. Cái này nhưng không phải do ngươi. Tống Thư Hằng phóng khoáng đạo. Hắn mãnh liệt chém ra phần thiên hỏa diễm đao. Một đao kia, là ở bạch tiền bối lực lượng cùng xích tiêu kiếm song trọng gia trì, ít nhất có thể làm cho béo cầu xuất thủ một chút chống cự. Một đao chém ra về sau, tại phần thiên hỏa diễm hiểm hộ xuống, Tống Thư Hằng thân hình lặng lẽ trốn hướng hạch tâm thế giới. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Ngay tại lúc này, đối diện, béo cầu chặp lại hai bàn tay, cải thiên hoán địa. Cái kia mấy trăm căn ổn định cửu u cùng hiện thế thông đạo băng trụ muốn nổ tung lên. Không gian phá vỡ. Đang trốn vào hạch tâm thế giới Tống Thư Hằng, bị cưỡng ép kéo đến một cái thế giới khác. Đây là một cái làm cho người ta cảm giác rất khó chịu thế giới. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi là dầu mỏ giống nhau lưu động cửu u tà năng. Bốn phía, tất cả đều là cơ giới hóa kiến trúc. Kiến trúc ống khói bên trong, liên tục không ngừng phun ra nồng đậm cửu u tà năng. Cửu u thế giới kim loại vương tọa, một mình địa bàn của ta. Béo cầu bản vân tước tử nói, cái chỗ này ta kinh doanh vạn năm, liền bạch đều rất khó nhúng tay tiến đến. Là cửu u thế giới bên trong cửu u thế giới, nơi ở của ta. Đang khi nói chuyện, tại vân tước tử sau lưng, có một cái to lớn quả cầu kim loại lỏng hiện thân. Là béo cầu bản thể. Bá Tống, ngươi là người thứ nhất tới nơi này làm khách nhân loại.
Quả cầu kim loại lỏng cùng Vân Tước Tử đồng thời dùng tiếng điện tử nói. Tống Thư Hàng như trước tóc dài bay múa. Lúc này, phía sau hắn đám kia che thiên lấp địa thánh viên hư ảnh, đều trầm yên tĩnh trở lại. Nơi này là cửu u quả cầu kim loại lỏng kinh doanh hang ổ, cửu u thế giới bên trong cửu u thế giới. Có thể nói, đây là trên thế giới chỗ nguy hiểm nhất một trong. Liền một vạn một nghìn đầu thánh viên hư ảnh cũng không dám lại hô 666. Ta phải nói, rất vinh hạnh tiến nhập nơi đây, Tống Thư Hàng nói. Trong lúc, hắn ý đồ câu thông bản thân hạch tâm thế giới thế nhưng cùng hắn đoán giống nhau, hạch tâm thế giới lại một lần mất nét. Quả cầu kim loại lỏng trong hang ổ, hiện đầy vô số không gian giam cầm phương pháp. Liền bạch tiền bối đều che đậy tại bên ngoài, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bị ngăn cách cũng ở đây lẽ thường bên trong. Hạch tâm thế giới với tư cách Tống Thư Hàng bảo vệ tính mạng át chủ bài, hắn đặc biệt sâu. Thế nhưng mỗi lần, đến phiên hắn triển khai tác dụng thời gian, gặp gỡ đối thủ đều càng thêm sâu, luôn có các loại biện pháp che đậy, kéo dài hạch tâm thế giới cùng Tống Thư Hàng ở giữa liên hệ. Ngẫm lại cũng cảm giác lòng chua xót. Hạch tâm thế giới không cách nào sử dụng, ta đây muốn làm sao từ nơi này chạy đi. Tống Thư Hàng trong lòng buồn rầu. Trên thân bạch tiền bối xương vỏ ngoài động lực bọc thép năng lượng là có hạt, một khi tiêu hao hết xong, liền không cách nào nữa lần sử dụng. Vì vậy, đương nhiên muốn nhanh. Mà cái chỗ này lại là béo cầu hang ổ. Tuyệt cảnh a, trừ phi ta đem ngươi thả ra, nếu không ngươi mơ tưởng từ nơi này chạy đi. Coi như là bạch, cũng không cách nào đến nơi đây cứu ngươi. Mặt khác, lại gọi ta một tiếng béo cầu, ta liền giết chết ngươi. Lúc này, quả cầu kim loại lỏng bản thể chậm rãi nói. Đọc tâm thuật, đối với quả cầu kim loại lỏng cái này đẳng cấp đại lão mà nói, liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Tống Thư Hàng, dựa vào, đọc tâm thuật các loại, đáng ghét nhất. Đặc biệt là hắn loại này nhanh mồm nhanh miệng hình, rất dễ dàng bị người dùng đọc tâm thuật chụp lấy tin tức. Người khác vừa hỏi vấn đề thời gian, miệng hắn rất ngoan ngạnh, nhưng ngộ nhỡ trong đầu hắn theo bản năng nghĩ đến đáp án. Vậy liền tra hỏi đều không cần tra hỏi, tin tức đã bị người chụp đi. Ngẫm lại liền có thể sợ. Đúng rồi, đoạn này ý tưởng có thể hay không cũng bị đọc tâm. Yên tâm đi, đã đọc đến. Không nghĩ tới người dĩ nhiên là thú vị như vậy người. Béo cầu nhập vào thân Vân Tước Tử nói. Tống Thư Hàng, Dược Hoàn. Thời điểm này, chỉ có dựa vào bản thân cường đại ý chí, để ngăn cản đối phương muốn hỏi vấn đề. Ý chí của ngươi. Nghĩ chống cự ta, quả thực như là bọ ngựa đá xe. Quả cầu kim loại lỏng bản thể đạo, hắn nhìn thẳng Tống Thư Hàng, người muốn chạy trốn đi ra ngoài lời nói, ta có thể cho ngươi cơ hội. Bất quá, tại ngươi chạy đi lúc trước, ta có cái cuối cùng vấn đề muốn hỏi ngươi. Yêu thương qua, Tống Thư Hàng lợi dụng bản năng, lớn tiếng trả lời. Cùng một thời gian, quả cầu kim loại lỏng thông qua đọc tâm thuật, phát hiện Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện nội dung. Trong đầu lục soát liên quan tới ta có cái cuối cùng vấn đề muốn hỏi ngươi tiêu chuẩn đáp án tìm thấy được chuẩn xác đáp án, yêu thương qua. Quả cầu kim loại lỏng bản thể một mặt mộng bức, cái quái gì? Có ý tứ gì? Béo cầu nhập vào thân Vân Tước Tử dùng điện tử tin tức nói. Tống Thư Hàng tiếp tục vội nói nhanh, bảo đảm lớn. Đọc tâm thuật bên trong phản hồi đến nội dung là nếu như khó sinh, ngươi là bảo đảm lớn còn là bảo đảm nhỏ bảo đảm lớn, bảo đảm lớn. Khó sinh cái đầu ngươi, không phải đã thuận lợi sinh hạ tới rồi sao? Quả cầu kim loại lỏng nổ, khó sinh cái từ này, lại để cho hắn nhớ tới bản thân nhập vào thân Vân Tước Tử thời gian, bị tới một phát nhìn là mang thai trải qua. Hắn trong đầu, liên quan tới Tống Thư Hàng độ ma kiếp phần sau đoạn trí nhớ, bị xóa đi không cần phải nói, nhất định là bạch dở cho quỷ. Bất quá nửa trước đoạn nhớ, hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng. Đặc biệt là phụ thể Vân Tước Tử nhục thân. Đã chúng một phát nhìn là mang thai về sau, cái loại này không thể diễn tả thống khổ. Quả thực là vô cùng thê thảm nhớ lại. Ban đầu nghĩ moi ra tin tức về sau, liền cho ngươi thống khoái. Nhưng hiện tại, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận. Béo cầu nhập vào thân Vân Tước Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Không hối hận, Tống Thư Hàng lại nói. Đọc tâm thuật phản hồi đến nội dung phía dưới một cái trả lời, cứu ngươi. Xuống lần nữa sau. Mua, yêu thương qua, bảo đảm lớn, không hối hận, cứu ngươi, mua ngươi tự tìm cái chết. Quả cầu kim loại lỏng cả giận nói. Mới không cần, Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng đỉnh đầu cái kia tóc dài đen nhánh,
đột nhiên hóa thành chói mắt tóc màu lam. Kéo lâu như vậy thời gian, có lẽ không sai biệt lắm đi. Lúc này, trong hư không đột nhiên có một tấm to lớn miệng há mở, một cái cắn hướng Tống Thư Hàng đầu. Đến rồi, Tống Thư Hàng thân hình nhanh chóng co lại thành hình cầu. Két đạt một tiếng. Cả người hắn đều bị cái kia há miệng nuốt xuống. Cái này tấm miệng lớn tới đây quá đột nhiên, hơn nữa không có chút nào không gian chấn động, không có chút nào báo hiệu. Thậm chí ngay cả quả cầu kim loại lỏng đều không thể phát giác được hắn đến. Là tai nạn cự quy, chúng nó nhất tộc chuyên môn chịu trách nhiệm thu về bất hủ khí tức bị nhiễm đồ vật cũng chính là thu về vân tước tử mỗi lần tìm đường chết phía sau lưu lại tàn phế thân thể. Tại chúng nó vượt thời y không dạo bước thiên phú xuống, chư thiên vạn giới, hầu như không có địa phương nào có thể cản lại chúng nó. Đã liền thiên đạo phòng tối bên trong, chúng nó đều qua tự nhiên. Trước mắt đến xem, liền quả cầu kim loại lỏng hang ổ, cũng không cách nào ngăn cản chúng nó. Loại thiên phú này, hoàn toàn đã ở vào không gian thiên phú đỉnh. Tống Thư Hàng đã từng hoài nghi tới, cái này tai nạn cự quy nhất tộc, cùng mở to mắt con ngươi tinh cầu giống nhau, đều có thể là một từng giữ chức thiên đạo tạo vật. Cực có thể là cùng vân tước tử trong cơ thể cái kia bất hủ cốt có quan hệ thiên đạo. Tai nạn cự quy một cái nuốt vào Tống Thư Hàng về sau, lại nhanh chóng biến mất. Chúng nó bản thân chiến lực, cũng không tính quá cường đại. Sứ mạng của bọn nó là thu về bất hủ khí tức bị nhiễm đồ vật cường đại phòng ngự, trong cơ thể to lớn tồn trữ không gian, xuất quỷ nhập thần vượt thời y không dạo bước có thể cho chúng nó rất tốt hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nuốt vào Tống Thư Hàng về sau, tai nạn cự quy thậm chí không có hiện hình, trực tiếp lại biến mất không thấy gì nữa. Cái này thuần thục tư thế cùng động tác, giống như tai nạn cự quy đã không phải lần đầu tiên quang lâm quả cầu kim loại lỏng hang ổ. Quả cầu kim loại lỏng, Tống Thư Hàng được cứu đi, quả cầu kim loại lỏng cảm giác mình bị đánh mặt. Phía trước một giây, hắn còn lời thề son sắt nói cái này là nơi ở của mình, không có bất kỳ người nào có thể cứu đi Tống Thư Hàng, liền bạch cũng mơ tưởng tiến đến. Kết quả, Tống Thư Hàng thì cứ như vậy tại hắn không coi vào đâu, bị một tấm miệng lớn nuốt đi. Phẫn nộ cười tự tìm cái chết, quả cầu kim loại lỏng nổi giận. Ngây thơ ra hỏa, thực cho rằng dạng này có thể theo cửu u chúa tể trong tay đào thoát. Quá coi thường cửu u chúa tể. Tại đây cửu u thế giới, ta chính là chúa tể. Hết thảy pháp tắc, đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Quả cầu kim loại lỏng trầm giọng nói. Lập tức. Liền đem ngươi một lần nữa bắt trở lại. Tai nạn cự quy trong bụng Tống Thư Hàng đứng lên nhìn về phía bốn phía, tại hắn thái dương chỉ hào quang chiếu rọi xuống, có thể thấy cái này đầu tai nạn cự quy trong cơ thể, cũng đều là vân tước tử tiên tử tìm đường chết phía sau lưu lại kỷ niệm phẩm. Thời gian không nhiều lắm, Tống Thư Hàng đưa tay, dùng sức tại trên đầu của mình vẽ một cái. Một đầu tóc màu lam tận gốc nứt rơi, nhét vào tai nạn cự quy trong cơ thể. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng nếm thử mở ra bản thân hạch tâm thế giới. Lúc này đây, hạch tâm thế giới không có lại mất nét. Tống Thư Hàng thành công nhảy vào trong đó. Được cứu trợ, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, đem hết toàn lực đem bản thân hạch tâm thế giới quan bế. Ngốc ở tai nạn cự quy trong cơ thể, còn là rất nguy hiểm. Ngộ nhớ, béo cầu có cái gì đặc thù thủ đoạn, có thể đem cự quy một lần nữa kiếm đi qua. Cửu u chúa tể thủ đoạn, Tống Thư Hàng so với ai khác cũng lý giải. Bạch tiền bối có bao nhiêu sâu, béo cầu cũng sẽ có nhiều sâu. Mà bây giờ, lùi về đến bản thân hạch tâm thế giới về sau, coi như là tai nạn cự quy bị một lần nữa bắt lại đi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Tống Thư Hàng thân ảnh xuất hiện ở đông điện quảng trường vị trí. Thực tiền yến khác thực khách, tất cả đều tụ họp ở chỗ này. Không có tại trong hạch tâm thế giới chạy loạn. Bởi vì quy tiền bối nằm ở đông điện cửa vào, trấn nhiếp lấy tất cả thực khách. Quy tiền bối sức mạnh bị Bắc Phương Đại Đế phong ấn, nhưng hắn khí chàng bày ở cái kia. Cửu phẩm kiếp tiên cấp đại hải quy, trấn chàng diện, vững chắc. Tại quy tiền bối vỏ bên trên, thông nương kẹt tại chỗ đó, hắn huyễn hóa thành nhân hình, chân dài bên trên ngang để đó cửu tu phượng hoàng đao. Lúc này, thông nương đang hướng thất tu tiền bối cùng lục tu tiên tử thỉnh giáo trên tu hành vấn đề. Tống Thư Hàng thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong hạch tâm thế giới ẩn chứa rất nhiều bí mật, có chút bí mật, hắn không muốn bị ngoại nhân biết rõ, cửu châu nhất hào quần các tiền bối ngược lại không có vấn đề, nhưng thực tiên yến bên trên đại bộ phận mặt khác thực khách, Tống Thư Hàng cũng không quen thuộc. Bạch tiền bối,
mọi người cũng không việc gì đi. Tống Thư Hàng thân hình đáp xuống, lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối phân thân lúc này đang ngồi xổm đông điện một góc, cùng cái kia chiến đấu thú cơ bắp chuột túi chơi đùa giỡn, tại đỉnh đầu của hắn còn có một phiến vô hình kiếm cổ bay múa. Thiếu chút nữa đều quên, cơ bắp chuột túi cùng vô hình kiếm cổ, đều là bạch tiền bối linh sủng. Mọi người cũng khỏe, bất quá mọi người đang lo lắng chính là, bên ngoài hiện tại thế nào? Bạch tiền bối ngẩng đầu lên tiếng hỏi. Tất cả mọi người xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Lúc này, Tống Thư Hàng vẫn còn bạch tiền bối xương vỏ ngoài động lực bọc thép hình thức, đây mới thực là duy nhất một lần auto, mặc vào về sau, lại cởi ra cũng vô ích. Bá Tống đạo hữu, ngoại giới chiến đấu kết thúc sao? Mấy vị huyền thánh đồng dạng hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Tạm thời là kết thúc, bất quá. Phía Nam Trường Sinh Kiếm Tông bí cảnh, chỉ sợ là triệt để hủy. Tống Thư Hàng nói, mặt khác, chúng ta bây giờ còn cần tìm một tọa độ, từ nơi này đi ra ngoài. Tống Thư Hàng nói, hắn là theo tai nạn cự quy trong bụng vào, đi ra ngoài cũng sẽ ở tai nạn cự quy bụng. Tọa độ, giao cho ta đi, bạch tiền bối phân thân vỗ vỗ cơ bắp chuột túi, tiếp đó đứng lên, đối với Tống Thư Hàng truyền âm nói, thoáng đem ngươi hạch tâm thế giới mở ra một cái miệng nhỏ, bản thể muốn trở về. Bạch tiền bối phân thân những lời này, giống như là một viên thuốc an thần, thoáng cái lại để cho Tống Thư Hàng trong lòng an tâm. Bạch tiền bối bản tôn trở lại lời nói, liền đại biểu cho nguy cơ kết thúc. Hắn, Tống Thư Hàng, ngũ phẩm tiểu tu sĩ, bá Tống huyền thánh, bá Nho huyền ma, hôm nay, lại thành công sống sót á. Tống Thư Hàng vội vàng thoáng đem hạch tâm thế giới mở cái lỗ hổng nhỏ. Sau đó, lấy bạch tiền bối phân thân làm tọa độ, một đạo kiếm quang vèo một chút trốn đi qua. Ta liền đi lấy cái bưu kiện, thực tiên yến liền kết thúc sao? Bạch tiền bối đáp xuống. Buồn rầu nói. Tống Thư Hàng đậu đen rau má nói, bạch tiền bối, người cái này bưu kiện lấy cũng quá lâu rồi a. Bởi vì gửi tới độn không toa có chút vấn đề, cần trả lại hàng, ta lại muốn một lần nữa gửi trở về, thu hàng, kiểm hàng, gửi trở về quá trình, bỏ ra chút thời gian. Hơn nữa vì để ngừa ngộ nhỡ, ta không phải lưu lại phân thân ở đây sao? Bạch tiền bối buồn rầu nói, tại ta tiếp thu bưu kiện trong lúc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bản thể, ta đem trí nhớ chia sẻ cho ngươi. Bạch tiền bối phân thân mở lưu tinh tán trả lời. Một lát sau, bạch tiền bối cùng phân thân ở giữa trí nhớ hoàn thành chia sẻ. Lại là này loại siêu quy tắc đẳng cấp phiền toái A. Bạch tiền bối xoa nhẹ thái dương, đối với Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, Thư Hàng, qua một thời gian ngắn cho ngươi kiểm tra đo lường thể chất. Mỗi lần ta mới thoáng rời đi ngươi một lát, sẽ có đại phiền toái tìm tới ngươi. Ngươi khẳng định có hấp thu đại phiền toái thể chất, Tống Thư Hàng, ta cảm giác là mỗi lần bạch tiền bối ngươi vừa ly khai về sau, mới có đại nguy nan phát sinh a. Chờ, tựa hồ là cùng một cái ý tứ, ta còn có thể trả lời năng lực đây, ta cũng rất tuyệt vọng a. Bất quá, kỳ thật lần này phiền toái cũng không tính quá lớn. Ta cũng là có thu hoạch, Tống Thư Hàng dứt lời, đem trên thân bạch tiền bối ngoại bào cởi. Xương vỏ ngoài bọc thép thời gian chấm dứt. Bất quá cái này bạch tiền bối ngoại bào còn không có biến mất. Lần tới nhìn xem có thể hay không tìm bạch tiền bối nhiều muốn vài cái xương vỏ ngoài bọc thép thứ này thật tốt dùng, tuyệt đối bảo vệ tính mạng át chủ bài. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chờ qua một thời gian ngắn, hắn liền đi nhìn xem có hay không có chuyện cười huấn luyện giúp đỡ. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn trở thành chuyện cười tiết mục ngắn đại thấp, dùng vô cùng vô tận chuyện cười tại bạch tiền bối chỗ đó đổi lấy tài phú. Cởi ngoại bào về sau, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đem hắn cuộn lên. Cái gì, bạch tiền bối ghé đầu tới đây. Sau đó, hắn nhìn đến Thư Hàng trong tay ngoại bào trong, cuộn một đoàn siêu đậm đặc giống như dầu mỏ cửu u tà năng. Đã có thứ này, hạch tâm thế giới của ta lại có thể mở rộng không ít. Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói. Dứt lời, hắn ý niệm khẽ động, ngoại bào cùng một đoàn dầu mỏ hình dáng cửu u tà năng bị chuyển rời đến hạch tâm thế giới một chỗ. Sau đó có hoa sen hình chiếu hiển hiện, rễ cây đâm vào cửu u tà năng bên trong, hấp thu lên cái này thuần túy tà năng tới đây. Tới từ cửu u chúa tể hang ổ cửu u tà năng, một đoàn chống đỡ đi qua vài vạn đoàn, người đáng giá có được. Cuối cùng không phải mất cả trì lẫn chài. Bạch tiền bối, kế tiếp chúng ta tìm an toàn địa điểm, đem đoàn người chuyển đi ra ngoài đi. Tống Thư Hàng nói. Không có vấn đề, bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng hít sâu. Trong cơ thể linh lực liên tục không ngừng tiêu hao.
làm hắn thứ hai kim đan linh lực tiêu hao hầu như không còn về sau, Tống Thư Hàng xuất hiện lần nữa. Bạch tiền bối, người mang theo phân thân của ta chuyển rời đến an toàn địa điểm, tiếp đó ta đem mọi người chuyển đi ra ngoài. Tống Thư Hàng nói, thông qua tiêu hao lượng lớn linh lực, phân thân của hắn có thể trước giờ phục sinh. Bất quá một lần muốn tiêu hao một viên kim đan chứa đựng linh lực. Nếu không có thứ hai kim đan, hắn còn là tiêu hao không nổi. Ngươi lại đem hạch tâm thế giới mở ra, ta dùng duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản rời đi. Bạch tiền bối truyền âm nói. Một lát sau, Tống Thư Hàng tại chính mình hạch tâm thế giới mở cái lỗ hổng nhỏ. Bạch tiền bối mang theo Tống Thư Hàng phân thân, tế lên một chuôi duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản sử dụng tai nạn cự quy vượt thời y không dạo bước thiên phú, thoát ra Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Bạch tiền bối bản thể vừa mới rời đi hạch tâm thế giới, sau lưng, Tống Thư Hàng bản thể không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Ồ, a, Tống Thư Hàng ngẩn người, sau lưng không gian lấy một cái điểm là vòng xoáy, hắn bị cuốn vào trong đó. Bạch tiền bối phân thân vội vàng nói, nhanh đóng lại hạch tâm thế giới. Đồng thời phân thân vừa sải bước đến Tống Thư Hàng bên người, đưa tay đặt tại trên người hắn, thi triển không gian thiên phú, muốn đem thân hình của hắn ổn định. Nhưng quấn lấy Tống Thư Hàng bản thể chính là cái kia vòng xoáy, tựa hồ không phải không gian lực lượng, bạch tiền bối phân thân không gian thiên phú đối với cái này vòng xoáy chút nào không có tác dụng. Bản tôn, bạch tiền bối phân thân kêu lên. Nguyên bản đã rời đi hạch tâm thế giới bạch tiền bối bản tôn, lại nhanh chóng trốn trở về hạch tâm thế giới. Bạch tiền bối bản thể trốn đến Tống Thư Hàng bên người, đưa tay chụp vào thân thể của hắn. Bạch tiền bối, ta giống như bị kéo thành mì sợi. Tống Thư Hàng nói chẳng lẽ là béo cầu đang làm sự tình. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng thân hình biến mất không thấy gì nữa. Không phải không gian lực lượng, bạch tiền bối phân thân nói. Bạch tiền bối bản tôn đưa tay, dò xét hướng đang dần dần biến mất vòng xoáy, ta cùng đi qua, ngươi ở nơi này trông coi. Bản thể, dạng này quá nguy hiểm, bạch tiền bối phân thân nói. Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục theo đông điện bên trong đi ra, Vũ Nhu Tử thấy vòng xoáy về sau, lên tiếng kêu lên, bạch tiền bối cẩn thận, đây là thời gian lực lượng. Thời gian lực lượng, bạch tiền bối hai mắt sáng lên, hai tay dùng sức thăm dò vào vòng xoáy bên trong loại này hoàn toàn mới lực lượng, đưa tới hắn rất hiếu kỳ. Thế nhưng, tay của hắn xuyên thấu vòng xoáy không có bị mang đi. Bạch tiền bối nhíu mày. Đem hắn tay duy trì tại vòng xoáy phía trên, tinh tế phân tích loại lực lượng này. Phân tích, lý giải linh lực thi triển phương thức, sau đó là mô phỏng, một lần nữa cấu tạo. Vũ Nhu Tử có chút bận tâm nhìn qua bạch tiền bối, thời gian lực lượng so với không gian chi lực còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần, là nguy hiểm nhất lực lượng. Hơn nữa mỗi lần thi triển đều trả giá nặng nề đại giới. Bạch tiền bối dạng này liều lĩnh tiếp xúc thời gian chi lực. Quá nguy hiểm. Có lẽ có thể, bạch tiền bối nói. Đón lấy, thân hình của hắn cũng dung nhập cái này vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vũ Nhu Tử, hắn ngẩng đầu vọng thiên. Một lát sau, hắn nắm tay phải dùng sức gõ tay trái của mình, đúng vậy, dạng này tuy rằng rất không tu chân, nhưng rất bạch tiền bối. Tô Thị A Thập Lục sau lưng, bạch long tỉ tỉ mở chừng hai mắt, Thập Lục, người vị này bạch tiền bối. Rất có vấn đề. Ừ, Tô Thị A Thập Lục đáp. Cửu U thế giới, quả cầu kim loại lỏng hang ổ. Tống Thư Hàng một lần nữa xuất hiện hắn biến mất địa phương, tóc dài màu lam lại trở lại, theo gió bay múa. A, à, béo cầu đại lão, chúng ta lại gặp mặt. Tống Thư Hàng cười khan nói. Lần này thật muốn xong đời. Đối với Cửu U đại lão sử dụng qua một lần chiêu thức, khẳng định không thể tái sử dụng lần thứ hai. Muốn dùng vân thức tử đầu tóc mượn tai nạn cự quy bỏ chạy trò hề, không cách nào nữa sử dụng. Ngươi lần này mơ tưởng còn sống rời đi, cười lạnh quả cầu kim loại lỏng nói. Ta đây không rời đi, có thể chứ? Tống Thư Hàng đáp có lẽ là bởi vì cùng một vị khác cửu u chúa tể bạch tiền bối ngốc lâu rồi, Tống Thư Hàng đối mặt quả cầu kim loại lỏng thời gian, vậy mà không có bao nhiêu áp lực tâm lý. Tuy rằng biết rõ đối phương tùy tiện động ngón tay, có thể bóp chết bản thân. Nhưng hắn liền là không có nhiều áp lực. Tìm đường chết người, vì sao có đôi khi sẽ hướng trong chết làm? Là bọn hắn cách tư duy không giống người thường sao? Không, không phải, là bọn hắn cường đại tâm lý tố chất. Bởi vì bọn họ dù cho đối mặt so với chính mình cường đại hơn nhiều tồn tại thời gian,
đều không có áp lực tâm lý, không sợ hãi, không sợ cường quyền, tiếp đó liền thuận theo tự nhiên tìm đường chết. Cũng là chết, quả cầu kim loại lỏng nói. Trên người nó, thiếu đi một cái xúc tu thể tích. Đây là hắn nghịch chuyển thời gian làm cho trả giá cao. Thông qua nghịch chuyển phạm vi nhỏ thời gian cộng không gian chuyển phương thức, đem hắn Tống Thư Hàng một lần nữa chơi đùa về tới nơi ở của mình. Đây là thời không kết hợp hiệu quả. Đồng thời hắn ý niệm khẽ động, Tống Thư Hàng trên đầu màu lam tự động chóc ra. Tóc màu lam bị cuốn qua một bên. Nếu như cái kia tai nạn cự quy tái xuất hiện, quả cầu kim loại lỏng không ngại đem hắn bắt lại, thật tốt nghiên cứu một chút chúng nó cái loại này cổ quái xuyên qua không gian lực lượng. Lần này, không ai có thể cứu ngươi, quả cầu kim loại lỏng lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng sau lưng có một cái vòng xoáy xuất hiện. Một lát sau, một vị mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu đen nam tử, theo vòng xoáy bên trong nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Thật là có thú vị lực lượng, hoàn toàn mới lĩnh vực. Trong đó pháp tắc, tri thức, năng lượng hoạt động phương thức, đầy đủ ta nghiên cứu đã nhiều năm. Vị này tóc dài nam tử thỏa mãn nói. Bạch, Bạch tiền bối, ngươi tại sao cũng tới? Tống Thư Hàng trừng to mắt. Ừ, thuận theo ngươi lưu lại chính là cái kia vòng xoáy, nhập cư trái phép tới. Đáng tiếc, loại lực lượng này trong thời gian ngắn mô phỏng không được, không học được. Bạch tiền bối tiếc nuối nói. Dứt lời, thân hình hắn có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía màu đen quả cầu kim loại lỏng cùng với bị nhập vào thân vân tước tử. Quả nhiên lại là siêu quy tắc đại phiền toái a, Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng cười khổ nói, đúng vậy a, thực xin lỗi, Bạch tiền bối. Kỳ quái, lấy Bạch tiền bối vận khí, có lẽ sẽ chủ động tránh đi loại trình độ này đại phiền toái đi. Vì sao hắn sẽ bị cuốn vào việc này kiện bên trong? Không quan hệ, dù sao cũng là ta tự mình lựa chọn tới. Bạch tiền bối trên mặt mỉm cười thu liếm, trên người hắn có mấy kiện vật phẩm trang sức pháp khí hiện lên quang mang nhàn nhạt, trong nháy mắt đưa hắn lực lượng trong cơ thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trên thực tế, tại tiếp xúc cái kia thời gian vòng xoáy lúc, Bạch tiền bối trong lòng thì có loại nghĩ tránh đi trực giác. Thế nhưng, xuất từ ở đối với thời gian lực lượng hiếu kỳ, hắn còn là tiến vào. Nhân sinh luôn không có khả năng vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió, thích hợp mạo hiểm cùng kích thích, là cần. Từng cái, phàm là kêu bạch ra hỏa, cũng làm cho ta chán ghét. Nghịch chuyển đi, thời gian, quả cầu kim loại lỏng duỗi ra xúc tu, đối với bạch vị trí điểm đi. Lúc trước, Tống Thư Hàng bỏ chạy ra cửu u thế giới phạm vi, vì vậy quả cầu kim loại lỏng thi triển thời gian chi đạo cộng không gian lực lượng, mới tiêu hao khổng lồ như vậy. Thế nhưng, hiện tại Tống Thư Hàng cùng cái này kêu bạch tu sĩ, đều tại cửu u, tại nơi ở của hắn. Có cửu u chúa tể thân phận ra chỉ xuống, tiếp đó chỉ đem thời gian chi đạo phạm vi định tại cá nhân trên thân, tiêu hao liền sẽ thay đổi thật rất nhỏ. Trực tiếp cho ta biến thành phôi thai đi, quả cầu kim loại lỏng nói. Bạch tiền bối sau lưng, cái kia vòng xoáy một lần nữa ra tốc chuyển động. Bạch tiền bối biến trẻ tuổi. Một giây một cái bộ dáng. Hai ba hơi về sau, chân thực ảo giác trong thế giới, cái kia tiểu bạch xuất hiện ở Tống Thư Hàng trước mặt. Mà cái này tiểu bạch, còn đang ở không ngừng nghịch chuyển. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng vội la lên. Hắn nhớ tới một sự kiện hắn bản mệnh kình đan bên trên, bạch tiền bối ở phía trên bổ đầy cửu long văn. Để cửu long văn là chiếu dọi ra chân ngã tới đây. Mọi người nhìn chằm chằm vào đệ cửu long văn thời gian, đều có thể thấy chân chính bản thân. Thế nhưng bạch tiền bối đang nhìn đệ cửu long văn thời gian, nhìn thấy nhưng là như một bức tranh. Bạch tiền bối bản thể có phải hay không là một tấm chân dung thành tinh? Cái này nghi hoặc hạt giống liền chôn ở Tống Thư Hàng sâu trong đáy lòng. Dù sao tại nơi này thạch đầu, ngân phiếu các loại đồ vật đều có thể thành tinh thời đại. Một tấm hỏa quyển thành tinh cũng không phải là không có khả năng. Bạch tiền bối nếu như lại tiếp tục thời gian nghịch chuyển xuống dưới, hắn sẽ biến thành cái gì? Sẽ thật biến thành phôi thai, còn là một tấm chân dung. Ngay tại Tống Thư Hàng vẽ âm hạ xuống xong, bạch tiền bối thân hình định dạng hoàn chỉnh đi xuống. Bạch tiền bối sau lưng vòng xoáy còn đang ở không ngừng nghịch chuyển, nhưng bạch tiền bối thân hình rồi lại hình ảnh dừng lại tại hai tuổi lớn nhỏ tiểu bạch trạng thái. Đồng thời, tại hắn sau lưng có một cái hư ảo tinh hà xuất hiện. Thời gian nghịch chuyển vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, bạch tiền bối sau lưng cái kia hư ảo tinh hà lại càng phát kinh khủng. Tinh hà không có phần cuối, không biết theo hắn từ đâu tới đây,
cũng không biết hắn cái này trở về hướng nơi nào. Nói là tinh hà, nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện hắn cũng không phải tinh hà. Mà là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả đồ vật. Cái này bên trong bao hàm lấy công đức cùng số mệnh, nhìn qua phảng phất là thời gian sông lớn, lại phảng phất là mệnh vận chi hà. Đây là cái gì? Tống Thư Hàng vô thức nói. Cái quái gì đồ vật? Trạng thái dịch kim loại đồng dạng nói rõ ràng chỉ là nhằm vào cá nhân thời gian nghịch chuyển kỹ năng, theo lý, tại hắn cửu u chúa tể quyền hạn xuống, tiêu hao có lẽ thật rất nhỏ mới đúng. Nhưng hiện tại, quả cầu kim loại lỏng cảm giác trong cơ thể mình cửu u tà năng giống như tan vỡ đê đập, mãnh liệt mà ra. Ta có phải hay không nghịch chuyển ra một cái kinh khủng đồ vật? Quả cầu kim loại lỏng trước tiên dừng lại bản thân thi triển thời gian nghịch chuyển năng lực. Ồ, liền cửu u chúa tể cũng không nhận thức thứ này. Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc. Thu nhỏ đến chỉ có 2 tuổi lớn tiểu bạch buông thỏng đầu, vẫn không nhúc nhích. Trên thân áo sơ mi trắng cây tùng sụp đổ treo ở trên người hắn. Bởi vì quả cầu kim loại lỏng thời gian nghịch chuyển giới hạn tại bạch tiền bối thân thể, không bao gồm những vật khác, vì vậy bộ quần áo này không có chịu ảnh hưởng. Tống Thư Hàng ý nghĩ đầu tiên liền là lấy ra điện thoại di động, đập hắn cái một bộ ảnh chụp. Bất quá cũng chính là một cái ý niệm trong đầu, hiện tại đối mặt quả cầu kim loại lỏng, mạng nhỏ đều không còn, đâu còn có cơ hội chụp ảnh. Hắn cũng không phải Trình Lâm tiên tử, trước khi chết còn muốn cho mình đập một bộ xinh đẹp di ảnh. Trong lúc đang suy tư, bạch tiền bối sau lưng, cái kia như là vận mệnh hoặc là thời gian trường hà bên trong, có gợn nước khẽ nổi lên. Sau một khắc, một cái từ sương mù kết thành đại thủ từ nơi này trường hà bên trong kéo dài đi ra. Quả cầu kim loại lỏng ánh mắt ngưng trọng lên, cái này đầu sương mù hình dáng đại thủ, mang cho hắn đã lâu cảm giác nguy cơ. Ngoại trừ cửu u một vị khác chúa tể bạch bên ngoài, đây là hắn tự sinh ra về sau, cái thứ nhất lại để cho bản thể hắn sinh ra cảm giác nguy cơ tồn tại. Tống Thư Hàng càng là cảm giác được thân thể nặng nề, toàn thân tế bào đều tại hướng hắn truyền lại một loại bất an tâm tình. Béo cầu đại lão, người thật giống như chơi thoát. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Chơi thoát khỏi lúc trước, ta nhất định trước làm khô ngươi, ta duỗi ra một chân chỉ đều có thể ngắt ngươi. Quả cầu kim loại lỏng nói. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cái kia sương mù hình dáng đại thủ vươn ra về sau, nhẹ nhàng đem bạch tiền bối bao phủ, đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Đồng thời, ở đằng kia đầu sương mù đại thủ áp chế phía dưới. Cái kia đoàn lại để cho bạch tiền bối không ngừng thời gian nghịch chuyển vòng xoáy, bị hấp thu đến bạch tiền bối sau lưng sông lớn bên trong. Bạch tiền bối nhìn qua bình an vô sự, cái kia thời gian nghịch chuyển đều bị dung hợp. Tiếp đó vấn đề tới, Tống Thư Hàng, vừa vặn ở vào sương mù đại thủ bảo hộ phạm vi bên ngoài. Tống Thư Hàng lập tức có loại không ổn dự cảm. Mặc kệ cái này quỷ đồ vật, hiện tại trước đem ngươi giải quyết rơi. Quả cầu kim loại lỏng nhìn về phía Tống Thư Hàng, nhe răng cười cái kia, kỳ thật bây giờ ta chỉ là một cái phân thân. Ngươi tin sao? Tống Thư Hàng nói. Trên người hắn bảo vật không ít, thế nhưng có thể chính diện đối kháng quả cầu kim loại lỏng, một cái đều không có. Ngoại trừ bên người biến cổ quái bạch tiền bối bên ngoài. Hy vọng duy nhất cũng chỉ còn lại có bạch tiền bối có thể cảm ứng được dị trạng, tiếp đó đến móc quả cầu kim loại lỏng hang ổ. Nhưng lần này, quả cầu kim loại lỏng không cùng Tống Thư Hàng tiếp tục nói nhảm. Lúc trước liền là nói lung tung vài câu, đã bị Tống Thư Hàng mượn tai nạn cự quy miệng bỏ chạy. Ngộ nhỡ lại phát sinh dị biến đây. Đang khi nói chuyện, béo cầu nhập vào thân huyền nữ môn Vân Tước Tử lui về phía sau, trốn cách nơi này địa phương. Vân Tước Tử cũng nhục thân cùng cất giấu trong đó bất hủ cốt đối với quả cầu kim loại lỏng mà nói quá trọng yếu, không dung có sai lầm. Ngay sau đó, quả cầu kim loại lỏng đối với Tống Thư Hàng, trong miệng khẽ quát một tiếng, tới đây. Tống Thư Hàng thân thể không bị khống chế, bị hấp dẫn lấy hướng quả cầu kim loại lỏng vị trí bay đi. Lúc này, che chở bạch tiền bối cái kia sương mù tay đột nhiên duỗi ra một cái ngón tay, câu hướng Tống Thư Hàng, muốn bắt lấy hắn. Đụng sương mù tay lau Tống Thư Hàng phần lưng, đụng ra kim loại va chạm tiếng va đập, còn có hỏa tinh bốn bốc lên. Ngón tay đã muộn một bước. Tống Thư Hàng bị nhiếp đến quả cầu kim loại lỏng trước mặt. Cầu kim loại trên thân biến ra một đôi kim loại đại thủ, bắt lấy Tống Thư Hàng. Đón lấy hắn mở ra một cái cửa không gian, thân hình chui vào trong đó. Tại đóng lại cánh cửa không gian phía trước, quả cầu kim loại lỏng đối với bị sương mù tay bao phủ bạch tiền bối trầm giọng nói, chết.
Cái này chết chữ vừa ra khỏi miệng, toàn bộ cửu u thế giới lực lượng bị điều động, hóa thành một cái thật lớn nguyền rủa, buông xuống Bạch Tiền Bối trước người. Cửu u chúa tể lấy cửu u lực lượng, đối với một cái sinh vật khởi xướng chết ngay lập tức nguyền rủa. Loại này nguyền rủa, coi như là quả cầu kim loại lỏng, một năm trong thời gian cũng chỉ có thể thuyên chuyển một lần. Ngay sau đó, quả cầu kim loại lỏng mặc kệ kết quả như thế nào, đóng lại cánh cửa không gian, cùng Tống Thư Hàng xuất hiện ở cửu u thế giới một chỗ khác đại lục. Lại không lãng phí thời gian, lại để cho ta nhìn ngươi trí nhớ. Quả cầu kim loại lỏng quyết định sử dụng bạo lực nhất phương thức, cưỡng ép đọc đến Tống Thư Hàng trí nhớ. Loại phương pháp này, hắn ban đầu không muốn sử dụng. Cưỡng ép đọc đến trí nhớ lúc, đọc đến đi ra trí nhớ có đôi khi là rất lộn xộn, thậm chí có lúc sẽ tạo thành trí nhớ nghiền nát. Sự tình giam nó bị Nho Gia Thánh Nhân nuốt mất cái kia một bộ phận, hắn cần nhận đến không có bất kỳ sai lầm tin tức. Nhưng hiện tại, hắn không có mặt khác lựa chọn. Cùng lắm thì đem trí nhớ đọc đến đi ra về sau, bản thân lại cẩn thận thu xếp một chút. Quả cầu kim loại lỏng hình cầu bên trên, kéo dài ra một cây cái ống, ghim hướng Tống Thư Hàng cái ót. Kỳ quái chính là, Tống Thư Hàng không có bất kỳ phản kháng. Hắn sững sờ bảo trì cứng ngắc tư thế, tùy ý ống tiêm ghim đến trên đầu của hắn. Song ống tiêm đâm vào Tống Thư Hàng đầu, phát ra thanh âm kỳ quái. Quả cầu kim loại lỏng nhíu mày, hắn kim loại hai tay dùng sức hất lên, đem Tống Thư Hàng ném bay ra ngoài. Tống Thư Hàng thân thể bay ra, rơi đập trên mặt đất. Ba Tống Thư Hàng thân thể vỡ vụn ra tới đây, hóa thành một đoàn sương mù. Cùng với Bạch Tiền Bối sau lưng cái kia vận mệnh, thời gian sông lớn bên trong rũi ra sương mù tay, là đồng dạng vật chất kết thành. Theo Tống Thư Hàng trên thân, có rất nhiều thứ rớt xuống. Trên thân quần áo, túi tiền, điện thoại, không gian tay chuỗi, một tấc thu nhỏ túi, phong thiện bút, một viên còn đang ở không ngừng nhảy lên kình loại yêu đan. Trên thân tạp vật rơi xuống trống không về sau, một cái thuần túy từ sương mù kết thành Tống Thư Hàng đứng lên. Là vừa mới cái kia sương mù đại thủ cùng hắn đụng chạm một chút nguyên nhân. Quả cầu kim loại lỏng suy đoán nói. Ô ô ô, sương mù Tống Thư Hàng trong miệng phát ra quỷ dị tiếng kêu, đánh về phía quả cầu kim loại lỏng. Tuy rằng từ đồng dạng sương mù kết thành, nhưng lực lượng của ngươi cùng cặp kia đại thủ kém xa, tiểu tử. Quả cầu kim loại lỏng âm thanh lạnh lùng nói, hắn cặp kia cánh tay sắt thép vung mạnh, đập thành Tống Thư Hàng trên thân. Ba Tống Thư Hàng bị đập thành mảnh vỡ. Nhưng sau một khắc, sương mù hình dáng Tống Thư Hàng lại tại quả cầu kim loại lỏng sau lưng một lần nữa ngưng tụ. Duỗi ra 10 ngón, tại quả cầu kim loại lỏng trên thân điên cuồng bắt động. Ánh lửa nổ bắn ra, chỉ là lấy công kích của hắn lực lượng, liền quả cầu kim loại lỏng ra đều lau không phá. Nhưng sương mù hình dáng Tống Thư Hàng mất lý trí, liền giống như dã thú giống nhau, tại quả cầu kim loại lỏng trên thân không ngừng công kích. Quả cầu kim loại lỏng trong lòng phát phiền. Trên người có vô số gai nhọn mãnh liệt đâm ra. Tống Thư Hàng bị gai nhọn ghim thấu, một lần nữa hóa thành sương mù hình dáng, hướng bên cạnh bỏ chạy. Thôn phệ, quả cầu kim loại lỏng trên thân ngưng tụ ra một cái phễu lớn, đối với Tống Thư Hàng một hồi cuồng hút. Sương mù hình dáng Tống Thư Hàng tránh né không kịp, bị hấp thu đến loa bên trong. Quả cầu kim loại lỏng chật chật lưỡi, đắng chát như vậy hương vị, đây là cái gì đồ chơi? Đang khi nói chuyện, theo hắn diễn hóa xuất tới đây trong mồm, có một đạo sương mù chui ra, một lần nữa ngưng tụ là Tống Thư Hàng bộ dáng. Lấy quả cầu kim loại lỏng sức mạnh, vậy mà đều không thể đem những thứ này sương mù tiêu hóa hết. Bốn phía, vô số cửu u tà năng ngưng tụ đến, cuốn hướng Tống Thư Hàng. Đồng thời, quả cầu kim loại lỏng hai tay bóp ra một cái phong ấn pháp ấn, phong. Quả cầu kim loại lỏng rất am hiểu phong ấn phương pháp. Hắn đã từng dùng bản thân đắc ý phong ấn pháp dâm mát qua một lần Bạch. Tiếc nuối chính là, Bạch bị phong ấn đến tà liên thế giới về sau, vậy mà tu hú chiếm tổ sáo, đem tà liên thế giới quyền sở hữu cho đổi thành bản thân. Quả cầu kim loại lỏng thật vất vả thành công âm mưu, rồi lại tiền mất tật mang, đó là hắn tự sinh ra đến nay vô cùng lỗ vốn một lần. Cửu u tà năng ngưng tụ là băng trụ, đem sương mù hình dáng Tống Thư Hàng phong ấn tại trong đó. Giờ khắc này, quái vật Tống Thư Hàng rốt cuộc không cách nào nhúc nhích. Sương mù này đến cùng là vật gì kết thành? Giám định, quả cầu kim loại lỏng đưa tay đặt tại băng trụ bên trên, lợi dụng bản thân cửu u chúa tể quyền hành, đối với quái vật hóa Tống Thư Hàng cấu thành tiến hành phân tích cùng giám định.
rất nhanh, liên quan tới sương mù cấu thành tin tức, xuất hiện ở quả cầu kim loại lỏng trong đầu. Sương mù này theo ý nào đó mà nói, có đủ lấy bất tử bất diệt tính chất, hắn có thể tại trong nháy mắt hóa thành vô cùng bé viên bi, tránh né hết thảy vật lý đả kích. Lại sẽ không ngừng thôn phệ nhưng hấp thu năng lượng, tiến hành tự mình tăng sinh. Những thứ này thuộc tính, có điểm giống là bất hủ tính chất yếu hóa phỏng chế phẩm. Đây là có người nghiên cứu bất hủ thuộc tính về sau, phỏng chế đi ra đồ vật. Quả cầu kim loại lỏng lẩm bẩm nói. Bởi vì chính nó cũng ở đây nghiên cứu cái kia khối bất hủ cốt tuy rằng không lâu sau, nhưng hắn cũng nghiên cứu ra một ít cùng loại đồ vật, chỉ là không có loại này xương mù viên bi cái loại này cường đại. Vấn đề là, Tống Thư Hàng vẻn vẹn là bị đụng chạm một chút, vì sao liền biến thành loại này xương mù quái vật? Chẳng lẽ loại này bất tử bất diệt xương mù viên bi, còn có được lấy lây bệnh tính? Bị tiếp xúc đến phổ thông sinh vật, liền sẽ xương mù hóa, đạt được xương mù này thân thể. Nhưng sẽ mất đi lý trí. Có lẽ, có thể thật tốt nghiên cứu một chút, quả cầu kim loại lỏng thầm nghĩ trong lòng. Thân thể của hắn trình diễn hiện ra một đôi hai tay, bắt lấy cái kia căn phong ấn Tống Thư Hàng băng trụ. Đã có những thứ này bất tử bất diệt xương mù về sau, ta nghiên cứu bất hủ cốt thí nghiệm nhất định có thể có càng lớn tiến triển. Quả cầu kim loại lỏng nói. Cũng không biết, mất đi lý trí phía sau Tống Thư Hàng, còn có thể hay không đào móc ra trí nhớ tới đây. Nếu như có thể đưa hắn trước kia nhớ cũng đào lên lời nói, quả cầu kim loại lỏng liền triệt để thỏa mãn. Bất quá, làm hắn nắm lên băng trụ lúc, đột nhiên phát hiện cái này băng trụ bên trên phong ấn, đang tại bị sơ tái. Sương mù hóa Tống Thư Hàng, thôn vệ tất cả nhưng nuốt vào năng lượng. Từ cửu u tà năng cấu thành băng trụ, từ quả cầu kim loại lỏng lực lượng cấu thành phong ấn, tất cả đều bị thôn vệ, lớn mạnh bản thân. Gặp quỷ rồi, quả cầu kim loại lỏng nói. Ngắn ngủn thời gian mấy hơi thở, băng trụ đã bị sơi tái ra một cái lỗ nhỏ. Sau đó, sương mù hình dáng Tống Thư Hàng lại từ cái này trong lỗ nhỏ bay ra, ở giữa không trung một lần nữa ngưng tụ. Tiếp tục nhảy cộc đặc biệt đáng ghét. Có thể nghiên cứu ra loại vật này, tuyệt đối là cùng ta cùng một cấp bậc, thậm chí là so với ta cao hơn một cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, ít nhất là một vị cửu u chúa tể hoặc là thiên đạo tác phẩm. Quả cầu kim loại lỏng nhìn chằm chằm vào trong hư không Tống Thư Hàng. Gần nhất, theo linh lực đại triều tịch tiến đến, thời đại mới sắp mở ra, các loại thiên đạo tạo vật, cửu u chúa tể tác phẩm cũng bắt đầu hiện thân. Tỷ như cái kia đáng ghét mở to mắt con người tinh cầu, tỷ như chuôi này cửu tu phượng hoàng đao, tỷ như lúc trước đột nhiên nuốt vào bá tống chạy trốn miệng lưỡi. Còn có bản thân một tay thúc đẩy, tuy nhiên cũng tiện nghi khốn kiếp kim liên, tà liên thế giới. Những ngày này nói hoặc là cửu u chúa tể tác phẩm, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng bất hủ thuộc tính nhắc lên điểm quan hệ, xử lý đặc biệt phiền toái. Ta trong ấn tượng, trước kia linh lực đại triều tịch thời đại, cũng không có có nhiều như vậy sự tình đi. Lúc này đây linh lực đại triều tịch bên trong, chẳng lẽ có khác ẩn tình hay sao? Quả cầu kim loại lỏng suy tư. Ô ô ô, trên bầu trời, sương mù hóa Tống Thư Hàng lại một lần nữa tiếng kêu kỳ quái lấy, hung hãn không sợ chết, hướng quả cầu kim loại lỏng giết tới đây. Quả cầu kim loại lỏng trên thân, ngưng tụ ra một chuôi kim loại lợi kiếm. Thân thể của nó biến hóa, hóa thành hắc thiết nhân hình. Tại đây cửu u thế giới, không có ta chém không đứt đồ vật. Quả cầu kim loại lỏng trầm giọng nói. Một câu nói kia, bổ sung lấy cửu u ý chí. Sau đó, quả cầu kim loại lỏng vung kiếm. Kiếm quang chém xuống, không trung sương mù Tống Thư Hàng bị chặn ngang chém làm hai nửa. Hơn nữa, đứt gãy chỗ, không cách nào nữa kín miệng. Đây là cửu u thế giới ý chí kiếm, bị kiếm chặt đứt chỗ, triệt để chết đi. Cho dù là sương mù viên bị bắt trước bất hủ tính chất, cũng ngăn không được loại này thương tổn. Ba hai nửa Tống Thư Hàng lại lần nữa hóa thành sương mù. Sau đó, theo bên trong có hai luồng sương mù rớt xuống. Đây là bị kiếm chặt đứt, không cách nào kín miệng bộ phận. Còn lại bộ phận một lần nữa vò thành một cục, lại biến thành một cái nhảy cộc Tống Thư Hàng. Trong miệng hắn ô ô gọi, ánh mắt tập trung quả cầu kim loại lỏng, vận sức chờ phát động. Còn là làm như ta giải quyết không được ngươi sao? Quả cầu kim loại lỏng cảm giác mặt mũi của mình nhận lấy khiêu khích. Thân là cửu u chúa tể, đối phó một cái chiến lực đấu là đống cặn bã giả bất hủ tác phẩm, đều dùng thời gian dài như vậy. Nếu như bị bạch biết, nhất định sẽ bị cười nhạo. Trực tiếp đem thứ này phong ấn tại không hề năng lượng trong không gian,
lại mang về thật tốt nghiên cứu. Quả cầu kim loại lỏng nói thầm. Đang lúc này, trên bầu trời nhảy cộc Tống Thư Hàng dừng lại. Vặn quá dùng sức, phần eo của hắn vặn đã thành quái dị loại hình dáng. Bởi vì lúc trước bị quả cầu kim loại lỏng chặn ngang chặt đứt, cái kia không cách nào kín miệng bộ phận bị vứt bỏ. Tiếp đó, sương mù hóa Tống Thư Hàng phần eo xuất hiện một cái lỗ hổng. Cái này lỗ hổng đang từ từ kín miệng, bất quá khi Tống Thư Hàng vặn động tác quá lớn thời gian, liền sẽ bởi vì lỗ hổng nguyên nhân, vặn thành quái dị tư thế. Sương mù hóa Tống Thư Hàng dừng lại một lát, đột nhiên xoay đầu lại, bay đến bản thân rơi xuống quần áo, điện thoại, pháp khí trong đống. Tại quả cầu kim loại lỏng ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tống Thư Hàng há miệng nuốt vào này khối cự kình yêu đan. Cự kình yêu đan bị nuốt vào về sau, hóa thành một đoàn thận khí. Thận khí cùng Tống Thư Hàng sương mù là hoàn toàn bất đồng loại hình năng lượng, thận khí bảy biện ra thất thải chi sắc, mà sương mù hình dáng Tống Thư Hàng thì là đen kịt chủng loại. Nuốt vào yêu đan thận khí, dịch chuyển đến Tống Thư Hàng phần eo, là chỗ lỗ hổng đánh lên bảy màu miếng vá. Đen kịt sương mù hình dáng Tống Thư Hàng, phần eo tản ra bảy màu hào quang. Người không biết chuyện, chỉ sợ sẽ cho rằng Tống Thư Hàng phần eo cất giấu bí bảo. Cho phần eo của mình đánh lên miếng vá về sau, sương mù hình dáng Tống Thư Hàng giống như đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn giống như khôi phục lý trí. Hắn bắt đầu mặc vào quần áo, lại đem pháp khí, điện thoại, túi tiền các loại đồ vật đều nhặt lên, nạp lại tốt. Tiếp đó, hắn ngồi ở tại chỗ, một tay chống cằm, giống như sa vào đến trong trầm tư. Người bình phục lý trí, quả cầu kim loại lỏng nói. À, béo cầu đại lão, ta tỉnh táo lại. Bất quá, trí nhớ còn có chút vấn đề, chỉ khôi phục hơn phân nửa, còn có rất nhiều không có nhớ lại tới đây. Tống Thư Hàng nói. Nho ra sự tình đây, quả cầu kim loại lỏng nói. Tống Thư Hàng chỉ đầu của mình, vừa vặn thuộc về không có nhớ lại bộ phận. Không quan hệ, người có rất dài thời gian đi nhớ lại. Quả cầu kim loại lỏng theo trong thân thể móc ra một cái bình nhỏ, hiện tại, người cần tại ta trong bình thật tốt lẳng lặng, qua mấy ngày. Người có thể đem liên quan tới Nho Gia Thánh Nhân sự tình, toàn bộ nhớ lại tới đây. Mới không cần đấy, Tống Thư Hàng hì hì nở nụ cười. Tại hắn sau lưng, một cái cửa không gian mở ra. Tiểu Hào Bạch tiền bối ăn mặc loại nhỏ trường bào, theo cánh cửa không gian bên trong bước ra. Hắn quần áo trên người vốn chính là pháp bào làm cho biến ảo, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể kết thành tùy ý bộ dáng. Cánh cửa không gian quan bế. Bạch tiền bối sau lưng, cái kia vận mệnh cùng thời gian trường hà treo cao lấy. Cái kia sương mù kết thành tay, nâng bạch tiền bối thân thể. Tống Thư Hàng đột nhiên thanh tỉnh, nhưng không phải là bởi vì ăn thận long yêu đan. Mà là bạch tiền bối tỉnh táo lại, hắn cũng liền cùng theo tỉnh. Quả cầu kim loại lỏng, làm sao có thể? Đem hắn một năm đều chỉ có thể sử dụng một lần, tập hợp cửu lực lượng biến thành chết ngay lập tức nguyền rủa, cũng không thể giết chết đối phương. Mở hách cũng không phải là như vậy mở có biết hay không. Hơn nữa, quả cầu kim loại lỏng cảm giác được cái này thu nhỏ phía sau nhân loại bạch, khí chất cùng cái kia đáng ghét cửu u bạch có chút tương tự. Tuy rằng một lớn một nhỏ, nhưng hắn ngược lại cảm giác hai người càng thêm nhất trí. Ngươi không sao chứ, bạch tiền bối dùng giọng non nớt dò hỏi. Không có việc gì, hoàn toàn không có việc gì, liền là thận bị cắt một bộ phận, hiện tại đã đánh lên miếng vá. Tống Thư Hàng vỗ vỗ bản thân thất thải thần quang phần eo, trả lời. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Tiếp ta một kích đi. Bạch tiền bối xoay đầu lại, đối với quả cầu kim loại lỏng nói. Quả cầu kim loại lỏng, ngươi là ai? Bạch tiền bối không có trả lời. Trên thực tế, hắn cũng không có dư thừa khí lực đến trả lời. Hắn hiện tại chỉ có một kích lực lượng. Theo đạo kia vận mệnh, thời gian trường hà bên trong duỗi ra sương mù tay ngưng tụ. Sương mù tay điên cuồng áp xúc, ngưng là thật chất, hóa thành một đầu ngón tay thon dài bàn tay. Cái bàn tay này tùy ý một chưởng chụp về phía quả cầu kim loại lỏng. Quả cầu kim loại lỏng trong lòng cái loại này cảm giác nguy cơ bộc phát đến cực hạn. Theo hắn trên thân, trong nháy mắt bộc phát ra mấy trăm loại công kích. Chuyên môn bài trừ các loại phòng ngự gai nhọn, nhưng chém chết ngôi sao kiếm khí, nhưng xỏ xuyên qua mấy viên hành tinh cực quang. Nhưng lại để cho hàng tinh đều dập tắt cửu u vòng xoáy, mang theo cửu u ý chí chảm kích, nhưng lại để cho trường sinh giả đều lập tức yếu ớt không cách nào dẫy dụa nguyền rủa. Quả cầu kim loại lỏng toàn lực công kích. Kích thứ nhất bên trên,
đều bổ sung lấy cửu u ý chí cùng lực lượng. Coi như là hắn cùng cửu u bạch giữa hai người chiến đấu, đều không có liều mạng như vậy qua. Thế nhưng, tất cả công kích, tại mặt cái kia thon dài bàn tay thời gian, tất cả đều tan thành mây khói. Vạn pháp phá diệt, vạn vật không thương, kiếm khí, pháp thuật, nguyền rủa rơi vào lúc này trên bàn tay, nhưng không có cho nó tạo thành một vết thương. Cho dù là một đạo dấu vết đều không có để lại. Bất hủ, quả cầu kim loại lỏng cắn răng nói. Ngoại trừ bất hủ bên ngoài, hắn nghĩ không ra những vật khác. Hắn nghịch chuyển thời gian, đến cùng nghịch chuyển xảy ra điều gì? Thiên đạo, phịch, cái bàn tay này nhẹ nhàng khắc ở quả cầu kim loại lỏng trên thân. Béo cầu thì cứ như vậy bị đập bay đi ra ngoài. Trên người của nó xuất hiện một cái thật sâu trưởng ấn, chỉ kém một chút, có thể đem thân thể của nó đánh xuyên qua. Béo cầu không ngừng bay ngược, hoàn toàn dừng không được tới đây. Không đúng, so với thiên đạo bất hủ tới đây, tựa hồ còn kém một chút như vậy điểm. Quả cầu kim loại lỏng đem vừa rồi cái tay kia trưởng uy thế cùng vân thước tử trong cơ thể bất hủ cốt bắt đầu so sánh. Tuy rằng đồng dạng có được không cách nào hủy diệt tính chất, vạn pháp phá diệt uy thế, nhưng luôn cảm giác vừa rồi màu trắng tay, so với bất hủ cốt còn kém bên trên một đường. Sương mù, cái kia cổ quái sương mù cao độ ngưng tụ sau đó, hiện ra này bàn tay. Chẳng lẽ, vừa rồi màu trắng tay, cũng là thiên đạo tạo vật. Hơn nữa là cực độ tiếp cận với bất hủ tạo vật. Quả cầu kim loại lỏng kích động lên. Thật vất vả ngừng thân hình về sau, hắn trước tiên mở ra cánh cửa không gian, về tới tại chỗ. Nhưng lúc này, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Quả cầu kim loại lỏng quét một vòng, cuối cùng phát hiện trên mặt đất hai luồng vẫn không nhúc nhích sương mù. Là Tống Thư Hàng bị hắn chặt đứt phần eo lỗ hổng. Quả cầu kim loại lỏng trong hang ổ. Nơi đây bị phá hủy mảng lớn. Bạch Tiền Bối thân ảnh chậm rãi hiển hiện, cái mũi nhẹ nhàng hít hà. Có Thư Hàng khí tức, còn có hiện thế bên trong cả nhân loại kia bạch khí tức. Còn có béo cầu khí tức. Hi 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 hi, Bạch Tiền Bối đưa tay đè xuống đất. Đã béo cầu không tại, kia hang ổ hắn liền xin vui lòng nhận cho á. Một hơi đem đất trống cũng mang đi đi. Đoạn thời gian trước, béo cầu dụng kế đem bạch dụ hoặc đến tà liên thế giới bên trong. Sau đó dùng bản thân cao siêu vô cùng phong ấn pháp, một hơi đem bạch phong ấn đến tà liên thế giới bên trong phong ấn thuật một mực là hắn điểm mạnh, là hắn đáng giá kiêu ngạo năng lực. Bạch bị phong ấn về sau, trong khoảng thời gian này một mực không tới cửu u thế giới đánh béo cầu. Bởi vì hắn việc vui bỏ vào hiện thế. Hôm nay chủ yếu là bởi vì Tống Thư Hàng khoác hắn xương vỏ ngoài động lực bọc thép xuất hiện ở cửu u thế giới, bị hắn cảm ứng được. Vậy là tò mò hắn theo tà liên thế giới bên trong chạy ra ngoài, đi ra ngoài nhìn xem. Ngay từ đầu, quả cầu kim loại lỏng đem nơi ở của mình bố trí như sắt thùng bình thường, coi như là Bạch muốn vào tới đây, cũng rất khó khăn. Nhưng chẳng biết tại sao, Bạch đi đến quả cầu kim loại lỏng hang ổ lúc, phát hiện nơi đây phòng ngự đại trận, phòng ấn đại trận, bảo vệ tổ phù văn toàn bộ bị người phá hủy hơn phân nửa. Bạch không cần tốn nhiều sức, liền đi vào bên trong ổ. Tới đây lúc, hắn còn không biết cái này hang ổ là của người nào kiệt tác. Bất quá khi hắn vừa nhìn thấy cái này hang ổ phong cách, có thể biết rõ đây là béo cầu mồ hôi và máu kết tinh. Chỉ cần là béo cầu bảo bối, dù là chỉ là một khối phổ thông thạch đầu, Bạch cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi cái này hang ổ bố trí tương đối cho lực lượng, chuyển đến tà liên thế giới lời nói, có thể sử dụng tới đây loại rất nhiều cửu u thế giới đặc thù thực vật. Này ra. Bạch khẽ quát một tiếng. Toàn bộ béo cầu hang ổ, tính cả phía dưới đất trống đều bị vén lên. Bạch Tiền Bối nâng lên cái này to lớn vô cùng hang ổ, mở ra cánh cửa không gian, trốn vào trong đó. Nếu không phải ta là cửu u chúa tể, lớn như vậy đồ vật, muốn thông qua cổng truyền tống nhưng không dễ dàng. Bạch Tiền Bối lẩm bẩm nói. Trở lại tà liên thế giới về sau, Bạch Tiền Bối đưa tay tại béo cầu phong ấn bên trên một chút. Nguyên bản rắc rối phức tạp phong ấn, lặng lẽ mở một cái cửa nhỏ. Bạch nâng lên hang ổ, thông qua bí pháp, từ nơi này trong cửa nhỏ chen lấn đi vào. Chờ hắn trở ra, cái này cửa nhỏ lại đóng cửa lên, không có chút nào hư hại béo cầu lưu lại phong ấn. Hôm nay, mùa thu hoạch lớn nha, Bạch cảm thấy mỹ mãn. Làm Bạch đem hang ổ chuyển đi không lâu sau. Quả cầu kim loại lỏng cầm lấy hai luồng quỷ dị khói đen,
thông qua cánh cửa không gian trở về đến bản thân hang ổ vị trí. Hôm nay tuy rằng lại để cho cái kia bá tống chạy mất, bất quá nói tóm lại vẫn có thu hoạch. Chỉ cần để ta nghiên cứu ra cái này hai luồng sương mù kết cấu, để ta tiến thêm một bước phá giải bất hủ huyền bí, ta thì có nắm chắc đem vân tước tử trong cơ thể bất hủ cốt triệt để chiếm thành của mình. Quả cầu kim loại lỏng lên tiếng nói. Nếu là có thể đem cái kia khối bất hủ cốt chiếm thành của mình, coi như là hắn đối ứng cái vị kia không được, hắn cũng không cần sợ. Bằng vào bất hủ cốt tính đặc thù chất, hắn cũng có thể giống như bạch giống nhau, một mực chiếm lấy cửu u chúa tể vị trí. Kế nhiệm thiên đạo đối ứng cửu u chúa tể sinh ra thời gian, muốn đối mặt hắn cùng bạch hai cái cửu u chúa tể tiền bối. Nụ cười giả tạo bắt đầu thí nghiệm đi, quả cầu kim loại lỏng nói. Bước ra cánh cửa không gian, hắn một bước rơi vào nơi ở của mình trong phạm vi. Tại nơi ở của nó trong, thật nhiều chính hắn tự tay chế tạo nghiên cứu chuyên dụng hình pháp khí, có những thứ này pháp khí hỗ trợ, hắn nhất định có thể nhanh hơn phá giải bất tử bất diệt sương mù huyền bí. Một bước ra cánh cửa không gian thời gian, quả cầu kim loại lỏng ngây ngẩn cả người, cái này lớn hố lớn là chuyện gì xảy ra? Nơi ở của nó đây, cái kia hắn vất vả khổ cực bố trí vạn năm hang ổ đây. Không thấy, chẳng lẽ là bị cả nhân loại kia bạch phá hủy sao? Quả cầu kim loại lỏng suy đoán nói. Thời gian nghịch chuyển về sau, cả nhân loại kia bạch trạng thái biến siêu cấp quỷ dị, là hắn đem nơi ở của mình phá hư không còn. Thế nhưng, nơi ở của ta coi như là bị phá hư trống không, ít nhất cũng có thể chừa chút cặn cùng phế tích đi. Quả cầu kim loại lỏng nói. Trước mắt cái này chỉnh tề hố là chuyện gì xảy ra? Quả thực giống như là nơi ở của hắn, bị người theo dưới nền đất móc đi giống nhau. Ước chừng đã trầm mặc 10 cái hô hấp phía sau. Không có sai, là bị người móc đi. Bạch, bạch, ta muốn non chết ngươi, ta hôm nay nhất định phải non chết ngươi. Béo cầu điên cuồng gầm rú. Cửu u chúa tể giận dữ, toàn bộ cửu u thế giới đều chấn động lên. Cửu u bên trong mà đại chấn động, thiên địa hắc ám, lại có ngôi sao rơi xuống. Quả cầu kim loại lỏng trong nháy mắt xuyên thẳng qua không gian, giết tà liên thế giới cửa ra vào. Bạch, người tên khốn kiếp này, cút ra đây cho ta. Béo cầu cả giận nói. Tất cả đều là bạch sai, chỉ cần là tìm không thấy tội phạm hỗn chướng sự tình, khẳng định đều là làm không công. Bạch ngáp một cái, hướng trong lỗ tai đút tự chế mới nhất mẫu mã nút tai nhưng phân biệt tính lọc tạp âm, tự động lọc béo cầu thanh âm. Nhét lại về sau, bạch mở ra cái kia kén lớn chui vào trong đó, xinh đẹp ngủ. Tà liên thế giới ở chỗ sâu trong. Có 10 cái bạch phân thân, đang tại vội vàng nghiên cứu hai kiện bảo vật. Cái này 10 cái phân thân cũng không có sức chiến đấu, chỉ là có được bạch khổng lồ tri thức. Là bạch chuyên môn vì nghiên cứu bản thân cảm thấy hứng thú sự vật mà chế tạo ra đặc thù phân thân. Bọn hắn đang nghiên cứu đồ vật, đúng là duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản cùng ở trên bổ sung tai nạn cự quy một hệ vượt thời y không dạo bước. Cùng với mở to mắt con người tinh cầu trái tim cùng ở trên bổ sung đệ nhị thiên đạo năng lượng hạch tâm kỹ thuật. Cái này trái tim, có thể cung cấp mở to mắt con người tinh cầu như vậy thân thể cao lớn hành động. Chỉ cần nắm giữ loại này kỹ thuật, bạch số 1 chiến sủng mặt trời nhỏ người bận rộn đi số hiệu T233 có thể thật trở thành trung cực vũ khí. Lại là cái yên tĩnh hòa bình một ngày, lọc béo cầu điên cuồng hò hét thanh âm về sau, bạch tiến nhập đến mộng đẹp. Tà liên thế giới cửa ra vào. Béo cầu bình tĩnh lại. Có bản lĩnh, ngươi vẫn rụt lại đi. Ngươi so với ta sớm hơn thành đạo, ngươi ở cửu u thế giới, khẳng định cũng có hang ổ tồn tại. Ngươi rút nhà của ta, cũng đừng trách ta móc nhà của ngươi. Quả cầu kim loại lỏng tàn nhẫn lên tiếng nói. Có loại vẫn tại tà liên thế giới trong rụt lại. Dứt lời, quả cầu kim loại lỏng thả người dựng lên, hướng xa xa bỏ chạy. Muốn tìm ra bạch hang ổ, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn. Thân là cửu u chúa tể, cửu u thế giới bên trong bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, đều tại hắn ánh mắt phía dưới. Nếu như hắn ánh mắt bên trong xuất hiện mù quáng, vậy khẳng định là có ngang cấp lực lượng, che giấu khu vực này. Chỉ cần tìm kiếm những thứ này điểm mù rất nhanh có thể theo bên trong tìm ra bạch hang ổ tới đây. Tại quả cầu kim loại lỏng rời xa sau đó, một cái xấu có đặc sắc bạch hổ, nhanh chóng hướng tà liên thế giới ở chỗ sâu trong chạy tới. Chủ nhân, không tốt, cái kia béo cầu muốn đi móc nơi ở của ngươi. Con hổ xấu xí lớn tiếng kêu lên. Bạch tháo xuống nút tai, móc nơi ở của ta. Đúng vậy, chủ nhân.
Ta vừa rồi thủ vệ lúc, nghe được hắn nói như vậy. Con hổ xấu xí trả lời. Bạch xoa nhẹ bản thân thái dương. Kỳ thật nơi ở của hắn, đã sớm không còn. Thời gian quá dài rằng giặc, nhớ kỹ hẳn là có một lần, vừa tỉnh ngủ xuống giường thời gian, không cẩn thận ngã một phát liền đem nơi ở của mình tiêu diệt. Bất quá, mới tổ ngược lại là có một cái. Tại nhận đến tà liên thế giới lúc trước, hắn tại cửu u cấu trúc một cái mới tổ, về sau đã có càng bổng tà liên thế giới về sau, mới tổ đã bị hắn vứt bỏ. Bạch sờ sờ cầm suy tư. Mới tổ coi như là bị béo cầu mang đi cũng không có việc gì, dù sao hắn cũng không cần. Thế nhưng, xài cho đúng tác dụng nha. Nếu như tại mới tổ bị mang đi lúc trước, có thể hay không phế vật lợi dụng một chút. Bạch trầm tư. Bên kia, Bạch tiền bối mang theo Tống Thư Hàng, thông qua không gian thiên phú, chuyển rời đến hiện thế vị trí. Nơi đây là địa phương nào? Tống Thư Hàng hướng bốn phía nhìn lại. Bọn hắn vị trí, là mênh mông bát ngát hàn băng. Là hiện thế một chỗ, vừa rồi ta tiêu hao rất lớn, chỉ có thể ngẫu nhiên tại hiện thế lấy một cái tọa độ, truyền tống đến. Bạch tiền bối nhỏ giọng nói, tình trạng của hắn còn duy trì tại 2 tuổi trái phải mức độ, không có bình phục. Tống Thư Hàng móc ra điện thoại di động của mình, lắc lắc. Một chút tín hiệu đều không có. Không phải địa cầu, khả năng cách địa cầu rất xa. Tống Thư Hàng nói. Bất quá hô hấp phương diện không có vấn đề, nhưng không thể xác định trong không khí có độc hay không khí các loại đồ vật, cẩn thận thì tốt hơn. Bạch tiền bối lên tiếng nói, kế tiếp ta cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tại ta có thể mức độ bình phục lúc trước, chính ngươi chú ý an toàn. Bạch tiền bối không cần lo lắng, chúng ta có hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng nói, hắn có thể cảm ứng được, lần này hạch tâm thế giới không có mất nét. Chúng ta muốn không về trước hạch tâm thế giới nghỉ ngơi và hồi phục trạng thái. Bạch tiền bối gật đầu nói, đem ta đơn độc chuyển rời đến yên tĩnh địa phương, ta tốt mau chóng bình phục trạng thái. Tống Thư Hàng mở ra hạch tâm thế giới, đem bạch tiền bối một mình chuyển rời đến công đức điện bên trong. Hắn bản thân thì tiến về trước đông điện vị trí. Tống tiền bối, người rốt cuộc đã về rồi. Vũ Nhu Tử cùng A Thập Lục bọn người ở tại đông điện bên cạnh chờ Tống Thư Hàng. Trước đây không lâu, phân thân của ngươi cùng bạch tiền bối phân thân đều đột nhiên không gặp, mọi người đều rất lo lắng. Tô thị A Thập Lục đạo, dứt lời hắn ánh mắt nhìn thẳng Tống Thư Hàng thân thể. Lúc này, Thư Hàng thân thể còn là sương mù hình dáng, đại khái ngưng tụ đã thành hình người, phần eo còn hiện ra 7 màu bảo quang. Ngươi cái này trạng thái, Tô thị A Thập Lục đưa tay đâm hướng Tống Thư Hàng. Ngón tay của nàng xuyên thấu Tống Thư Hàng sương mù hình dáng thân thể. Nói như thế nào tốt đây, hiện tại thân thể của ta có lẽ ở vào đặc thù hình thức. Liền đuổi kịp trở về bên trong diệt phượng tiền bối thiên phú kỹ năng giống nhau, đầu bất quá lần này theo dịch thể trạng thái đổi thành sương mù trạng thái. Không cần lo lắng, ta cảm giác loại trạng thái này cũng không biết duy trì thời gian quá dài, rất nhanh có thể khôi phục. Tống Thư Hàng nói, diệt phượng công tử, bạch tiền bối đây, lệ chi tiên tử hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Bạch tiền bối tiêu hao rất lớn. Cần yên tĩnh địa phương bình phục trạng thái. Tống Thư Hàng đáp. Đón lấy, Tống Thư Hàng lại đối với Đại Hải Quy nói, Quy tiền bối, ta cùng bạch tiền bối trốn trở về hiện thế thời gian, không biết chuyển rời đến đâu khối trên tinh cầu. Người hỗ trợ nhìn xem, chúng ta bây giờ tọa độ ở đâu, có thể hay không thông qua không gian lực lượng trở lại địa cầu đây. Đang khi nói chuyện, đột nhiên Tống Thư Hàng cảm giác mình cùng được lưu giữ trong hạch tâm thế giới một kiện bảo vật sinh ra liên hệ. Có hay không bắt đầu dùng phục sinh thập tự giá? Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tâm tình nặng trịch, đặc biệt phức tạp. Tại sao phải bắt đầu dùng phục sinh thập tự giá loại này pháp khí? Nếu như hắn trí nhớ không có hỗn loạn lời nói, pháp khí này không phải phục sinh dùng sao? Ta, lại cúp, a, à, lại chơi thoát. Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên hiển hiện Vân Tước Tử tiên tử danh ngôn. Mỗi lần chơi thoát về sau, Vân Tước Tử tiên tử đều thản nhiên đi đối mặt. Thế nhưng Vân Tước Tử tiên tử không giống người thường, nàng có bất hủ cốt căn bản không lo lắng chết. Tống Thư Hàng mình cũng không có bất hủ cốt. Hắn ngẩng đầu ngắm trời, thật lâu không nói. Vì sao ta chết mất loại chuyện này, tự ta rồi lại một chút cũng không biết. Hắn lại cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình ta tuy rằng biến thành sương mù hình dáng, nhưng ta không phải là còn đang sống thật tốt sao. Vì vậy thời điểm này, ta có lẽ quyết đoán lựa chọn không đi. Dù sao ta còn sống.
còn sống lời nói, cũng không có lẽ lãng phí phục sinh thập tự giá. Vì vậy lựa chọn không đi. Thế nhưng, cái này không chữ, Tống Thư Hàng làm sao cũng gọi là không ra lời. Ngộ nhỡ, hắn hiện tại thật đã cúp đây. Phục sinh thập tự giá nhất định là cảm ứng được hắn tử vong trạng thái cho nên sẽ kích hoạt. Nếu như bác bỏ sử dụng phục sinh thập tự giá tuyển hạng, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tiếp đó, hắn liền thật đã chết rồi, không cách nào nữa sống lại. Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng cảm giác mình tâm tính thiện lương mệt mỏi. Tam lãng tiền bối đã từng nói qua, tìm đường chết người vận khí sẽ không quá kém, nhưng hắn cái này tính là cái gì? Làm sao lại chết? Vận khí của hắn đây, bị đậu đậu ăn hết sao? Sự tình liên quan cái mạng nhỏ của hắn, vì vậy. Muốn dùng mất phục sinh thập tự giá sao? Đáng hận, ta phục sinh thập tự giá vừa mới mua đến A, cũng còn không có ấm tay A. Tống Thư Hàng đau lòng đến không cách nào hô hấp. Hơn nữa, khoảng cách hắn lần trước phục sinh mới qua bao lâu thời gian? Lần trước tử vong là chế tạo bản mệnh pháp khí nghịch kình vũ sĩ quyền sáo lúc đi, dịch thể thân thể đột nhiên nói chết thì chết, dung nhập vào bản mệnh pháp khí bên trong, dùng tính mạng luyện khí, không có vị nào tu sĩ bản mệnh pháp khí giống như hắn dạng này xa xỉ. Ngươi làm sao vậy? Quy Tiền Bối nghi hoặc lên tiếng hỏi. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Tống Thư Hàng nói. Quy Tiền Bối, ngươi cảm thấy ta bây giờ là còn sống, còn là chết? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ngươi ở hỏi cái gì triết học vấn đề? Quy Tiền Bối hỏi ngược lại. Không, ta chỉ là đơn thuần muốn biết ta bây giờ trạng thái, đến cùng sống hay chết. Tống Thư Hàng cười khổ nói, vừa rồi ta món đó phục sinh pháp khí tại nhắc nhở ta, hỏi ta có muốn hay không kích hoạt hắn. Quy Tiền Bối, Tống Thư Hàng oa nhi này, rốt cuộc muốn nói như thế nào tốt đây? Có đôi khi cảm giác oa nhi này vận khí rất không sai. Nhưng có đôi khi lại cảm thấy oa nhi này có chút yếu. Hắn cùng Tống Thư Hàng nhận thức phía sau không bao lâu, Tống Thư Hàng cũng đã dùng xong hai cái phục sinh pháp khí. Nếu như hiện tại muốn dùng lời nói, đó chính là cái thứ ba. Phục sinh đạo cụ dùng như vậy nhiều lần tu sĩ, hắn còn là lần đầu tiên gặp qua. Quy Tiền Bối thở dài, đánh giá cẩn thận lên Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lúc này sương mù trạng thái, rất là quái dị. Nói chết đi, hắn lại vui vẻ. Nói sinh đi, hắn lại hầu như không có còn sống đặc thù. Đặc biệt là bảy màu bảo quang phần eo, đều khiến người có loại không khỏe cảm giác. Quy Tiền Bối trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác định. Ta không cách nào xác định ngươi bây giờ khắp nơi là chuyện gì xảy ra. Quy Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu ngắm trời. Lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên gặp Tống Thư Hàng biểu lộ không đúng, đều tụ tới. Thư Hàng, ngươi như thế nào biến thành loại trạng thái này? Lúc này, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm ôn nhu tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Tự ta cũng không quá xác định. Bất quá có lẽ cùng Bạch Tiền Bối có quan hệ. Tống Thư Hàng trả lời. Cái kia đến hỏi Bạch Đạo Hữu. Hoàng Sơn Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối ở vào trạng thái tu luyện, tạm thời chưa có hồi phục. Hắn tại hỏi Quy Tiền Bối cái này vấn đề thời gian, trước hết thử liên hệ Bạch Tiền Bối, nhưng Bạch Tiền Bối không có trả lời. Tống Tiền Bối, ngươi là muốn xác định bản thân sống hay chết lời nói. Không bằng tìm đồng quái Tiền Bối. Tiếp đó lại để cho đồng quái Tiền Bối vì ngươi tính một quẻ, tính toán toán sinh tử. Vũ Nhu Tử đề nghị. Ý kiến hay, Bắc Hà Tán Nhân gật đầu nói. Không hỏi qua đề tài là, tính hắc quẻ hiện tại ở đâu. Cuồng Đao Tam Lãng nói, nghe nói hắn sẽ đến tham gia lần này thực tiên yến, nhưng là chính bản thân hắn không lên tiếng lời nói, ai cũng không biết hắn biến thành cái gì bộ dáng. Hơn nữa nói không chừng hắn lại bị vị kia đại tiền bối bắt được trên đảo sinh con. Lệ Chi Tiên Tử nói, Tô Thị A Thập Lục đi vào Tống Thư Hàng bên người, nhẹ nhàng bắt lấy tay của hắn, chỉ cần cẩn thận một ít, cầm chặt lúc khí lực ít một chút, tay của Tống Thư Hàng cũng sẽ không thả thành sương mù. Dùng xong đi, Tô Thị A Thập Lục chân thành nói, nhiều nhất, lại biến một cái Tống Thư Hàng đi ra. Kỳ thật ta lo lắng hơn chính là, phục sinh đến một nửa thời gian, xuất hiện dị biến. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị nhưng Thập Lục suy nghĩ một chút về sau. Truyền âm nhập mật nói, cái kia. Ngươi còn có thể sử dụng cái kia giám định bí thuật sao? Cái kia bí thuật có thể đối với lấy chính ngươi sử dụng sao? Nàng biết rõ Tống Thư Hàng có một cái giám định bí pháp, mỗi lần sử dụng thời gian thật lớn phun máu làm đại giới.
Việc này, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu đại bộ phận cũng đã biết rõ. Bất quá ở đây không chỉ có là Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, vì vậy Tô Thị A Thập Lục dùng truyền âm nhập mật phương thức nhắc nhở. Ta làm sao đem cái này quên mất, Tống Thư Hàng nói. Có thể dùng sao, chúng ta đây vì ngươi hộ pháp, Tô Thị A Thập Lục nói. Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại trên người của mình, thúc giục giám định bí pháp hiệu quả. Giám định bí pháp thành công kích hoạt. Sau một khắc, Tống Thư Hàng trên người có đại lượng sương mù bị phun ra đi. Bất quá, cùng lúc ấy bên trong Diệt Phượng công tử thiên phú bí pháp phía sau giống nhau, những thứ này sương mù phun ra về phía sau, lại rất mau trở về Tống Thư Hàng thân thể. Nguyên tố hóa thân thể, liền là điểm này đặc biệt bổng, miễn dịch giám định bí pháp phun máu thương tổn. Ta cũng cần biết rõ ta mình bây giờ trạng thái sống hay chết. Giám định bí pháp phù văn trở về Tống Thư Hàng đồng tử, giám định kết quả hiển hiện trong đầu của hắn. Tống Thư Hàng, nam nhân, ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Thánh hào bá Tống, ma hiệu bá Nho. Trước mắt trạng thái không sống không chết, giả bất hủ trạng thái. Còn thừa thời gian là 56 phút 12 giây. Giả bất hủ trạng thái, không sống không chết, Tống Thư Hàng ước chừng có thể hiểu được, mình bây giờ không sống không chết tình cảnh, liền là giả bất hủ trạng thái mang đến ảnh hưởng. Nói cách khác, làm giả bất hủ trạng thái sau khi kết thúc, là hắn có thể bình phục nguyên trạng. Nếu như thời điểm này, hắn sử dụng phục sinh thập tự giá về sau, phục sinh phía sau thân thể có thể hay không bởi vì giả bất hủ trạng thái mà biến dị. Bất quá, loại chuyện này quá tìm đường chết, ngẫm lại liền tốt. Quyết định rồi, chối bỏ phục sinh đi. Đang lúc Tống Thư Hàng quyết định cự tuyệt phục sinh thập tự giá kích hoạt thời gian, một thanh âm trực tiếp truyền tới trong đầu của hắn. Này, Thư Hàng tại tuyến sao? Ta cảm giác được khí tức của ngươi lại trở về hạch tâm thế giới. Là Bạch Tiền Bối thanh âm. Vừa trở về đến hạch tâm thế giới, thiếu chút nữa đã bị béo cầu cho đánh chết rồi, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Tống Thư Hàng lập tức trả lời nói. Bạch Tiền Bối nói, ta cảm ứng được ngươi cùng béo cầu hơi thở. Yên tâm, ta báo thù cho ngươi, ta đem béo cầu hang ổ cho dọn đi rồi, hắn hiện tại đang tức giận giơ chân đây. Tống Thư Hàng, đột nhiên cảm giác tâm càng mệt mỏi. Đúng rồi, ta tìm ngươi có việc, ta nhớ được ngươi hạch tâm thế giới bên trong có rất nhiều thiên kiếp đạn hạt nhân các loại đồ vật đúng không? Bạch Tiền Bối đạo thiên kiếp đạn hạt nhân loại vật này. Tại cửu u thế giới muốn nổ tung lên lời nói, bởi vì thuộc tính khắc chế nhân tố, uy lực sẽ tăng cường đến một loại trình độ khủng bố. Hắn chuẩn bị đưa điểm thiên kiếp đạn hạt nhân cho béo cầu làm lễ vật, tốt nhất lại thêm điểm tố chất, lại để cho thiên kiếp đạn hạt nhân uy lực lại tăng cường một ít. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, lại trả lời, thế nhưng, thiên kiếp này đạn hạt nhân là ta tại hiện thế Bạch Tiền Bối ký thác vào ta đây. Quyền sở hữu không thuộc về ta. Ta cùng hắn đều là người Bạch Tiền Bối, thời điểm này cũng không cần chia lẫn nhau nha. Người đem cùng cái loại hình thiên kiếp đạn hạt nhân cho ta tới đây một đống, cùng lắm thì đến lúc đó, ta lại để cho cái khác Bạch đến ta trong bảo khố đi chọn lựa đồng giá đồ vật. Ta trong bảo khố đồ vật, thế nhưng là ngàn vạn năm phái bắt được đồ vật, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn thất vọng. Ồ, Bạch Tiền Bối nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên Bạch Tiền Bối thanh âm dừng lại. Người trạng thái. Là chuyện gì xảy ra? Rất cổ quái a, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, trả lời, đây là giả bất hủ trạng thái, không sống không chết. Hắn lý do, cùng hiện thế Bạch Tiền Bối có quan hệ. Thì ra là thế, khó trách cảm giác thứ này chế tác phong cách cùng ta có chút tương tự. Để ta xem thật kỹ nhìn, Bạch Tiền Bối tới đây hứng thú. Một lát sau, Bạch Tiền Bối nói, ngươi phục sinh pháp khí, ở vào đợi kích hoạt trạng thái. Có thể là bởi vì ta hiện tại không sống không chết trạng thái nguyên nhân, bất quá không quan hệ, trên người ta giả bất hủ trạng thái rất nhanh muốn kết thúc. Tống Thư Hàng nói, muốn kết thúc, vậy ngươi còn đang ở chờ cái gì, còn không phục sinh? Bạch Tiền Bối lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng, ta còn không chết đây, Bạch Tiền Bối. Ngây thơ, trên người của ngươi giả bất hủ trạng thái, như thế nào đùa giỡn? Đây chính là mô phỏng thiên đạo tư thái. Loại trạng thái này. Mỗi một phút mỗi một giây muốn tiêu hao năng lượng, cực lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Nếu như ta đoán không sai, hắn một mực ở tiêu hao chính là tính mạng của ngươi lực lượng. Trạng thái chấm dứt trong nháy mắt, chính là ngươi chết lúc. Bạch Tiền Bối nhắc nhở nói. Tống Thư Hàng sững sờ, nghiêm trọng như vậy. Ngươi trước phục sinh,
ta ở một bên thay ngươi hộ pháp, nếu như trên đường ra ngoài ý muốn, ta cũng tốt ra tay giúp ngươi. Bạch tiền bối chân thành nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, nhẹ gật đầu. Kích hoạt, hắn trầm giọng nói. Phục sinh thập tự giá bị bắt đầu dùng. Sau một khắc, tại Tống Thư Hàng sau lưng có ôn nhu thánh quang hiển hiện, một cái to lớn thập tự giá hình chiếu hiện hình. Thánh quang ôn nhu chiếu vào Tống Thư Hàng trên thân, đưa hắn trên thân đen kịt sương mù đều độ bên trên đã thành kim sắc. Lúc này Tống Thư Hàng nhìn qua phảng phất như là thánh nhân tái thế, tắm rửa tại thánh quang phía dưới. Sách, thánh quang mùi thối. Ồ, chờ, ta giống như nhìn lầm rồi. Cái này giả bất hủ trạng thái tiêu hao, vậy mà không phải lực lượng của ngươi. Bạch tiền bối đột nhiên lại nói. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối, ngươi dạng này sẽ mất đi ta. Phục sinh thập tự giá công năng đã toàn bộ triển khai, đã dừng lại không được. Coi như là cưỡng ép đem hắn đình chỉ, cái này phục sinh pháp khí cũng phế bỏ. Vừa nghĩ tới bản thân thật vất vả lấy được phục sinh thập tự giá, còn không có ấm tay liền lại không còn, Tống Thư Hàng tâm tính thiện lương mệt mỏi, bạch tiền bối, nói thật, ngươi có phải hay không cố ý? Bằng ngài nhãn lực, còn sẽ nhìn lầm, làm sao có thể, ta thế nhưng là cửu u chúa tể, làm sao sẽ cố ý gài ngươi? Ngươi muốn tin tưởng ta, ta cũng không nghĩ tới, một mực duy trì lấy ngươi giả bất hủ trạng thái, vậy mà sẽ một người khác hoàn toàn. Cái này đại giới rất trầm trọng a, bạch tiền bối nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng phục sinh quá trình đã tiến nhập giai đoạn sau cùng. Thánh quang hóa thành hỏa diễm, đem Tống Thư Hàng đoàn đoàn bao vây. Lại có thần thánh âm nhạc ở bên cạnh hắn vang lên. Thánh quang hệ phục sinh đạo cụ, đặc biệt chú ý cổ động. Hoàng Sơn tiền bối đưa tay vung lên, trên người hắn đạo bào bay lên, to lớn hóa, đem Tống Thư Hàng bao phủ trong đó, tránh cho Tống Thư Hàng phục sinh quá trình bị quấy nhiễu. Tô Thị A Thập Lục lui ra phía sau một bước, cùng mọi người cùng nhau cùng đợi Tống Thư Hàng phục sinh chấm dứt. Theo thánh quang hỏa diễm tiêu tán, Tống Thư Hàng phục sinh quá trình tiến nhập khâu cuối cùng. Trên người hắn quần áo, điện thoại, túi tiền, pháp khí lại rớt trên đất. Ngay sau đó, sương mù hình dáng thân thể trọng tân bình phục, hóa thành nhục thân. Cùng tu chân hệ mệnh phù trực tiếp một lần nữa chúc nhục thân hiệu quả khác nhau, phục sinh thập tự giá thì là tại thúc chủ vốn có nhục thân tiến tới đi quá trình sống lại. Bị giả bất hủ thuộc tính ảnh hưởng, phục sinh phía sau Tống Thư Hàng nhục thân cường độ gấp bội tăng cường. Cụ thể theo thánh viên long lực thần công cũng có thể thấy được. Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động thời gian, một lớn 20 nhỏ. Tổng cộng 21 đầu viễn cổ thánh viên hư ảnh hiển hiện. Lần này, thánh viên nhóm xếp đặt phương thức lại sản sinh biến hóa. Chúng nó lần này xếp thành hình chữ người, gen. Phía trước nhất là bạch tiền bối đưa tặng thể tích đặc biệt lớn thánh viên. Đằng sau 20 đầu nhỏ thánh viên chia làm hai nhóm, xếp hạng đại thánh viên sau lưng. Mỗi đầu thánh viên trong tay bưng lấy nho ra thánh điển. Hiện thân về sau. Chúng nó mà bắt đầu cao giọng ngâm tụng lên kinh bên trên nội dung, vì chủ nhân tân sinh dâng lên chúc mừng. Tống Thư Hàng xoay người, nhặt lên quần áo một lần nữa mặc vào, lại đem điện thoại, túi tiền, pháp khí móc ra, một lần nữa đeo lên. Sau đó, hắn tinh thần lực vận hành, bắt đầu kiểm tra đo lường lên bản thân trạng thái tới đây. Tiêu hao một mai phục sinh thập tự giá nếu như chỉ là thân thể cường độ tăng lên gấp đôi, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Tăng cường thân thể phương pháp có rất nhiều, tỉ như hắn hiện tại trong tay còn có vài chi long ma dược tề hắn còn không có sinh ra dược kháng, còn có phục dụng mấy lần. Tấn chức ngũ phẩm về sau, còn có thích hợp ngũ phẩm linh hoàng thuốc tắm. Những thủ đoạn này, đều so với một mai phục sinh thập tự giá muốn tiện nghi rất nhiều. Tống Thư Hàng tiến nhập nội thị trạng thái về sau, trước tiên đem lực chú ý tập trung đến bản thân phần eo vị trí. Tại phục sinh lúc trước. Phần eo của hắn thế nhưng là dùng cái kia cự kình yêu đan hóa thành thận khí, đánh cho cái miếng vá. Không biết phục sinh về sau, eo của mình khôi phục không có. Tống Thư Hàng luôn cảm giác cái thế giới này đối với eo của mình có mang thật sâu ác ý, mỗi lần bị thương đều là eo của hắn. Kiểm tra đo lường xong phần eo về sau, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, thận bình phục như lúc ban đầu. Cũng đúng, dù sao cũng là toàn diện phục sinh. Hắn nói khẽ, chờ, đá eo của hắn bình phục như lúc ban đầu, cự kình yêu đan biến thành cái kia bộ phận đây. Đây chính là một mai quý giá yêu đan, chớ cùng hắn nói, theo phục sinh phía sau biến mất không thấy gì nữa.
như vậy liền quá lỗ vốn. Cự kình yêu đan rất đáng tiền, hơn nữa còn là quý giá có được thận long lực lượng yêu đan a. Đan điền, lúc này, Bạch Tiền Bối nhắc nhở. Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động, liền tranh thủ ý thức chuyển rời đến bổn mạng của mình trong đan điền. Tiếp đó, hắn nhìn đến nhà mình phì kình kim đan, lại dài mập. Đặc biệt là bụng của nó, lại biến tròn trịa. Tống Thư Hàng, cái này ngu xuẩn đan, mang thai đến nghiện sao? Nó là không phải quên mất bản thân căn bản không biết sinh sự tình. Bạch Tiền Bối, ta lúc trước bảy màu thận, tiến nhập đến bản mệnh kình đan bên trong đi. Tống Thư Hàng thở dài, lên tiếng hỏi. Bạch Tiền Bối đáp, đúng vậy, chỉ sợ là phục sinh lúc, theo phục sinh thập tự giá phán định, đem yêu đan cũng chuyển rời đến đan điền của ngươi trong. Đã như vậy lời nói. Tiên tử, đến ngươi xuất mã thời điểm, Tống Thư Hàng trong đầu kêu. Tuy rằng miệng lưỡi phát không ra lời hứa cùng chờ đợi tiên tử tên viễn cổ phát âm, nhưng trong đầu Tống Thư Hàng đã có thể nghĩ ra cái này phát âm tới đây. Công đức xà Mỹ nhân hiện thân, nàng nghiêng đầu nhìn qua Tống Thư Hàng. Sau đó, nàng đột nhiên nhãn tình sáng lên. Ngoại trừ giả chết bên ngoài, nàng phát hiện bản thân cái khác sẽ không bị tạo hóa tiên tử bắt chước kỹ năng tuốt cá voi. Nàng là Tống Thư Hàng công đức ánh sáng, coi như là tiếp xúc Tống Thư Hàng bản mệnh kim đan, cũng sẽ không bị bài xích. Mà tạo hóa tiên tử trung quy là người từ ngoài đến nàng nếu như tiếp xúc Tống Thư Hàng bản mệnh kim đan, cũng sẽ bị bắn ra. Công đức xà Mỹ nhân bàn tay nhỏ bé thuần thục bắt lấy phì kình kim đan, tay trái nắm lấy cái đuôi của nó. Phì kình kim đan lập tức dốc sức liều mạng giằng co. Thế nhưng, hắn thì như thế nào dẫy dụa qua công đức xà Mỹ nhân? Công đức xà Mỹ nhân tay phải dồn chặt phì kình kim đan phần bụng, dùng sức đi lên chen lấn đi. Một lát sau, phì kình kim đan tuyệt vọng phun ra một viên nho nhỏ bảy màu bảo đan. Công đức xà Mỹ nhân lùi về hai tay. Phì kình kim đan sinh không thể luyến. Nho nhỏ bảy màu bảo đan cùng kim đan hoàn toàn bất đồng, hắn có lẽ còn là thuộc về yêu đan hàng ngũ. Mặt khác, cái này bảy màu yêu đan bên trên, không có long văn. Cùng ca ca của nó tiểu kim đan giống nhau, bảy màu yêu đan bị sinh sau khi xuống tới, vây quanh phì kình kim đan chuyển động, một vòng lại một vòng chuyển động, giống như là địa cầu vây quanh mặt trời. Sinh không thể luyến phì kình kim đan thật vất vả mới từ tuốt cá voi trong âm ảnh hòa hoãn đến, tại cảm ứng được không ngừng chuyển động bảy màu yêu đan về sau, hắn một đuôi quăng đi qua. Ba bảy màu yêu đan bị nện bay ra ngoài, cùng ca ca của nó tiểu kim đan giống nhau, dọc theo Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền đường nhỏ, ngược dòng mà bên trên. Hắn vốn là tiến nhập đến thứ hai đan điền long vĩ đan điền bên trong. Thế nhưng nơi đây đã có tiểu kim đan chiếm cứ. Tiểu kim đan đã hoàn thành kim đan cấu đồ chỉ kém cuối cùng vẽ rồng điểm mắt một bút. Lực lượng của nó, tràn đầy toàn bộ long vĩ đan điền, nơi đây đã không có bảy màu yêu đan chỗ dung thân. Bảy màu yêu đan chiếm chậm một chút về sau, tiếp tục ngược dòng mà bên trên, tiến nhập đệ tam đan điền long chảo đan điền bên trong. Tiếp đó, hắn ngay ở chỗ này đóng trại. Bảy màu thận khí cùng yêu lực theo yêu đan bên trên phóng xuất ra, lại sẽ bị long chảo đan điền chuyển hóa làm linh lực. Bổ sung đến Tống Thư Hàng năng lượng thể hệ bên trong. Bản mệnh kình đan cộng tiểu kim đan cộng bảy màu yêu đan. Tống Thư Hàng đã theo hai hạt nhân thành công thăng cấp làm ba hạt nhân. Ba là một cái rất ổn định con số, có tính ổn định. Đệ tam hạt nhân hình thành về sau, Tống Thư Hàng cảm giác mình đối với trong cơ thể linh lực khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, coi như là đem thể chất, võ kỹ, công đức ánh sáng, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí A, diệp tư A, xích tiêu kiếm A các loại ném một bên. Chỉ từ linh lực hùng hậu mức độ tới đây giảng, ba hạt nhân Tống Thư Hàng, đã song bạo cùng cảnh giới tu sĩ. Chờ hắn thích ứng ngũ phẩm cảnh giới kim đan, lại thoáng bổ sung một chút bản thân kỹ năng, coi như là chỉ dùng bản thân ba hạt nhân mang đến lực lượng, đều có thể triển đè đồng cấp tu sĩ. Tô thị A thất lúc trước mạnh nhất ngũ phẩm linh hoàng danh xưng, để cho Tống Thư Hàng tới đây kế thừa. Mạnh nhất ngũ phẩm linh hoàng, đại biểu chính là chiến lực cường hãn. Từng đã là Tô Thị A thất là hoàn toàn xứng đáng nhân vật đại biểu, cùng cảnh giới xuống, hắn vô địch. Bất quá bây giờ, A thất tấn chức lục phẩm. Trước kia, Cửu Châu nhất hào quần đạo hữu đều cảm giác, kế tiếp mạnh nhất ngũ phẩm danh xưng, sẽ từ cuồng đao Tam Lãng kế thừa. Hiện tại, Tam Lãng không biết còn có cơ hội hay không kế thừa cái này danh xưng. Tam Lãng hiện tại cũng đã hoàn thành kim đan cấu đồ.
chỉ kém cuối cùng vẽ rồng điểm mắt một khoản. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Yêu đan phương diện, cuối cùng không có lỗ vốn. Tống Thư Hàng ngâm nga phẩm khí. Bảy màu thận không còn, bất quá hoa mắt khối bảy màu yêu đan, ít nhất không có đem cự kình yêu đan cho lãng phí hết. Hơn nữa cái này yêu đan cũng có rất nhiều địa phương đáng giá hắn đi khai phá. Bảy màu yêu đan có thể tỏa ra thận khí. Chỉ cần kết hợp thận khí lời nói, Tống Thư Hàng huyễn thuật năng lực có thể nhập môn. Hắn còn nhớ rõ trên người mình có hai quyển pháp thuật, một quyển là thiên sư chính pháp lôi pháp thiên, một quyển khác là huyễn thuật trận pháp bố trí tường giải. Huyễn thuật tại tu sĩ trong sinh hoạt, tác dụng thật lớn. Trước kia nếu không có Vũ Nhu Tử mượn hắn huyễn hình châm ngực lời nói, Tống Thư Hàng trong sinh hoạt có rất nhiều chuyện đều biến khó giải quyết. Tống Thư Hàng vẫn muốn đem bản thân huyễn thuật kỹ năng tăng lên, nhưng khổ nỗi không có cơ hội. Hiện tại, đã có thận khí loại bảo vật này, hắn tu luyện lên huyễn thuật tới đây, sẽ như cá gặp nước. Nếu như tu luyện tới cực hạn về sau, nói không chừng còn có thể theo bạch tiền bối chỗ đó học được thận long huyễn thuật thế giới. Dù sao hắn hiện tại cũng có thận long thận. Trừ điều đó ra, Tống Thư Hàng lại từ trên xuống dưới kiểm tra đo lường một lần thân thể của mình, không có khác dị biến. Tổng thể mà nói, giống như vẫn có chút thua thiệt. Phục sinh thập tự giá cộng cự kình yêu đan, đổi lấy thể chất củng cố cùng đệ tam hạt nhân, Tống Thư Hàng trong lòng luôn cảm giác có chút lỗ vốn. Thua thiệt, không tồn tại, bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng một mặt nghi hoặc. Cẩn thận cảm ứng người đệ tam hạt nhân yêu đan, ngoại trừ thận khí cùng yêu lực bên ngoài, hắn còn bổ sung một cái thiên phú. Ngươi thử đem hắn kích hoạt nhìn xem, bạch tiền bối nói. Thiên phú, Tống Thư Hàng đem ý thức một lần nữa chìm vào đệ tam đan điền, quan sát bảy màu yêu đan. Còn là có. Bảy màu yêu đan ở chỗ sâu trong ẩn chứa một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng, giống như vận mệnh, lại như thời gian, vừa giống như số mệnh. Tống Thư Hàng cảm ứng được lực lượng này đồng thời, cái kia lực lượng liền chủ động kích hoạt. Ba Tống Thư Hàng thân thể muốn nổ tung lên, hóa thành một đoàn sương mù. Cùng với phục sinh phía trước giống nhau, hóa thành sương mù thân thể. Liền bảy màu thận đều trở về, phần eo tản ra bảy màu bảo quang. Giả bất hủ trạng thái, Tống Thư Hàng nói. Cực hạn yếu hóa bản, bạch tiền bối nhắc nhở nói. Nếu bình thường giả bất hủ trạng thái trong nháy mắt có thể đem Tống Thư Hàng rút thành người khô. Tại Tống Thư Hàng chuyển hóa làm giả bất hủ trạng thái cực hạn yếu hóa bản lúc, hạch tâm thế giới công đức mở ra bên trong, đang bình phục năng lượng bạch tiền bối sau lưng, cái kia một cầm tinh hà chợt bộc phát ra tới đây. Tinh hà phóng lên trời, phủ kín hạch tâm thế giới, bên trên không gặp khởi nguyên, phía dưới không gặp điểm cuối. Trong hạch tâm thế giới người, ngẩng đầu nhìn qua tinh hà, chỉ cảm thấy có vô cùng nặng nề áp lực đặt ở trong lòng. Tống Thư Hàng hôm nay hạch tâm thế giới, sáp nhập vào rất nhiều viễn cổ thiên đình mảnh vỡ cùng thăng cấp mấy lần, diện tích đã phi thường to lớn. Nhưng ở này tinh hà bao phủ phía dưới, hạch tâm thế giới liền lộ ra nhỏ bé. Phàm là thấy tinh hà người, tất cả đều trong lòng rung động, hô hấp có chút khó khăn. Đây là cái gì? Hoàng Sơn tiền bối nhíu mày. Hắn hôm nay đã là thất phẩm tôn giả cảnh giới, nhưng nhìn chằm chằm vào đạo này tinh hà nhìn một lát sau, chỉ cảm thấy con mắt căng đau, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Cái này trong tinh hà, chẳng lẽ ẩn chứa đại đạo pháp tắc? Con mắt muốn chảy máu. Lệ Chi tiên tử nhào nặn ánh mắt của mình, cười khổ nói. Nàng là lục phẩm chân quân cảnh giới, con mắt bị thương tổn càng lớn. Diệt Phượng công tử, các ngươi đều tính tốt rồi, ánh mắt ta hiện tại một mảnh trắng xóa. Cảm giác mù giống nhau. Diệt Phượng công tử bây giờ là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Nguyên lai Diệt Phượng ngươi thấy được cũng là trắng xóa một mảnh, đã mù mất nữa a. Ta còn cho là ta là ngoại lệ. Vì trang bức, ta còn một mực bảo trì ngửa đầu nhìn qua tinh hà tư thế, sợ bị các ngươi nhìn ra ta đã mù. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Diệt Phượng công tử, Lệ Chi tiên tử, Hoàng Sơn tiền bối, Tam Lãng làm vô cùng tốt. Lúc này, Thất Tu Thánh Quân đột nhiên tán dương. Ha ha, Bắc Hà tán nhân một mặt không dám tin, Thất Tu tiền bối vậy mà đang khích lệ Tam Lãng. Thất Tu tiền bối liền tâm cũng mù, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu khác, cũng đều cùng Bắc Hà tán nhân giống nhau, hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Các ngươi, không muốn chuyển ánh mắt, dù là con mắt bạo chết, cũng muốn nhìn chằm chằm vào tinh hà,
đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Bỏ lỡ, nói không chừng cả đời cũng gặp không được. Thất Tu Thánh Quân trầm giọng nói. Lấy hắn bát phẩm huyền thánh cảnh giới, nhìn chằm chằm vào tinh hà nhìn lên, cũng cảm giác hai mắt trận trận không khỏe. Thế nhưng so sánh với thu hoạch, hai mắt đau đớn lại tính là cái gì? Bát phẩm huyền thánh cảnh giới thời gian, vô luận là đâu một hệ tu luyện giả, cũng bắt đầu tiếp xúc trong thiên địa pháp tắc. Cũng đang bởi vì bát phẩm mới có tư cách tiếp xúc pháp tắc, vì vậy cảnh giới này mới có thể được tôn là thánh. Tiếp xúc pháp tắc, thích ứng pháp tắc, dung nhập pháp tắc. Đây là huyền thánh nhóm tấn chức kiếp tiên cơ hội. Thất Tu Thánh Quân vừa mới bước vào bát phẩm huyền thánh cảnh giới không lâu, hắn hiện tại khoảng cách tiếp xúc pháp tắc cảnh giới còn có rất xa. Bình thường mà nói, tân tấn huyền thánh sẽ dùng hơn 100 năm thời gian ngao luyện, sau đó mới có cơ hội tiếp xúc pháp tắc. Hay hoặc là, có kỳ ngộ, có thể theo một ít viễn cổ bí cảnh, thiên địa dị tượng bên trong, trước giờ tiếp xúc đến hiện hóa pháp tắc. Mà bây giờ, cái này treo ở hạch tâm thế giới tinh hà bên trong, liền ẩn chứa hiện hóa pháp tắc. Những thứ này hiện hóa pháp tắc tại trong tinh hà chìm nổi, Thất Tu Thánh Quân tinh, khí, thần tập trung ngưng mắt nhìn, cũng chỉ có thể tiếp xúc đến một ít hiện hóa pháp tắc mảnh vỡ. Ngay cả như vậy, Thất Tu Thánh Quân đã được lợi to lớn. Mỗi nhìn nhiều liếc, có thể giảm bớt hắn một đoạn thời gian rất dài ngao luyện. Vì vậy, cho dù là trong mắt bạo chết đều không sao cả. Đối với bát phẩm huyền thánh mà nói, trong mắt loại vật này, chỉ cần không phải có chứa đặc thù huyết mạch con mắt, dù là bạo chết, móc đi ra ngoài ném đi liền tốt. Qua một thời gian ngắn, có thể một lần nữa dài ra. Coi như là bát phẩm trở xuống tu sĩ, nhìn chằm chằm vào cái này tinh hà nhìn, cũng có to lớn diệu dụng. Hiện hóa pháp tắc, sau khi xem, liền sẽ không quên. Bát phẩm trở xuống tu sĩ, tạm thời xem không hiểu, nhưng hiện hóa pháp tắc sẽ trong lòng bọn họ lưu lại hạt giống, tại hằng ngày trong khi tu luyện diệu dụng vô cùng. Hơn nữa chờ bọn hắn tấn chức huyền thánh về sau, hạt giống này liền sẽ kích hoạt đi ra. Vì vậy, đồng dạng, dù là con mắt bạo chết cũng không sao cả. Cùng lắm thì móc đi ra ngoài, đổi trở lại mới. Hơn nữa, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đạo hữu, rất nhiều đều nắm giữ Trình Lâm Tự Dũ Pháp. Coi như là không có nắm giữ, cũng có thể mời Bạch Tiền Bối dẫn bọn hắn đi Trình Lâm Di Phủ bên trong đi tìm hiểu. Tìm hiểu Trình Lâm Tự Dũ Pháp về sau, tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, có thể lại để cho con mắt một lần nữa dài trở lại. Cho dù là mù mất, cho dù là con mắt bạo chết đều không sao cả. Nhìn chằm chằm vào tinh hà, đến các ngươi triệt để nhìn không tới bất kỳ vật gì mới thôi. Thất Tu Thánh Quân trầm giọng nói. Tô Thị A Thập Lục xoa nhẹ kịch liệt đau nhức hai mắt, quay đầu ngắm nhìn còn bị Hoàng Sơn Tiền Bối đạo bào che giấu Tống Thư Hàng. Thư Hàng còn chưa có đi ra, hắn chẳng phải là muốn bỏ qua lần này cơ duyên. Không cần vì Tống Thư Hàng lo lắng, ngẩng đầu đi xem đỉnh đầu tinh hà, không muốn bỏ qua lần này cơ duyên. Ngươi muốn không bị Tống Thư Hàng tiếp tục kéo ra khoảng cách, liền tuyệt đối không thể bỏ qua lần này cơ duyên. Bạch Long tỷ tỷ thanh âm tại Tô Thị A Thập Lục vang lên bên tai. Đồng thời, Bạch Long tỷ tỷ thân hình tản ra, hóa thành một phiến màu trắng cùng loại công đức ánh sáng tồn tại. Tại đây phiến bạch sắc quang mang bên trong, có một đôi xinh đẹp bàn tay trắng nõn duỗi ra, ngăn tại A Thập Lục trước mắt. Đôi tay này là trong suốt màu sắc. Tô Thị A Thập Lục xuyên thấu qua đôi tay này, tiếp tục xem đỉnh đầu tinh hà thời gian, con mắt cũng không lại đau nhức. Nàng nhìn qua sáng lạn tinh hà, thấy được một mảnh dài hẹp hiện hóa ra tới thiên địa pháp tắc. Trong tinh hà mỗi một chút tinh quang, đều là một cái hiện hóa pháp tắc. Có mấy ngàn loại hình thái hỏa diễm, lại màu sắc khác nhau huyền băng, có uy nghiêm lôi đình, còn có rất nhiều Tô Thị A Thập Lục căn bản nhận không ra vật chất. Tuyển chọn phù hợp ngươi thuộc tính lôi điện pháp tắc quan sát, đem hình dạng của bọn nó ghi tạc trong lòng. Tinh thần lực có còn lại lời nói, có thể lựa chọn một loại thủy tính pháp tắc cân nhắc. Bạch Long tỷ tỷ lần nữa nhắc nhở. Tô Thị A Thập Lục trong cơ thể long tộc huyết mạch sau khi thức tỉnh, nàng thuộc tính hiện tại là lôi cùng nước. Lấy lôi làm chủ, lấy nước làm phụ. Ta hiểu được, Tô Thị A Thập Lục đáp lại nói. Tại Tô Thị A Thập Lục bên cạnh, Vũ Nhu Tử đang ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu dùng sức nhào nặn con mắt. Đau quá, nàng thì thào thì thầm. Tiếp đó nàng lại ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn về phía tinh hà. Một lát sau, nàng lại cúi đầu nhào nặn con mắt, đau quá. Xoa nhẹ một lát sau, Vũ Nhu Tử lại kiên cường một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời tinh hà. Một lát sau,
Nàng lại cúi đầu, đau nhức đau nhức đau nhức. Như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại. Nhưng Vũ Nhu tử cô nương không có buông tha. Mỗi lần nàng vỗ về xong con mắt về sau, hai mắt hai sẽ một lần nữa biến phát sáng, tiếp tục quan sát. Đây là Trình Lâm tự rũ pháp vận dụng. Làm con mắt đạt tới cực hạn, hoàn toàn nhìn không tới về sau, nàng liền cúi đầu thi triển Trình Lâm tự rũ pháp, bình phục con mắt. Bên kia, đông điện trên bậc thang. Mù, mù, Thông Nương thống khổ nói, ánh mắt của nàng triệt để mù, cái gì đều nhìn không tới. Thực lực của nàng quá yếu, chỉ có tam phẩm cảnh giới. Đừng nóng vội, người hành mầm vị trí nào là con mắt chỗ. Ta thay người cắt, sau đó lại dùng chỉ rũ thuật để cho ngươi sinh trưởng bước phát triển mới hành mầm, con mắt của ngươi liền khôi phục, có thể một lần nữa tiếp tục quan sát tinh hà. Quy tiền bối đề nghị. Thông Nương vội vàng lắc đầu nói, không muốn, không muốn. Quá đau đớn, ngươi cần phải biết, cơ duyên như vậy, ngươi bỏ lỡ, chỉ sợ cả đời đều không thể gặp lại. Trước ngươi không phải nói với ta, mục tiêu của ngươi là trở thành kiếp tiên sao? Nếu như ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không hết, còn nói gì kiếp tiên cảnh giới? Quy tiền bối nghiêm túc nói. Thông Nương đã trầm mặc. Cuối cùng, nàng cắn răng, tốt, nàng nhưng là phải trở thành kiếp tiên nữ yêu. Sao có thể bị đau một chút khổ đánh đập? Xoát, Quy tiền bối chân trước như kiếm, nhẹ nhàng vẽ một cái, liền đem Thông Nương hành mầm cho cắt đi xuống. Đồng thời một cái siêu cấp chỉ rũ thuật rơi vào Thông Nương trên thân. Coi như là bị phong ấn cảnh giới, nhưng Quy tiền bối dù sao cũng là kiếp tiên cấp bậc. Một cái chỉ rũ thuật xuống dưới, Thông Nương hành mầm lập tức liền sinh trưởng. Nàng lại ngẩng đầu, nhìn thẳng tinh hà. Nhưng bởi vì thực lực của nàng quá yếu, vẻn vẹn tam phẩm cảnh giới. Không có nhìn bao lâu, ánh mắt của nàng lại mù. Mù, lại mù, Thông Nương kêu lên. Xoát, Quy tiền bối chân trước như kiếm, lại một lần nữa đem hành mầm cho cắt. Tiếp theo là chỉ rũ thuật, hành mầm lần nữa phục sinh. Như vậy tuần hoàn. Không đến một lát, Quy tiền bối đã thu hoạch một bàn hành mầm. Trên mạng thấy, nhân loại sáng tác ra một loại xanh nhạt mặt nạ. Cái kia, dùng hành mầm lời nói, có thể hay không sáng tác ra hành bùn mặt nạ. Quy tiền bối muốn thử xem. Ngoại trừ Cửu Châu nhất hào thành viên trừ ra, khác thực tiền yến khách nhân đồng dạng tại ngẩng đầu nhìn qua tinh hà. Bất quá rất nhanh, những cái kia ngũ phẩm trở xuống thiên tài nhóm, liền bụng lấy con mắt ngã xuống. Bọn hắn lúc trước trải qua quả cầu kim loại lỏng mở to mắt con người tinh cầu ở giữa đại chiến, con mắt đã sớm chảy qua máu. Tinh thần phương diện cũng nhận được qua trùng kích, hôn mê qua một lần. Hiện tại nhìn qua tinh hà thời gian, không có nhìn bao lâu, liền không chịu nổi, lần nữa bất tỉnh. Ngay cả như vậy, bọn hắn cũng đã thu hoạch to lớn. Tiền lời lớn nhất làm thuộc về mấy vị kia uy tín lâu năm bát phẩm huyền thánh, mấy vị huyền thánh đã sớm tại tiếp xúc pháp tắc thậm chí đã đạt đến thích ứng pháp tắc mức độ. Lần này các nàng nhìn chằm chằm vào tinh hà thời gian. Chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều lĩnh ngộ liên tục không ngừng vọt lên. Đối với huyền thánh nhóm mà nói, chỉ là thấy cái này tinh hà thu hoạch liền so với thực tiên yến phải mạnh hơn. Toàn bộ hạch tâm thế giới tu sĩ, đều trầm mê ở tinh hà mang đến diệu dụng bên trong. Lúc này, cuồng đao tam lãng đột nhiên cảm khái nói, lại nói, lúc trước thư hàng mang bọn ta tiến hạch tâm thế giới lúc, bạch tiền bối phân thân đột nhiên tránh đi. Lúc ấy chúng ta đều suy đoán hạch tâm thế giới có thể hay không cũng có to lớn nguy hiểm. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại thu ích lợi nhiều a. Tam lãng đã không sai biệt lắm cái gì đều nhìn không tới, hắn bắt đầu bụng lấy con mắt, thử xem có thể hay không lại để cho con mắt một lần nữa bình phục ánh sáng. Tiếp đó, hắn lại thuận miệng tìm cái chủ đề. Bắc Hà tán nhân mỉm cười nói, hiện tại bạch tiền bối cũng ở đây nơi đây, yên tâm đi, không có nguy hiểm. Bắc Hà đạo hữu lời ấy chưa đủ nghiêm cẩn. Diệt Phượng công tử mỉm cười, nói, các ngươi chẳng lẽ quên mất, bạch tiền bối số mệnh luôn luôn là may mắn cùng tai nạn cùng tồn tại. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như cái này cơ duyên cùng bạch tiền bối có quan hệ lời nói không chừng sẽ có tai nạn làm bạn. Bắc Hà tán nhân lập tức trong lòng một nhét. Không sợ, còn có Tống Thư Hàng tại bên cạnh đây. Cuồng đao tam lãng nói, cái đó và Tống Thư Hàng có quan hệ gì? Giao Phách Chân Quân nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng tồn tại cảm giác bình phục, mọi người đối với trí nhớ của hắn cũng bỏ niêm phong. Tam lãng suy tư một lát, nói, ta nhớ được,
Thư Hàng vận khí cũng là vô cùng tốt. Cùng Bạch Tiền Bối giống nhau, mỗi lần cùng hắn đi ra ngoài thời gian, cũng là cơ duyên cùng tai nạn cùng tồn tại. Bất quá, dù sao cũng là tống tất cả tai nạn từ ta nhận thầu độ kiếp không cần sợ, để đó ta đến Thư Hàng. Bắc Hà Tán Nhân đã cắt đứt Tam Lãng lời nói, Tam Lãng, không cần nói nữa. Đề tài này quá lòng chua xót. Hơn nữa Tống Thư Hàng tiểu hữu ngay tại đằng sau đây. Người trong cuộc ngay tại sau lưng đây, nói không chừng lúc nào liền đi ra. Nếu như lại để cho Tam Lãng giảng xuống dưới lời nói không chừng Tam Lãng giảng thuận tiện, liền tìm đường chết. Còn là kịp thời ngăn lại hắn tốt nhất. Đông Phương Lục Tiên Tử suy tư nói, lại nói tiếp, thực tiên yến trong lúc, ta tựa hồ lúc nào cũng quên mất Tống Thư Hàng. Hắn cùng thần kỳ cư sĩ tu luyện đồng dạng công pháp sao? Ta gọi dùi gạch dưới di, cảm ơn, cư sĩ thở dài, nói. Bắc Hà Tán Nhân đột nhiên sững sờ, hắn mơ hồ nhớ cái điện thoại di động của mình bên trên ghi chú, là tối Việt cư sĩ đi. Chẳng lẽ hắn ghi chú sai rồi, là tối Nhật cư sĩ, các ngươi chú ý muốn chút sai rồi. Giao Phách Chân Quân dụi dụi con mắt nói, sau đó dùng quần thể truyền âm công năng nói, các ngươi có lẽ phải chú ý chính là, Tống Tiểu Hữu hắn tân chức ngũ phẩm. Giao Phách Chân Quân vừa dứt lời. Lập tức chung quanh chết giống nhau yên tĩnh. Sau đó, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm mở ra quần thể truyền âm nói chuyện phiếm hình thức. Bắc Hà, Thư Hàng tiểu hữu tu luyện có mấy tháng? Cuồng Đao Tam Lãng lên tiếng hỏi. Bắc Hà Tán Nhân nói, 4 tháng, hoặc là càng nhiều một chút. Dược sư có lẽ rõ ràng hơn, là hắn mang Tống Thư Hàng nhập môn. Theo hiện thế thời gian tới đây tính, là 4 tháng nhiều mấy ngày. Bất quá! Nghe nói Tống Thư Hàng tại một cái thời gian trong bí cảnh ngây người 1 tháng. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền 4 tháng rưỡi đến 5 tháng đi. Dược sư bình tĩnh nói. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm, lại một mảnh yên lặng. Ta nhớ ra rồi, lúc trước ta dốc sức liều mạng tu luyện, cũng là bởi vì lo lắng nhanh bị Thư Hàng bắt kịp. Diệt Phượng Công Tử rốt cuộc đem bản thân ghi nhớ vuốt thuật. Sau đó, Diệt Phượng Công Tử tâm nhét nói. Không nghĩ tới lo lắng của ta nhanh như vậy đã tới rồi, cảnh giới của ta bị bắt kịp. Trước đây không lâu, hắn còn có thể duy trì bản thân đại tiền bối uy nghiêm, có thể đem bản thân CPU cấp cho Tống Thư Hàng soát công pháp độ thuần thục. Ta cũng muốn tới một kiện không tốt lắm sự tình. Thất Tu Thánh Quân ngẩng đầu nhìn qua tinh hà chậm rãi nói, nguyên lai chế tạo pháp khí thời gian, bị ghim tâm không phải Tống Thư Hàng, mà là ta cùng Lục Tu A. Tại Thất Tu Thánh Quân bên cạnh, Lục Tu Tiên Tử đã lệ rơi đầy mặt, không biết nước mắt của nàng là vì nhìn tinh hà quá lâu phía sau chảy, hay là bởi vì nhớ lại ghim tâm nhớ lại, mà chảy xuống nước mắt. Hay hoặc là, cả hai đều có. Rõ ràng đã nói cùng một chỗ làm tiểu trong suốt, kết quả đột nhiên liền lui tổ, hơn nữa còn như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Thần bí cư sĩ lẩm bẩm nói hắn nhớ tới bản thân cùng Tống Thư Hàng hận vì gặp nhau quá muộn cảnh tượng, lại nhìn thấy bây giờ Tống Thư Hàng chói mắt hiện trạng. Đột nhiên có loại bị người phản bội quỷ dị ảo giác. Trò chuyện điểm khác a, dạng này sẽ vui sướng điểm. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Con mắt cảm giác muốn nứt mở, đã hoàn toàn nhìn không tới, cũng chỉ có Thất Tu Tiền Bối còn có thể kiên trì nữa đi. Bắc Hà Tán Nhân nói. Hoàng Sơn, ta cũng nhanh đến cực hạn, thần bí cư sĩ, ta vẫn là có thể chống đỡ một lát. Tổng kết mà nói, đại bộ phận đạo hữu đều nhìn không tới. Cuồng Đao Tam Lãng nói, cái kia Hoàng Sơn tiền bối, chúng ta quần tên có thể đổi một cái. Hoàng Sơn, ngươi muốn thay đổi thành cái gì? Cửu Châu Cự Hiệp Quần, thông ý Cửu Châu Cự Mù Quần ý tứ. Cuồng Đao Tam Lãng giơ ngón tay cái lên, trong nhóm đạo hữu toàn bộ đều mù, cái tên này rất thỏa đáng. Trong nhóm đẳng cấp cũng có thể đổi thành tiểu mù, trung mù, đại mù, cự mù, mù thấu các loại. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi, thật là muốn về hưu. Hoàng Sơn tiền bối đạo bào bao phủ bên trong. Sương mù hóa Tống Thư Hàng toàn thân cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Không phải hắn không muốn động, mà là không nhúc nhích được. Làm bạch tiền bối cái kia tinh hà hiện ra lúc, Tống Thư Hàng toàn thân như là bị tăng thêm ngàn vạn cân trọng lượng, thiếu chút nữa liền nằm. Đây là có chuyện gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bởi vì ngươi lợi dụng Bắc, đem giả bất hủ hình thức cho phục chế đã tới. Coi như là cực độ yếu hóa bản, nhưng trên bản chất còn là giả bất hủ hình thức. Ha ha ha, bạch tiền bối thanh âm nói. Tống Thư Hàng, đang khi nói chuyện, có một đạo ý chí tại Tống Thư Hàng trên thân đảo qua.
Đạo này ý chí trong không có bất kỳ tình cảm, làm cho người ta cảm giác như là băng lãnh chương trình giống nhau, án lấy thiết lập tại hành động. Đúng lúc này, Bạch Tiền Bối theo trong hư không đưa lên một chuôi thần binh tam thập tam thú tổ hợp pháp khí Trung Yên Thánh Kiếm. Chuôi này trên thánh kiếm in dấu lấy Tống Thư Hàng Thánh Ấn, thuộc về Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí. Nhưng lại trải qua Bạch Tiền Bối luyện chế, ở trên có khí tức của hắn. Đạo kia ý chí tại Tống Thư Hàng cùng Trung Yên Thánh Kiếm bên trên đảo qua. Một lát sau, đạo kia ý chí lặng yên thối lui. Tống Thư Hàng trên thân bị thêm trọng lượng, tiêu tán không gặp. Được cứu trợ, Bạch Tiền Bối, vừa rồi cái kia ý chí là cái gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Vì sao Trung Yên Thánh Kiếm sau khi xuất hiện, đạo kia ý chí liền lặng lẽ rút lui? Ta quả nhiên đoán không sai, hì hì hì. Vừa rồi đạo kia ý chí tin tức, ta cũng không thể cho ngươi biết, có đôi khi biết rõ đấy càng nhiều, chết càng nhanh. Bất quá có chút cá nhân ta suy đoán, có thể với ngươi giảng. Trong tay ngươi tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cùng vừa rồi đạo ý chí có quan hệ, vì vậy hắn cảm ứng được tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, liền lui. Bạch Tiền Bối nghiêm túc nói. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng nói. Vừa rồi cái kia ý chí, hiển nhiên cùng hiện thế Bạch Tiền Bối có quan hệ. Bởi vì ý chí phủ xuống nguyên nhân, là bởi vì hắn phục chế cái này giả bất hủ hình thức. Nói cách khác, liền tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng cùng hiện thế Bạch Tiền Bối có sâu xa. Tốt rồi, đem ngươi sương mù hình thức giải trừ đi. Loại người như ngươi cực độ yếu hóa phiên bản, hiệu quả còn là cặn bã. Bạch Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng, cùng nguyên bản có cái gì khác nhau? Ngoại trừ có thể miễn dịch vật lý đả kích bên ngoài, người cái này cực độ yếu ớt bản vốn cũng không có khác chỗ dùng. Bạch Tiền Bối nói, có luôn so với không có tốt, Tống Thư Hàng thở dài. Tốt rồi, kế tiếp chúng ta trở về chủ đề, tâm sự thiên kiếp đạn hạt nhân sự tình đi. Nói thật, ta là cửu u chúa tể. Bình thường mà nói, ta có lẽ trực tiếp mang đi thiên kiếp đạn hạt nhân sau đó lại truyền tin ngươi một tiếng, mới là ta phong cách hành sự. Bạch Tiền Bối nói, Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, thế nhưng mấy thứ này không phải ta đấy, ta cũng không có thể thay thế hiện thế Bạch Tiền Bối cùng ngươi giao dịch a. Ừ, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, hả, đã đổ vật không phải ngươi, ta và ngươi thương lượng cộng lông tuyến. Ta trực tiếp đi chuyển thiên kiếp đạn hạt nhân sau đó lại truyền tin hiện thế Bạch không được sao. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng, thì cứ như vậy, gặp lại. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, chờ, để ta trước cùng hiện thế Bạch Tiền Bối nói một tiếng tốt chứ. Đồng thời, Tống Thư Hàng nhanh chóng liên hệ công đức điện bên trong Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, ngươi đã tỉnh không có. Thiên kiếp đạn hạt nhân có thể cho ta mượn một đống sử dụng sao? Tống Thư Hàng nhanh chóng nói. Chuẩn, nhớ kỹ chuyển lặp lại loại hình, đơn độc loại hình, muốn lưu lại nghiên cứu. Hiện thế Bạch Tiền Bối cái kia thanh âm non nớt vang lên. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó hắn phối hợp cửu u Bạch Tiền Bối bắt đầu vận chuyển những cái kia có lặp lại loại hình thiên kiếp đạn hạt nhân, đạn đạo, cùng với một ít Tống Thư Hàng chưa thấy qua đầy khoa học viễn tưởng phong cách thiên kiếp vũ khí. Công đức điện bên trong. Hai tuổi trái phải lớn nhỏ Bạch Tiền Bối đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tinh hà. Đây rốt cuộc là vật gì? Bạch Tiền Bối cau mày. Hắn chính mình cũng không biết cái này tinh hà rốt cuộc là cái gì. Mặc kệ là vật gì, tóm lại, không sai biệt lắm muốn đem hắn thu lại đi. Bạch Tiền Bối nói, hắn nhấc chân chuẩn bị theo công đức điện bên trong rời đi. Nhưng bởi vì hình thể thu nhỏ đến sơ sinh trạng thái, Bạch Tiền Bối thoáng cái không có thói quen. Một cước hụt chân. Oanh, hắn theo công đức điện trên bậc thang ngã xuống, nện ở công đức điện phía trước cái kia khối hạch tâm thế giới trên đất. Một ném, chính là một cái to lớn vô cùng hố. Bạch Tiền Bối, một lát sau. Bình thổ chú, Bạch Tiền Bối bảo trì ngã sấp trên mặt đất tư thế, hai tay đặt tại hố bên trong, bị nện ra hố giống như là thời gian rút lui giống nhau, lại nhanh chóng lấp trở về. Lấp đất hoàn tất. Bạch Tiền Bối ngáp một cái. Tiếp đó, cảm giác một hồi buồn ngủ vọt lên. Vậy là hắn liền nằm ở bình thổ chú khôi phục trên mặt đất, ngủ. Tại Bạch Tiền Bối lâm vào ngủ say trạng thái trong nháy mắt, hạch tâm thế giới trên không cái kia tinh hà bắt đầu tiêu tán. Kết thúc, Thất Tu Thánh Quân tiếc nuối nói. Hắn cảm giác mình còn có thể lại ủng hộ một lát. Thực tiên yến bên trên khác mấy vị huyền thánh,
cùng thất tu thánh quân giống nhau, lòng có cảm khái. Bọn hắn hận đến không bản thân có thể nhìn chằm chằm vào tinh hà mãi cho đến bản thân trong mắt bạo tạc mới thôi. Oanh nói nổ liền nổ. Trên bầu trời tinh hà muốn nổ tung lên. Sau một khắc, trong hạch tâm thế giới tất cả mọi người, chỉ cảm thấy tâm thần kịch liệt chấn động. Liền huyền thánh cũng không ngoại lệ. Quy tiền bối cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Theo tinh hà bạo tạc, hạch tâm thế giới tất cả mọi người tới tấp ngã xuống đất, trong não căng ra, lâm vào trạng thái hôn mê. Bắc Hà tán nhân tại trước khi hôn mê, trong đầu nổi lên cái cuối cùng ý niệm trong đầu, cuồng đao tam lãng cái này mỏ quả đen. Tinh hà bạo tạc biến mất. Cùng một thời gian, trong hạch tâm thế giới tất cả tu sĩ trong đầu, gần nhất một ít trí nhớ bị xóa đi. Chủ yếu là liên quan tới tinh hà trí nhớ. Đây là tinh hà một loại tự mình bảo hộ biện pháp. Bất quá, theo tinh hà trông được đến hiện hóa pháp tắc trí nhớ, cũng sẽ không biến mất. Chỉ là thuần túy quên mất tinh hà rời sân thi đấu đại bộ phận trí nhớ. Chờ tất cả mọi người sau khi tỉnh lại, chỉ biết không hiểu thấu phát hiện mình trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều cùng pháp tắc có quan hệ hạng mục công việc. Làm Tống Thư Hàng theo Hoàng Sơn tiền bối đạo bào bên trong đi ra thời gian, liền thấy nằm đầy đất các tiền bối. Chỉ có Bạch Long tỷ tỷ còn bảo trì thanh tỉnh. Còn có Hoạt Tuyền bên trong sở các chủ, còn đang ở yên lặng thổi bong bóng. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, xảy ra chuyện gì? Không cần lo lắng, là trực tiếp quan sát hiện hóa pháp tắc di chứng. Qua một đoạn thời gian có thể thức tỉnh, ngoại trừ tinh thần lực tiêu hao sẽ có chút lớn, con mắt có thể sẽ mù một đoạn thời gian bên ngoài, chắc có lẽ không có mặt khác di chứng. Ừ, nhiều nhất khả năng lại tổn thất một bộ phận gần nhất trí nhớ. Bạch Long tỷ tỷ thanh âm ôn nhu tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên. Quan sát hiện hóa pháp tắc, nghe cũng cảm giác rất cao lớn bộ dạng. Qua một đoạn thời gian hồi tỉnh, phải bao lâu? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bạch Long tỷ tỷ thân hình một lần nữa huyễn hóa thành hình rồng, khả năng mấy giờ, cũng có lẽ muốn mấy ngày. Tống Thư Hàng, hắn tới trước đến A Thập Lục bên người, cười nói, thật vất vả tại thực tiên yến bên trên mượn thận long ảnh hưởng, lại để cho A Thập Lục trước giờ thức tỉnh. Kết quả cũng không lâu lắm, nàng lại đã hôn mê. Hắn xoay người, đem A Thập Lục ôm lấy. Không biết có phải hay không ảo giác, long hóa phía sau tô thì A Thập Lục, biến càng nhẹ chút ít. Đón lấy. Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động, chuyển rời đến đông điện một gian trong phòng khách, đem tô thị A Thập Lục phóng tới trên giường. Tiếp đó lại thay nàng bỏ đi vớ giày, đắp chăn cho nàng. Trong hôn mê A Thập Lục bản năng trở mình, lăn một vòng, đem chăn cả cuốn tại trên thân, cuốn thành nem dán hình dáng. Tống Thư Hàng nhếch miệng lên, lấy điện thoại cầm tay ra, là cuốn thành đồng hình dáng tô thị A Thập Lục vỗ tấm hình. Dạng này vụng trộm chụp hình, cũng không phải là cái thói quen tốt. Bạch Long tỷ tỷ cười nói. Tống Thư Hàng, khụ. Bạch Long tỷ tỷ ngươi lưu lại chiếu cố A Thập Lục, ta đi đem Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối đều chuyển vào tới đây nghỉ ngơi trước. Ta giúp ngươi đi, Bạch Long tỷ tỷ nói. Cũng tốt, Tống Thư Hàng nói. Hắn cùng Bạch Long tỷ tỷ trở lại đông điện cửa ra vào, hắn lại xoay người đem Vũ Nhu Tử ôm lấy. Vũ Nhu Tử trọng lượng liền bình thường hơn nhiều. Bên cạnh, Bạch Long tỷ tỷ thân hình kéo dài. Tựa như một sợi thừng thừng giống nhau, đem trên mặt đất tất cả Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên cho cuộn lên, lơ lửng ở đến không trung. Lại đem Thi Lô Ly cùng Lệ Chi Tiên Tử môn phái thành viên cũng cùng một chỗ bổ sung bên trên. Nhìn qua, tựa như tất cả thành viên trong quần bị một sợi dây thừng trói đến cùng một chỗ, giống như cổ đại tội phạm giống nhau. Tống Thư Hàng, tại Bạch Long tỷ tỷ dưới sự trợ giúp, đem hắn mỗi một vị thành viên trong quần đều an bài đến đông điện trong phòng. May mà đông điện khá lớn, hoàn toàn có thể dung nạp xuống tất cả thành viên. Khác thực tiên yến thực khách nên xử lý như thế nào? Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng hỏi. Đưa bọn họ chuyển rời đến nhiều người phòng trọ đi, Tống Thư Hàng nói. Hắn cũng không có rảnh đem tất cả thực tiên yến khách nhân toàn bộ một người một cái phòng an bài. Thực tiên yến những khách nhân rất nhiều bị chuyển. Cuối cùng, đến phiên mấy vị kia bát phẩm huyền thánh. Tống Thư Hàng nhìn qua đông qua thánh quân, tay cầm cây quạt văn sĩ Tam Chu thánh quân, Thanh Loan thánh quân, Yêu Mộng thánh quân, còn có mấy vị Tống Thư Hàng còn chưa tới kịp quen biết thánh quân. Mấy vị này có muốn hay không cho cái đặc thù chiếu cố, dù sao cũng là thánh quân. Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng hỏi. Chờ một chút thử xem, ta có cái ý tưởng. Tống Thư Hàng sờ sờ cằm, nói. Bạch Long tỷ tỷ,
Tống Thư Hàng nhớ tới cùng mấy vị huyền thánh mùng 10 tháng 10, đỉnh tử cấm thành ước hẹn. Cũng không biết hắn tồn tại cảm giác bình phục về sau, mấy vị này huyền thánh có thể hay không nhớ lại cái này ước định. Hắn tiểu trong suốt trạng thái thời gian, mọi người đối với trí nhớ của hắn đều rất lộn xộn. Có người còn có thể nhớ kỹ một ít, có người lại sẽ không nhớ tới. Trước mắt mấy vị đều là bát phẩm thánh quân, lấy thực lực của bọn hắn, nói không chừng đều có thể nhớ kỹ mùng 10 tháng 10 ước chiến. Nếu như bọn hắn thật có thể nhớ lại mùng 10 ước hẹn lời nói. Cái kia mùng 10 vừa đến, hắn chẳng phải là muốn bị mấy vị thánh quân xa luân chiến. Ngẫm lại cũng cảm giác lá gan đau quá. Tống Thư Hàng tâm tính thiện lương mệt mỏi, thật là muốn lại biến thành tiểu trong suốt. Tam lãng tiền bối đã từng nói qua, bản thân tìm đường chết kết khó khăn, cắn răng cũng muốn nuốt xuống quả. Vũ Nhu Tử đã từng nói qua, tìm đường chết lúc trước, muốn có thừa nhận tìm đường chết quả giác ngộ. Bản thân hẹn chiến, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi gánh chịu. Lúc này, thấy trong hôn mê mấy vị thánh quân, Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên có cái ý tưởng. Nhớ kỹ Bạch Long tỷ tỷ lúc trước đã từng nói qua cái gì à? Trong hôn mê thành viên, ngoại trừ sẽ mù một đoạn thời gian, tinh thần lực hao tổn lớn hơn bên ngoài, còn sẽ mất đi một bộ phận gần nhất trí nhớ. Hay à, thừa dịp mấy vị thánh quân không có tỉnh lại phía trước, ta vừa vặn có thể tại trên người các nàng chừa chút chứng cứ. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái, nói. Người trẻ tuổi, ý nghĩ của ngươi rất nguy hiểm, Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng, khụ, Bạch Long tỷ tỷ, ta chỉ là muốn đập điểm ảnh chụp làm chứng cứ mà thôi. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng cười hì hì. Bạch Long tỷ tỷ ngươi xem chính là, đầu tiên. Theo Đông Qua Thánh Quân bắt đầu đi, dù sao cũng là người quen cũ. Dứt lời, Tống Thư Hàng ý niệm khẽ động, đem bản thân, Đông Qua Thánh Quân, Bạch Long tỷ tỷ cùng một chỗ chuyển rời đến hạch tâm thế giới Đao Kiếm Phong vị trí. Đây là Nho gia đưa hắn viễn cổ thiên đình một mảnh vỡ. Đao Kiếm Phong cũng không phải hắn nguyên danh, là Nho gia về sau cho lấy. Đao Kiếm Phong bên trên có vô cùng cường đại kiếm ý cùng đao ý tung hoành, vạn năm không tiêu tan. Đó là đã từng có viễn cổ thiên đình tuyệt thế đao tu cùng một vị tuyệt thế kiếm khách, lấy đao ý cùng kiếm ý so đấu sau đó còn sót lại đi xuống. Nơi đây đao ý cùng kiếm ý, cũng không nhằm vào ngoại nhân, chỉ là quấn quanh tại trên ngọn núi, liền giống như tại kéo dài năm đó tuyệt thế đao tu cùng tuyệt thế kiếm khách tỉ thí. Tống Thư Hàng đem Đông Qua Thánh Quân chuyển rời đến Đao Kiếm Phong phía trên. Đưa hắn bảy thành nằm sấp nằm ở trên một khối nham thạch tư thế. Đón lấy, hắn vỗ tay phát ra tiếng, Tống Thư Hàng bị tách ra tới đây, nắm lên điện thoại của Tống Thư Hàng. Chọn cái tốt điểm góc độ, Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng, yên tâm, tuyệt đối thỏa. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng chân đạp hắc liên, leo lên hư không. Suy nghĩ một chút về sau, phía sau hắn công đức xà mỹ nhân bị triệu hoán đi ra. Xà mỹ nhân phối hợp với Tống Thư Hàng, bày ra uy nghiêm biểu lộ. Tống Thư Hàng hai tay ôm trước ngực, lấy người thắng tư thế bao quát phía dưới, xà mỹ nhân trên thân công đức ánh sáng sáng lạn phóng thích, gia tăng Tống Thư Hàng khí thế. Bản thể, cảm giác còn không quá đủ, đem xích tiêu kiếm tiền bối mời đi ra, kích hoạt phần thiên hỏa diễm đao nhìn xem. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Không ổn, nơi này là đao kiếm phong, ở trên có tuyệt thế đao ý cùng kiếm ý tại va chạm. Nếu như ta kích hoạt phần thiên hỏa diễm đao lời nói không chừng sẽ bị nơi đây đao ý cùng kiếm ý nhằm vào. Tống Thư Hàng nói, cái kia đem hầu tử nhóm triệu hoán đi ra, khí thế cường đại trở lại điểm. Tống Thư Hàng nói, Tống Thư Hàng, ừ, cái này có thể có. Sau một khắc, 21 đầu bưng lấy nho ra kinh văn hiển hiện. Một lớn 20 nhỏ, xếp thành người hình, mở miệng niệm tụng nho ra kinh văn, là Tống Thư Hàng lớn mạnh khí thế. Rất tốt, chính là loại này cảm giác. Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, hắn tìm tốt một cái góc độ, tạch 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 liền phách vài chương ảnh chụp. Đẹp trai, bất quá, luôn cảm giác còn kém một chút cái gì, Tống Thư Hàng nói. Để ta nhìn xem, Tống Thư Hàng bản thể từ không trung đáp xuống, lôi ra điện thoại ảnh chụp, xem. Trên tấm ảnh, bá Tống huyền thánh uy vũ bất phàm, chân đạp hắc liên, lại có công đức xà mỹ nhân cùng thánh viên trợ uy. Mà Đông Qua Thánh Quân giống như một cái cá ướp muối giống nhau nằm ở trên mặt đá. Không cần ngôn ngữ miêu tả, tất cả thấy cái này tấm hình mọi người,
trong đầu liền sẽ hiển hiện một cái tiêu đề bá Tống Huyền Thánh đại bại Đông Qua Thánh quân tại Đao Kiếm Phong. Đã có cái này tấm hình về sau, đến thì Đông Dư Thánh quân như lại nghĩ tới mùng 10 ước hẹn lời nói, Tống Thư Hằng có thể nói cho hắn biết, giữa hai người ước chiến đã kết thúc, có ảnh chụp làm chứng. Đây chính là Tống Thư Hằng ý tưởng. Bất quá, cùng với Tống Thư Hằng theo như lời giống nhau, cái này tấm hình bên trong, luôn cảm giác còn kém một chút cái gì. Nhưng đến cùng kém cái gì, Tống Thư Hằng lại không nói ra được. Trong tấm ảnh Đông Qua Thánh quân quá sạch sẽ, không có chút nào vết thương, giống như là ngủ rồi giống nhau. Không giống như là đã trải qua một trận huyền thánh cấp chiến đấu. Lúc này, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm ôn nhu nhắc nhở nói, ngươi có thể cho hắn hóa điểm trang điểm, lại để cho trên người hắn hơn chút vết thương, lại đem tóc của hắn chơi đùa lộn xộn một chút. Tốt nhất xa hơn trên mặt hắn rắc chút nước, dạng này có thể cho hắn lộ ra tiêu hao rất lớn. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, thì ra là thế, khó trách luôn cảm giác có chút quái dị. Tống Thư Hàng đồng dạng nhãn tình sáng lên, Bạch Long tỷ tỷ, ngài quả nhiên có kinh nghiệm. Tống Thư Hàng bản tôn có chút dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ vì sao lộ ra như vậy thuần thục? Giống như loại chuyện này, nàng đã làm rất nhiều lần giống nhau. Bạch Long ngẩng đầu ngắm trời. Tốt rồi, không cần dạng này xem ta. Loại chuyện này, đã từng có cái đồ đần mời ta đã làm rất nhiều lần. Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng lập tức hiểu được, là viễn cổ tam lãng người bệnh hoạn tống đầu gỗ. Tính, ta đến giúp ngươi đi, cũng không biết vị này Đông Qua Thánh quân lúc nào sẽ tỉnh lại. Thời gian có hạn, Bạch Long tỷ tỷ nói. Dứt lời, nàng bay đến Đông Qua Thánh quân bên người. Chỉ thấy Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhanh chóng vũ động, làm cho người ta hoa mắt. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng vung lên móng vuốt, trong hư không có giọt nước hiển hiện, phủ Đông Qua Thánh quân khuôn mặt bên trên. Bạch Long tỷ tỷ thối lui. Đông Qua Thánh quân như trước bảo trì nằm ở trên mặt đá tư thế. Lúc này, hắn đầu tóc rối bời, tràn đầy mồ hôi, trên mặt có hai nơi vừa đúng vết thương, trên thân quần áo nhìn qua cũng như là đã trải qua một trận đại chiến sau đó bộ dáng. Thật sự rất thật. Lại đến, bản tôn lại đến một lần, Tống Thư Hàng kích động nói. Tống Thư Hàng bản thể lơ lửng ở đến không trung, chân đạp hắc liên, công đức xà mỹ nhân một mặt uy nghiêm. 21 đầu thánh viên hiển hiện vì chủ nhân hô 666. Tống Thư Hàng lại nhanh chóng chụp hình vài chương ảnh chụp. Lần này, ảnh chụp hiệu quả liền lộ ra càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc nơi này là ngươi hạch tâm thế giới, nếu như chuyển rời đến nơi khác lời nói, chúng ta còn có thể đem cảnh tượng cũng bố trí càng rất thật, chế tạo huyền thánh đại chiến đấu cảnh tượng. Bạch Long tỷ tỷ lại nói. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Chúng ta còn có mặt khác huyền thánh, ngoại trừ Đông Qua Thánh quân bên ngoài, còn có Tam Chu Thánh quân, Yêu Mộng Thánh quân, Thanh Loan Thánh quân, chúng ta chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên ngoài đi đập. Bên ngoài là băng tuyết thế giới, chế tạo chiến đấu hoàn cảnh cũng tương đối dễ dàng. Vậy là, Tống Thư Hàng đem Đông Qua Thánh quân chuyển rời về đi. Tiếp đó, hắn, phân thân, Bạch Long tỷ tỷ mang theo Tam Chu Thánh quân, chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên ngoài.